8 năm trước, một thế lực mạnh mẽ đã bóp méo không gian và thời gian, dẫn đến các sinh vật từ dị giới tới xâm chiếm, giết người bừa bãi. Thương vong nặng nề, dân số giảm mạnh, những người sống sót gọi ngày tận thế này là ma triều và sự thay đổi từ trường đã mang lại một hệ thống chức nghiệp làm cho con người mạnh mẽ hơn. Con người có thể đánh thức những thiên phủ ban đầu ngẫu nhiên và lựa chọn các chức nghiệp khác nhau trong hệ thống. Sau khi lựa chọn, con người sẽ có kỹ năng của chức nghiệp đấy và có thể đem về thế giới hiện thực. Hơn nữa thiên phủ được thức tỉnh sẽ quyết định vận mệnh của chức nghiệp giả từ đó trở đi những con người thông minh bắt đầu một cuộc sống và phương thức chiến đấu mới xã hội tập trung vào việc bồi dưỡng và cùng có các chức nghiệp giả một buổi sáng tại học viện chức nghiệp số 1 giang thành xây dựng học việc chức nghiệp giả lấy hiện thực đã xây ra làm bản gốc dựa vào hệ thống dung hợp vào trò chơi tạo nên các độ khó khác nhanh các phó bản với các loại công lực có cấp độ khác nhau để nâng cấp rèn luyện thế hệ sau trên sân lớn đang tập trung đông đúc rất nhiều người lúc này thầy hiệu trưởng với dáng vẻ quyền uy ông ấy cất tiếng thông báo thông qua màn hình lớn Thưa các em học sinh, các em đã hoàn thành quá trình học tập lý thuyết tại Học viện chức nghiệp số 1 của Giang Thành. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, các em sẽ thức tỉnh thiên phú của mình, cũng là ngày đầu tiên bước chân vào phó bản. Tới nào. Dứt lời một cột sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời thông qua vòng tròn ma pháp trên sân lớn. Nhưng bóng dáng đen xuất hiện trên nền thứ ánh sáng rực rỡ ấy, thầy hiệu trưởng nói tiếp: "Hãy tin tưởng vào những năm học tập chăm chỉ đã qua của các em, các em đã được chuẩn bị để trở thành bạc một chức nghiệp giả, bảo vệ nhân loại, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Dưới đây ta gọi tới tên của em học sinh nào thì sẽ tiến lên để thức tỉnh thiên phú. Nghe đến đây ai nấy có mặt ở nơi này đều hừng hực ý chí cháy bỏng. Trong đám người ấy còn có, học sinh của học viện chức nghiệp số 1 Giang Thành, Lâm Dạ. Anh đứng hiên ngang tự tin nghĩ thầm, mình đã tới thế giới này lâu như thế rồi, chỉ để tới được đến ngày thức tỉnh hôm nay, cuối cùng nó cũng tới rồi. Thức tỉnh thiên phú là điều rất quan trọng đối với một chức nghiệp giả. Giải thích phẩm chất thiên phú được phân thành cấp thường, cấp hiếm, cấp truyền thuyết, cấp cận thần, cấp thần thoại, thiên phủ cấp độ thần thoại từ trước tới nay vẫn chưa nhân loại nào thức tỉnh được nó. kim khách, pháp sư là các chức nghiệp được nhiều người mong muốn nhất, sau đó là các hệ thích khách, triệu hồi sự, chiến sĩ, mục sư bởi khả năng trị liệu kém, tính cơ động cũng tệ và không có năng lực công kích, không thể thay đổi cục diện chiến đấu nên bị xếp dưới cuối chuỗi chức nghiệp. dưới sức mạnh của trang bị chất lượng cao và thiên phủ tốt thì ở các phó bản thường các chức nghiệp khác có thể đơn phương dọn sạch quái, duy chỉ có mục sư là không làm được. mà ở các phó bản cấp cao chỉ cần cao thủ biết cách thao tác pháp sư hay triệu hồi sư cũng có thể thay thế vị trí của mục sư chỉ có thể đứng im sau đội cây kinh nghiệm và tăng máu khiến mục sư trở thành một trò cười quay về hiện tại bỗng một bàn tay khẽ nhíu góc áo cất tiếng gọi này lâm dạ một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh lâm dạ cười hỏi cậu đã nghĩ kỹ xem lựa chọn chức nghiệp nào chưa pháp sư chiến sĩ hay là thích khách lâm dạ mắt nhắm mắt mở cười nhẹ đáp mình nói rồi hiện tại nghĩ tới mấy thứ này cũng vô dụng thôi đợi tới khi có kỹ năng thiên phú mới biết được chức nghiệp nào phù hợp với bản thân. Lời này làm học sinh của học viện số 1 Giang Thành, Tô Mộc Mộc, cô dỗi anh mà tiếp lời, "Hư, mình cũng chỉ hỏi vui vui thôi mà." Nhìn thấy dáng vẻ này của cô làm mấy thanh niên liền đỏ mặt. Bọn họ ai nấy đều khóc lóc thích thú gào thét, "Nữ thần Mộc Mộc hôm nay đẹp thật đấy." Đang say sưa đắm chìm trong vẻ đẹp của nữ thần thì bỗng một bàn tay khẽ xoa đầu Tô Mộc Mộc. Lâm Dạ im lặng xoa đầu cô. Nhìn thấy vậy đám người kia lập tức phát cuồng lên, sôi máu mà hậm hực chửi, lâm dạ bỏ cái tay ra đi trong khi lâm dạ và tô mộc mộc đang sánh bước cùng đi thì ở phía sau dì dầm những lời chửi rủa tên lâm dạ này không phải là một tên phế vật ăn bám sao bọn họ cay cú khó chịu bảo ngay thường tự cho mình thanh cao để xem xem loại hắn sẽ thức tỉnh thiên phú kiểu gì nào những lời này đã lọt vào tai tô mộc mộc cô liền quay lại khoanh tay nghiêm giọng cảnh cáo này mấy người đừng có quá đáng quá bất ngờ tiếng thông báo vang lên số một thức tỉnh thiên phú cấp hiếm một luồng ánh sáng rực rỡ bắn thẳng lên trời Cường lực, cường lực thiên phủ cấp hiếm, sức mạnh của các kỹ năng tăng 50%. Trước sự thức tỉnh này, mọi người lập tức tập trung lại liên tục trầm trồ há hốc mồm. Thiên phú cấp hiếm sao? Rất phù hợp với chức nghiệp chiến sĩ đấy, anh đẹp trai này chắc chắn sẽ là thủ khoa của kỳ thi đợt này. Trong khi tên đó đang được mọi người túm tụng lại bắt chuyện, thì hắn nước mắt chú ý đến đám đông bên phía Tô Mộc Mộc và Lâm Dạ. Hắn ta đen mặt, ánh mắt đầy sắc khí nói nhỏ, "Để ta xem, một thằng mù côi, dựa vào cái gì mà lại có thể thu hút chú ý của nữ thần Mộc Mộc?" Khi này bên phía Lâm Dạ, anh khẽ chạm vào vai tô mộc mộc khuyên ngăn mộc mộc kệ bọn họ đi tô mộc mộc đỏ mặt ngại ngùng cô vừa giận vừa trách móc lâm dạ rằng sao cậu không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nghĩ thế dứt lời một cơn gió mát thôi qua làm không khí khi này có chút ngưng động lâm dạ chậm chậm trả lời bởi khuôn mặt anh thể hiện sự cương quyết nói mình sẽ trở thành người mạnh nhất chỉ có như thế nói đến đây những đoạn ký ức xám xịt hiện về trong tâm trí anh trong thời gian thế giới này hỗn loạn vô cùng người chết như dơm dạ tất cả mọi người ai nấy đều gồng mình chạy trốn khỏi sự sát hại của đám yêu quái khát máu và cả gia đình lâm dạ cũng vậy bố anh ôm anh cùng mẹ anh cố gắng chạy trốn thời điểm ấy bố anh vừa chạy vừa hy vọng nói phía trước có hầm trú chú ẩn chúng ta tới đó đi mẹ của anh dù sợ hãi vẫn liên tục trấn an anh con à đừng sợ nhá chúng ta sắp tới nơi rồi bất ngờ một con yêu quái to lớn xuất hiện chặn đầu cả gia đình anh nhìn thấy con quái vật bố của anh hoảng hốt quay đầu chưa kịp phản ứng thì lập tức ông ấy bị con quái vật ấy đấm một cú cực mạnh Bố của Lâm Dạ phun một ngụm máu ngã đập người xuống đất, chính lúc này anh cũng bị ngã ra xa bố mình. Trong khi con yêu quái đã ở ngay phía sau, bố của anh cố gắng lê thân xác thương tích nặng nề về phía Lâm Dạ cố gắng nói anh, nhanh vào đi con bổ không sao đâu. Ngay cả mẹ cậu cũng đã bị con yêu quái tóm được, mẹ anh khóc lóc hét lớn, con nhất định phải sống tiếp đấy. Khi này con yêu quái cũng từ từ mở cái miệng to lớn đầy răng sắc nhọn ghê tởm của nó ra để ngấu nghiến con người. Chính thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này cánh cửa lớn ở phía sau Lâm Dạ bất ngờ mở ra, có người hét lớn có người còn sống sót kìa, mau đưa thằng bé vào. Dù cho anh bất lực hét gọi bố mẹ mình nhưng số phận đã tận. Và bên trong cánh cửa lớn kia, có một người dẫn theo một cô bé. Người ấy nhẹ nhàng cúi người đưa tay về phía Lâm Dạ nói, Tiểu Dạ, sau này chúng ta là người một nhà nhá, về nhà với cô nào. Đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ giữa Lâm Dạ và Tô Mộc Mộc. Mẹ của cô đã nắm tay cả hai người mà tiến về phía trước. Kết thúc hồi tưởng, trong tâm trí của Lâm Dạ vẫn là ý chí quyết tâm, chỉ có như thế mình mới có thể bảo vệ lúc này trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ số 1128 lâm dạ nhìn thấy vậy lâm dạ liền xoa đầu tô mộc mộc đang dỗi vài cái rồi bảo đợi đây nhé đi đây nhìn theo bóng dáng anh rời đi một nỗi buồn khó thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt của tô mộc mộc cô im lặng thầm gọi tên anh trong suy nghĩ lâm dạ hinh ngang tiến lên sân lớn anh một mình đứng giữa vòng tròn ma pháp một ánh sáng lập tức chiếu lên ngay sau đó cả cơ thể anh như trở nên trong suốt trôi nổi giữa không gian vũ trụ khi này một đốm ánh sáng rực rỡ màu sắc xuất hiện ngay trước mặt anh thấy thế anh thắc mắc đây là nơi thức tỉnh thiên phú sao rồi anh cẩn trọng vươn tay ý định nắm lấy thứ ánh sáng rực rỡ ấy bất ngờ một vòng xoáy từ luồng ánh sáng ấy biến đổi hai con rồng một con màu xanh một con màu đen xuất hiện đan xen nhau bay quanh lâm dạ tức thì chúng đồng thời nhập vào người anh lâm dạ nghĩ thầm cấp thần thoại sao bỗng hệ thống hiện lên nhận được thiên phủ phẩm chất cấp thần thoại nghịch chuyển càng khôn bạn có muốn giấu đi không anh nghĩ thiên phủ cấp thần thoại chưa từng xuất hiện cuối cùng lâm dạ quyết định giấu đi từ từ những mảnh ánh sáng rực rỡ liền dính vào người anh hệ thống báo nghịch chuyển càn khôn cấp một đảo ngược và tăng cường sức mạnh cho bản thân cũng như tất cả các kỹ năng tác động lên bản thân có thể bật hoặc tắt tùy ý nếu thăng lên cấp cao hơn có thể thay đổi bản chất kỹ năng hiệu ứng tăng cường hiện tại giảm 10% lượng tiêu thụ mana hiệu ứng chuyển đổi hiện tại hiệu ứng buff trở thành đi buff đi trở thành buff điều kiện thăng cấp bản thân phải lên cấp 10. giờ đây hai tay lâm dạ mỗi tay là một ngọn lửa có màu sắc khác một bên xanh một bên đỏ anh cười tự tin nghĩ có thể đảo ngược toàn bộ hiệu ứng tác động lên bản thân, còn có thể tự ý thức bật thiên phú. Anh nghĩ tiếp, điều này có nghĩa là kẻ địch sẽ không bao giờ có thể giết được mình sao? Nhưng nếu chỉ có thể sử dụng những đòn đánh thường không phải kỹ năng, hoặc để mục sư hồi máu cho mình, là có thể phá giải hiệu ứng của nó, tự hại bản thân sao? Nghĩ đến đây bản thân Lâm Dạ càng tự tin về sức mạnh của bản thân hơn, anh gồng mình tự tin nói, hóa ra đây là lý do mà thiên phú này có thể lựa chọn ẩn đi. Một lúc sau, sau khi rời khỏi chiều không gian khảo định, Lâm Dạ hiên ngang bước trên sân lớn. Thông báo được phát lên. Số 1128 Lâm Dạ, Thiên Phú thức tỉnh, đã được giấu đi. Vừa mới ra là Tô Mộc Mộc đã tò mò nhảy đến bên cạnh Lâm Dạ, vẻ mặt tò mò. Sao rồi Lâm Dạ? Thuận lợi không thiên phú của cậu là. Nhưng anh chỉ cười đùa đáp hai chữ, bí mật. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có những người đang hậm hực nhìn anh với ánh mắt cam phẫn, còn có người nói xấu sau lưng anh rằng ta nói là cậu ta chắc chỉ thức tỉnh ra cái thiên phú rác rưởi đáng xấu hổ mà thôi thiên phú phế vật đi với phế vật nữ thần đúng là nhìn lầm người rồi lại đi thích loại phế vật đấy sau đó loa thông báo lại vang lên số 1128 học sinh lâm dạ xin vui lòng nhanh chóng hoàn thành việc lựa chọn chức nghiệp số 1233 học sinh tô mộc mộc xin bắt đầu tiến hành thức tỉnh thiên phú lập tức lâm dạ đẩy nhẹ lưng tô mộc mộc về phía trước anh cười giục cô mau đi đi cô đỏ mặt bối rối chửi đùa đồ ngốc này nhẹ tay với người ta thôi giải thích học sinh sau khi hoàn thành thức tỉnh thiên phú sẽ thông qua tượng nữ thần để tiến hành chọn chức nghiệp thế nên tô mộc mộc ở lại sân để thức tỉnh thiên phú còn lâm dạ sẽ di chuyển sang phía tượng nữ thần ở bên cạnh lâm dạ khi này đã đứng trước tượng nữ thần anh cất tiếng nói tiếp theo là khi này tượng nữ thần liền phát sáng cùng dòng thông báo xin vui lòng chọn chức nghiệp mà bạn mong muốn lâm dạ vừa ngước đầu nhìn tượng nữ thần vừa nghiêm túc suy nghĩ nếu chúng ta tuân theo logic bất khả chiến bại ở một mức độ nhất định thì nghịch chuyển càng khôn chắc chắn là một kỹ năng cấp thần phải phát huy thực lực thiên phú đến tối đa bù đắp khuyết điểm sau đó anh chỉ tay về phía một tấm ảnh vàng phía trước nói mình chọn cái này nhận được quyết định này nữ thần im lặng một lúc rồi xác nhận lại xin vui lòng xác nhận lại chức nghiệp của bạn có phải là mục sư không hiện tại bạn là học sinh đầu tiên lựa chọn trở thành mục sư lâm dạ cười tự tin khẳng định lại một lần nữa đúng mục sư dứt lời thông báo hiện chuyển chức đã được xác nhận tấm thẻ mục sư bằng vàng lập tức phát sáng rực rỡ tất cả luồng ánh sáng ấy tập trung xoay quanh lâm dạ nữ thần báo chuyển chức thành công khi này lâm dạ đã khoác lên mình một chiếc áo choàng đen cùng với cây trượng hình thánh giá vô cùng uy nghiêm quyền lực thẻ thông tin cũng hiện ra. Họ tên Lâm Dạ, chức nghiệp mục sư, HP 100, nếu thấp hơn 80 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương, tất cả các thuộc tính sẽ giảm nhẹ, nếu thấp hơn 30 thì sẽ tiến vào trạng thái bị thương nặng, tất cả các thuộc tính sẽ giảm vừa phải, nếu thấp hơn 5 thì nó sẽ tiến vào trạng thái hấp hối, tất cả thuộc tính đều giảm đi đáng kể, nếu về không thì sẽ chết. Giá trị mã lực 100, thiên phú nghịch chuyển càn khôn cấp thần thoại, thuộc tính sức mạnh 4, thể chất 4, trí lực 5, tinh thần 5, nhanh nhẹn 4. Lâm Dạ chăm chú nhìn bảng thông tin. Kỹ năng thuật trị liệu sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi sức mạnh sinh mệnh, khôi phục 50 điểm HP cho mục tiêu, hồi chiêu trong 5 giây và tiêu tốn 10 điểm ma lực. Thuật thanh tẩy sử dụng lên một đơn vị mục tiêu, triệu hồi tinh linh nguyên tố, khôi phục 30 điểm ma lực của mục tiêu, hồi chiêu trong 12 giây và không tiêu tốn gì. Xem đến đây anh quyết định, thử cái này đi kích hoạt nghịch chuyển càn khôn, lập tức đôi mắt Lâm Dạ chuyển sang màu đỏ. Anh giang tay cầm cây quyền trượng đầu lâu thánh giá, một luồng sức mạnh liên tục được nạp vào chiếc đầu lâu thông tin thuật trị liệu đảo ngược sử dụng lên một đơn vị mục tiêu để tước đoạt sinh mệnh của đối thủ giảm thời gian hp của đối thủ đi 50 điểm hồi chiêu trong 5 giây và tiêu tốn 9 điểm mã lực một cột ánh sáng đỏ trực tiếp bắn thẳng lên trời kết thúc cuộc thử nghiệm lâm dạ cười nhẹ nhĩ giống như mình tưởng tượng kỹ năng được phóng thích là giảm hy chứ không phải gây sát thương không bị áo giáp chống đỡ lại tương đương với sát thương chuẩn thấp hơn so với sát thương kỹ năng của pháp sư một chút nhưng nếu kẻ địch có kháng phép thì mình vẫn hơn hẳn lúc này bảng hệ thống đang hiện thông tin thuật thanh tẩy đào ngược sử dụng triệu hồi tinh linh sa ngã trên một đơn vị mục tiêu để giảm 30 điểm ma lực của đối phương thời gian hồi chiêu là 12 giây và không tiêu tốn gì đọc đến đây lâm dạ do dự nghĩ còn về thuật thanh tẩy này tưởng chừng như không có gì nhưng lại có thể khiến kẻ địch thuộc hệ công kích pháp thuật vào thời khắc cuối cùng không thể ra đại chiêu để lộ sơ hở anh nghĩ đến một cô gái yêu tinh nhỏ đang ngồi trên lòng bàn tay mình lâm dạ nhíu mày nghĩ tiếp theo lối suy nghĩ này cách đánh đã rất rõ ràng rồi anh cẩn trọng cho rằng vẫn phải cẩn thận với các kỹ năng buff và hồi máu của đồng đội. Anh cho rằng trong trạng thái nghịch chuyển càn khôn, kỹ năng buff của đồng đội sẽ gây ra một cú đánh mạnh vào cơ thể. Điều này sẽ làm Lâm Lâm Dạ to đời. Quay lại với không gian bên ngoài không gian chọn chức nghiệp, trong khi Lâm Dạ đang đứng xem thông tin trước tượng nữ thần, thì bên dưới có rất nhiều người đang chế nhạo anh rằng, lại có người đi chọn con đường chức nghiệp vũ em này sao? Ha ha ha, nhất định là đang muốn hèn hạ trốn sau đồng đội đây mà. Cùng lúc này bên phía Tô Mộc Mộc, thông báo được phát lên, số 1233 Tô Mộc Mộc, tức tỉnh thiên phú cấp truyền thuyết phòng sinh chi lệ cô hiện tại là phòng sinh chi tri lệ triệu hồi linh hồn dị giới tác chiến nghe thấy vậy mọi người bên dưới ai nấy đều mê mẩn trầm trồ tô mộc mộc chúa ơi không nghe nhầm chứ là thiên phú truyền thuyết không hổ là nữ thần mộc mộc thiên phú truyền thuyết duy nhất từ trước tới nay không biết cô ấy sẽ chọn chức nghiệp gì nhỉ những tiếng bàn tán xôn xao vẫn tiếp tục vang lên nữ thần từ trước vẫn luôn liên tiếp đứng đầu lớp lý luận quả thực là thiên tài một tu sĩ hèn mọn sao có thể xứng đáng ở bên thiên kiêu được nhất định muốn trở thành con chó liếm của nữ thần đây mà nhưng lạ thật đấy phòng sinh chi lệ rốt cuộc là thiên phú kiểu gì vậy anh thử xem ra ôm chân nữ thần ý nhưng tô mộc mộc vẫn không có chút sao động nào khi này tượng hệ thống phát sáng báo xin hãy chọn chức nghiệp mà bạn muốn không một chút do dự tô mộc mộc chống tay lên hông cô quyết định chọn tôi chọn chức nghiệp pháp sư nghe được quyết định này lâm dạ bên dưới liền nở nụ cười nhẹ dường như anh cũng đã đoán được quyết định này của cô chuyển góc nhìn đến vị trí của thầy hiệu trưởng ông ấy đứng quan sát ở trên cao cất tiếng nói pháp sư thiên phú cấp truyền thuyết mà tốt lắm có tiềm lực trở thành thành viên của liên minh chức nghiệp giả nhưng ta quan tâm tên nhóc kia hơn đã từ lâu rồi mới có học sinh chủ động lựa chọn chức nghiệp mục sư vừa nói ông ấy vừa dõi theo lâm dạ đang đứng giữa đám người bên dưới lúc này đằng sau thầy hiệu trưởng còn có tốt bốn người khoác áo choàng đỏ giống ông ấy một người nói như người trẻ tuổi này quả thực không hề có cảm giác là bất đắc dĩ mà lựa chọn có chút thú vị quay về phía lâm dạ và tô mộc mộc cô sau khi chọn chức nghiệp thì lập tức chạy nhanh về phía anh hét lớn lâm dạ Tô Mộc Mộc trong bộ quần áo pháp sư xinh đẹp đánh yêu, cô nhí nhảnh nháy mắt hỏi, "Mình chọn pháp sư này, cùng nhau đi phó bản không?" Nhưng Lâm Dạ chỉ đáp, "Không được rồi Mộc Mộc, mình có kế hoạch của riêng mình." Nghe thấy vậy Tô Mộc Mộc lộ ra biểu cảm có chút khó hiểu, cô cất tiếng bảo, "Là sao chẳng lẽ cậu muốn?" Chưa kịp nói hết câu, hệ thống lớn đã phát ra thông báo, nhắc nhở, "Phó bản Tân Thủ rừng sói đã mở." Mười nhóm học sinh đã hoàn thành việc thức tỉnh thiên phú và chuyển chức vào phó bản, tức thì một cánh cổng không gian lớn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người bỗng lúc này một tên hống hách đến trước mặt anh yêu cầu này lâm dạ nói giúp mộc mộc giúp tôi chút được không tôi muốn mời cô ấy vào đội của tôi thù lao thì tôi có thể đưa cậu theo nhận phần thường cùng chỉ cần cậu nghe theo lời chỉ dẫn của tôi mấy tên đi theo hắn ta cũng cười đùa bảo hai nếu không phải là vì tôi nữ thần thì chúng ta cũng chẳng cần dùng tới mục sư dứt lời lâm dạ liếc mắt về phía đáp người đó anh không do dự mà đáp tôi từ chối lời này của anh lâm dạ người đó tức giận đe dọa lâm dạ mày phải biết điều chứ khi này thầy hiệu trưởng xuất hiện ông ấy cau mày cất tiếng nói phó bản không thể không hợp tác dù có đủ thiên phú nhưng cũng khó chống lại đám quái vật ông ấy vừa có mặt thì đám người kia liền thay đổi thái độ giả bộ lễ phép hiệu hiệu trưởng thầy hiệu trưởng nói tiếp thanh niên đối mặt với ma vật có thù ghét bao nhiêu cũng đều phải buông xuống dù nói vậy như lâm dạ vẫn lạnh lùng đáp hiệu trưởng em không có thù hận gì với bọn họ chỉ là cảm thấy một mình dọn sạch phó bản kinh nghiệm cao thu lợi nhiều biết được ý định này của anh thầy hiệu trưởng tỏ ra nghi ngờ hỏi một mình sao em một mình mục sư sao có thể làm được vậy ông ấy giải thích rằng dù không được cũng có thể đổi đội khác đừng giữ cờ sự an toàn tính mạng của mình suy cho cùng mọi trạng thái trong phó bản đều ảnh hưởng đến hiện thực nếu gặp nguy hiểm cậu sẽ thực sự mất mạng sau mọi lời khuyên bảo của ông ấy nhưng như lâm dạ chỉ gãi gãi đầu anh cương quyết nói cảm ơn thầy hiệu trưởng em có thể tự mình dọn phó bản vừa nói anh vừa nghĩ nếu muốn nâng cấp nhanh chóng thì phải chọn cách đánh một mình hơn nữa Trước khi thực lực của mình đủ mạnh, thiên phú cấp thần của mình không thể được tiết lộ cho người khác. Sau đó anh lập tức quay người một mình bước vào cánh cửa không gian, nhìn theo bóng dáng của anh thầy hiệu trưởng ở phía sau nghĩ thầm, cậu Lâm Dạ này, sao lại tự tin như thế. Về phía Lâm Dạ, anh đã đứng trước cánh cổng không gian, anh vươn tay chạm vào nó. Hệ thống liền hiện lên câu hỏi: "Phó bản thí luyện tân thủ nguy hiểm, đề nghị tổ đội, có muốn tiến vào phó bản?" Không chút do dự Lâm Dạ tự tin đáp: "Có." Tiến vào phó bản tân thủ rừng sói, Đặt chân đến nơi này, đêm tối bao trùm, trăng tròn sáng tỏ ở trên cao. Bảng thông tin hiện lên, rừng sói cấp độ cấp 1 đến 3, độ khó cấp tân thủ khó đề nghị tân thủ nên tổ đội. Cần phối hợp để có thể thông qua ải giới thiệu có một đàn sói khát máu sống trong khu rừng này. Chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, các bạn nhớ đừng để bị bao vây nhé nếu không thì không có lối thoát đâu. Vừa đọc thông tin, Lâm Dạ vừa suy nghĩ, rừng sói khó khăn cho học sinh lần đầu tiên vào phó bản, nhưng chỉ cần phối hợp tốt thì sẽ không có thương vong, lấy một con điểm B đã là một thành tích cực kỳ ưu tú rồi. Trên đường sẽ có nước suối trị liệu hồi máy cho chức nghiệp giả, bảo đảm an toàn để thí luyện cho tân thủ, đồng thời cũng làm cho địa vị mục sư càng thấp hơn. Nhưng nếu có người thích tới tìm đường chết, không xử lý sạch bọn sói hoang trên đường đi, như vậy sẽ dẫn dụ bọn chúng tụ lại một chỗ, hoặc nếu đi sâu vào trong rừng, bước vào khu vực cấm. Nghĩ đến đây Lâm Dạ nhíu mày, đôi mắt đỏ màu máu sắc khí đằng đằng nghĩ tiếp, sẽ chết ngay trong phó bản. Sau đó anh cười nhẹ nhìn vào ngọn lửa xanh trong tay mình mà cho rằng, nếu đã có thiên phú cấp thần, thì làm sao có thể thỏa mãn với điểm số thông thường được không do dự thêm phút giây nào nữa lâm dạ lập tức phất áo di chuyển anh quyết định khu vực cấm trong truyền thuyết mình nhất định phải đi vào sâu bên trong rừng sói không khí nơi này vô cùng u ám mùi máu tanh phẳng phất đâu đấy khi này lâm dạ một mình hiên ngang đứng giữa sự tiếp cận của một đám sói hung tợn những con sói khát máu với đôi mắt đỏ như máu hệ thống thông tin hiện tên sói hoang cấp độ 1, sức mạnh 3, thể chất 3, trí lực 1, tinh thần 2, nhanh nhẹn 2, tư chất đồng kỹ năng cắn xé chảy máu hú giới thiệu là các sinh vật xã hội lang thang trong rừng sói chúng thích chiến đấu theo nhóm các đòn tấn công của chúng có tác dụng chảy máu và có thể gây sát thương liên tục bất ngờ đám sói điên cùng lao về phía lâm dạ chúng tung chiêu cắn xé dùng răng nanh cắn đối thủ sau khi đánh sẽ kích hoạt chảy máu thời gian hồi chiêu là 10 giây chảy máu kỹ năng bị động sau khi được kích hoạt có thể liên tục gây sát thương cho kẻ địch trong mỗi giây tổng thời gian tồn tại là 3 giây và không có thời gian hồi chiêu dù bị cả một đàn sói tấn công nhưng lâm dạ vẫn cười nhếch miệng anh tung chiêu nghịch thiên càng khôn kích hoạt tức thì một cột ánh sáng đỏ bắt thẳng lên trời con sói hoang lao lên lâm dạ trực tiếp chĩa cây quyền trượng đầu lâu về phía nó rồi sử dụng chiêu thuật trị liệu dứt lời con sói khát máu bị sức mạnh ấy bắn cho toát xác thông tin thêm thuật trị liệu đảo ngược thuật lược đoạt gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang giết chết quái mà không bị thương nhận được 10 điểm kinh nghiệm một con sói vừa bị tê liệt lập tức hai con khác lao vào ý định tấn công lâm dạ tiếp bọn chúng đã trực ăn một nhát vào bả vai của anh nhưng lại bị đánh bất ra bởi lá chắn vòng tròn bao quanh cơ thể lâm dạ thông tin cắn xé đảo ngược công kích bản thân hồi hp cộng hai chảy máu đảo ngược hiệu ứng bản thân hồi hp cộng hai cộng hai cộng hai rồi anh cầm chắc cây quyền trượng trên tay mình lâm dạ thi triển chiêu nghi chuyển càn khôn thuật thanh tẩy đảo ngược thuật u cấm dứt lời nhưng dây xích bằng ma lực cùng những yêu nữ xuất hiện trói chặt lấy con sói khát máu kia thông báo pháp lực âm 30. mươi thanh tẩy toàn bộ giá trị ma lực kẻ định, tạo thành trạng thái cấm hành động một mục tiêu. Con sói mắt đỏ ngay sau đó nằm co giật ở trên mặt đất. Nhìn thấy vậy Lâm Dạ nghĩ thầm, quả nhiên, thuật u cấm đối phó với mấy con quái cấp thấp có ít mana vô cùng hiệu quả. Bỗng một con sói từ xa đang lao đến với tốc độ kinh hồn. Nó nhảy lên há hàm răng đầy nanh vuốt của mình để tấn công Lâm Dạ, nhưng anh đã dễ nhàng phản ứng lại và né được. Anh tiếp tục sử dụng thuật trị liệu, một cột sáng đỏ một lần nữa xuyên qua con sói hoang. Hệ thống báo, gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang giết chết quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy con sói hoang tê liệt trên đất, Lâm Dạ nghĩ, mỗi con tiểu quái được 10 điểm kinh nghiệm, cứ thế này, nếu mình xử lý hết sạch đám quái nhỏ thì ít nhất cũng tăng lên được cấp 4. Mục tiêu của mình là con boss ẩn cuối cùng, cứ coi như cách biệt một cấp thì cũng không có vấn đề gì cả. Bất ngờ một con sói khác từ đâu xuất hiện tấn công từ phía sau lưng anh. Cùng lúc hệ thống thông báo, thời gian hồi chiêu của thuật trị liệu đã kết thúc. Lâm Dạ phản ứng anh liếc mắt về phía sau. Anh tung chiêu thuật trị liệu, gây ra 50 điểm sát thương lên sói hoang giết chết quái mà không bị thương, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Dứt điểm con sói hoang, Lâm Dạ lấy tay lạnh lùng lau đi vết máu trên mặt mình, anh nghĩ thầm, để tới được ngày hôm nay, mình đã chuẩn bị rất kỳ, suy cho cùng vào thời khắc kẻ địch giết người, thì cấp độ của bản thân ở mức nào cũng không quan trọng. Hệ thống báo, bạn đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Một lúc sau anh quan sát cơ thể mình rồi nói, tất hiệu ứng của nghịch chuyển càn khôn, thuật thanh tẩy hệ thống cho biết giá trị của bạn đã đạt tối đa sau đó anh khẽ nhắm mắt lại lâm dạ đang trong quá trình nâng cấp hệ thống hiện cấp độ tăng lên level 2 toàn thuộc tính được nâng lên khả năng chiến đấu được tăng lên toàn bộ kỹ năng đã học được tăng cấp thuật trị liệu được nâng lên cấp 2. bảng thông tin họ tên lâm dạ cấp độ 2, chức nghiệp mục sư sức mạnh 5, thể chất 5, trí lực 6, tinh thần 6, nhanh nhẹn năm thiên phú nghịch chuyển càn khôn cấp thần thoại kỹ năng đơn mục tiêu thuật trị liệu thuật lược đoạt kỹ năng hỗ trợ thuật thanh tây thuật u cấm ngoài ra hệ thống còn đặt ra câu hỏi nhận được hai điểm thuộc tính tự do có muốn dùng không lâm dạ quyết định nhấn vào nút có anh nói toàn bộ điểm cộng vào trí lực anh cười tự tin tình trạng hiện tại là nâng cao trí lực anh suy nghĩ năng lực của mình có thể không nhận sát thương nào liên tục hồi mana vì vậy mình sẽ thêm tất cả các điểm vào trí lực lâm dạ quyết định bằng cách này sau khi nghịch chuyển càn khôn mới có thể tối đa hóa sát thương phép lập tức giết chết chuyển cảnh đến trường học lúc này thầy hiệu trưởng đang đứng trước tấm bản đồ nghiêm giọng hét lớn khu vực này là khu vực bị cấm khám phá trong quá trình giảng dạy ở trường cậu ta muốn khiêu chiến với boss ấn ám duệ lang vương cấp 5 sao rồi ông ta nghĩ không thể nào nếu thằng nhóc này không phải cố ý tìm đường chết nghĩ đến lâm dạ ông ta suy đoán rằng vậy thì thiên phú đang ẩn của thằng nhóc là cấp thần thoại thậm chí còn hơn cả cấp thần thoại sao thầy hiệu trưởng vừa vuốt dâu vừa nghiêm túc suy xét đáng tiếc cậu ta chọn không công khai thiên phú của mình trước tiên chỉ có thể xem những tuyển thủ hạt giống khác thôi hy vọng học sinh lâm dạ có thể sống sót trở về nghe đến đây một tiếng người khác cất lên ha ha lão già lo lắng như thế sao không làm ván cực đi tôi cực cậu ta có thể lập nên kỷ lục mới đấy người đứng bên cạnh nhìn xuống sân lớn thắc mắc nhưng ông nói tuyển thủ hạt giống là cô gái kia sao nhưng tôi cảm thấy có thiếu chút lửa đấy ý tưởng thì phong phú nhưng việc thực hiện thì hơi trong lúc này trong rừng sâu cây cối rậm rạp một nhóm gồm ba người đi giữa rừng khi này một con sói hoang bất ngờ lao đến tô mộc mộc lập tức tung chiêu thuật ngưng băng nhìn thấy đòn tấn công đẹp mắt này của cô hai người đi theo liền trầm trồ, a à, nữ thần lợi hại quá, những phiến băng sắc nhọn liền đâm vào con sói hoang, làm con sói chết ngay lập tức. lúc này nhận thấy có điều bất thường, tô mộc mộc thét lên, đệ rồi, đồng loại một đàn sói lại kéo đến. vừa nhìn thấy chúng tô mộc mộc đã trực tiếp kéo hai người kia đi ba chân bốn cẳng mà chạy, cô hét lớn, khiến bọn quái khác chú ý tới ô bác rồi nhanh chạy đi. vừa chạy cô vừa bất lực nghĩ thầm, a à, tiêu rồi tiêu rồi, hình tượng nữ thần của mình trong phút chốc đã bay màu rồi chạy được một đoạn tô mộc mộc quyết định phanh gấp cô quay người lại biểu cảm căng thẳng giang hai tay ra thét hai người ra sau tôi đi sau đó cô trụm hai tay về phía trước thi triển chiêu phòng sinh chi lệ dứt lời ảo ảnh cơ thể cô phân tách ra cùng nhau tấn công tung chiêu thuật ngưng băng tức thì hàng chục khối băng sắc nhọn lao về phía đám sói kết thúc trận chiến đầu giờ đây tô mộc mộc mới thở phào nhẹ nhõm lấy tay lau mồ hôi trên trán nói được rồi an toàn rồi quan sát thấy biểu hiện của tô mộc mộc thầy hiệu trưởng vừa vuốt râu vừa cười tỏ ra hài lòng hỏi Sao nào, vẫn ổn áp đấy chứ." Người đứng phía sau ông ta liền đáp, không có ý thức chiến đấu, chỉ có thiên phú thôi sẽ không thể giúp cô ấy tiến xa được. Trừ phi. Chuyển cảnh đến địa điểm khác, nơi này không khí u tối, lúc này có một con thỏ nhỏ đang ngồi trên mặt đất. Có cái gì đó làm nó giật mình. Ngay lập tức một con sói máu bắt tứ tung bay ngang qua trước mặt con thỏ. Hệ thống thông báo, cấp độ đã tăng lên level 3, con sói đã chết. Lâm Dạ tiến lại cười nói, "Thêm chút nữa thôi." Rồi anh nghĩ thầm, "Tốt lắm tốc độ này đúng như mình mong đợi tiêu diệt đám tiểu quái còn lại để lên cấp 4 nào một tiếng động lại vang lên trong khu rừng rậm điều này làm lâm dạ chú ý đến anh khẽ quay đầu nhìn phán đoán là ở đây sau đó anh cẩn thận nấp sau một bụi cây cỏ để quan sát trên mỏm vách đá dưới ánh trăng tròn vành vạnh một con sói to lớn dẫn theo đàn sói ở phía sau thông tin hiện ra đen ẩm duệ lãng vương cấp độ 5, sức mạnh 10, thể chất 9, trí lực 3, tinh thần 7, nhanh nhẹn 5, tư chất bạc kỹ năng càn xé chảy máu tiếng gọi hoang dã chào kích giới thiệu ẩm duệ lang vương lang thang trong rừng sói nó có tinh khí hung dữ và sẽ truy đuổi và giết chết bất kỳ sinh vật nào nó nhìn thấy những con sói trong toàn bộ khu rừng là cấp dưới nó và sẽ tuân theo chỉ dẫn của nó và sẽ nát bất kỳ kẻ thù nào con ám duệ lang vương là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người nó đã chém giết tất công không biết bao nhiêu người và mọi người cho rằng âm duệ lang vương là boss ẩn trong sách giáo khoa nó là con boss cấm kỵ vô số các thanh thiếu niên thiên tài trong lúc khiêu chiến đã bị trọng thương có khi là tần tật các anh hùng tương lai bị nó cắn chết không thương tình. Từ đó, phía rừng rậm này cũng bị học viện liệt vào là nơi cấm kỵ. Nhưng khi nay đã nhìn thấy Ám Duệ Lang Vương, Lâm Dạ lại suy nghĩ, những con sói hoang này hình vẫn vây quanh bên cạnh Âm Duệ Lang Vương, thực tế cũng giống như động vật bình thường, thỉnh thoảng rời đi tìm nơi thuận tiện. Lúc này có một con sói cấp thấp đang lửng thửng đi một mình trong rừng, thấy vậy anh quyết định, và khi chúng giải quyết xong, chúng không nhất thiết phải quay về tổ ngay lập tức, mà sẽ đi dạo xung quanh. Tần suất đám này rời đi cũng không thấp, cơ hội tiêu diệt từng con một đã có. Lâm Dạ nhanh chóng tiếp cận con sói ấy, đôi mắt ánh lóe ánh đỏ sắc khí làm nó giật mình. Cuối cùng con sói đó chết nhăn răng, hệ thống báo, gây ra 50 điểm sát thương ngược cho sói hoang giết sói hoang và nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Lâm Dạ lấy một tay chạm vào con sói đã chết, một thứ ánh sáng đỏ tỏa ra. Anh suy nghĩ, tiểu quái phiền toái bây giờ đối với mình lại là túi mẫu tốt nhất, chờ kinh nghiệm của mình tăng lên thì sẽ đấu một một với Âm Duệ Lang Vương, cứ như vậy, ám Duệ Lang Vương càng ngày càng có ít thuộc hạ còn sống đẳng cấp của mình càng ngày càng cao. Nghĩ đến đây anh giơ cây quyền trượng đầu lâu của mình lên. Một đường cắt đỏ thẫm làm cả khu rừng nhuộm đỏ. Lâm Dạ Lịch nhìn ánh mắt đỏ sắc khí, hệ thống thông báo, cấp độ tăng lên level 4. Hành động này của anh lập tức bị Ám Duệ Lang Vương nhận ra, nó giật mình ánh mắt lóe lên. Lâm Dạ cười đắc ý giơ cây quyền trượng về phía trước cất tiếng hỏi, cuối cùng cùng phát hiện rồi sao? Anh đứng trước mặt Ám Duệ Lang Vương to lớn khiêu khích mà hỏi, vậy chúng ta bắt đầu trò chơi mới nhá. Ám Duệ Lang Vương, hệ thống khi này hiện thông tin, HP 2000 trên 2000, mana 1000 trên 1000, tấn công 500, phòng thủ 200. Thấy vậy anh nghĩ thầm, lượng máu và thuộc tính tấn công đáng sợ này cao gấp 50 lần so với những con sói hoang thông thường. Nếu là một tân thủ thì sẽ bị đánh thành từng mảnh hoặc bị vườn đến chết. Đang nghĩ thì bất ngờ ám duệ lang vương lao nhanh về phía trước. Nó xuyên qua người lâm lâm dạ tung chiêu, ám ảnh trào kích. Anh không chạy trốn mà ngược lại còn vô cùng tự tin giang hai tay ra, như đang đón chờ thấy đòn vừa rồi không đem lại bất kỳ thương tích nào cho anh ám duệ lang vương tức giận quay ngoắt lại nhìn anh gầm gừ lâm dạ cười bảo cảm ơn nhà gân cốt đều cảm giác thoải mái hơn rồi đấy sau đó nó lại tấn công lại lần nữa lâm dạ cùng với thứ ánh sáng màu xanh vẫn hiên ngang đứng yên tại chỗ anh nghĩ thầm không hồ là thiên phú cấp thần công kích của nó cũng chỉ là thực phẩm hồi phục cho mình mà thôi cứ tiếp tục tấn công đi cứ như thế càng dễ xử lý người ám duệ lang vương sau khi tấn công hai lần đã thở hồng hộc mệt mỏi cùng lúc hệ thống thông báo thuật trị liệu hồi chưa xong lập tức lâm dạ liếc mắt nhìn nó ánh mắt khinh thường hỏi đánh xong chưa bị khiêu khích đến bước này ám duệ lang vương bùng nổ sức mạnh cô sức mạnh của nó đã dần hồn phụ đầy ánh mắt nó lóe tia sáng chết chóc hệ thống báo ám duệ lang vương kích hoạt tấn công thường trào kích nó lập tức dùng móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công lâm dạ nhưng anh đều phản ứng nhanh để tránh được chiêu đó cô sức mạnh của nó đã tụt mất còn một nửa sau cú tấn công trượt ấy lâm dạ nhảy lên tránh đòn bỗng ám duệ lang vương cười nhếch mép thấy vậy lâm hạ đứng cách xa nó hỏi phát hiện rồi sao đáng tiếc là đã quá muộn rồi dứt lời sức mạnh của nó lại tăng vọt hệ thống báo ám duệ lang vương sử dụng cuồng bạo nó điên cuồng lao về phía lâm dạ khi này anh cũng đã cầm chắc quyền trượng trong tư thế sẵn sàng anh nghĩ nếu như bên cạnh người bầy sói vây quanh có thể ta còn phải phí khá nhiều sức rồi đáng tiếc người hiện tại chỉ có một mình thôi hệ thống phân tích thuật trị liệu hồi chiêu xong ánh mắt anh lóe ánh sáng đỏ sắc khí một cột năng lượng phóng lên từ mặt đất lên tận trời làm sao động khu rừng ám duệ lang vương lập tức bị tê liệt không thể nhúc nhích mà nằm trên mặt đất hệ thống báo giết chết ẩm duệ lang vương nhận được một điểm kinh nghiệm cấp độ tăng lên le vừa năm hoàn thành phố bản rừng sói bắt đầu tổng kết phần thưởng nhận được một dương báu đồng hạ cấp một chiếc dương xuất hiện bảng thông tin hiện lên hoàn thành tất cả các yếu tố ẩn giết chết boss cuối cùng toàn bộ quá trình không sử dụng kỹ năng gây sát thương nào đánh chết 30 con sói hoang điểm đánh giá tăng lên cấp sss nhận thêm dương báu bạc thượng cấp 11 đọc đến đây lâm hạ có chút bất ngờ mà ồ lên một tiếng bảo ồ nếu không phải thuật trị liệu đảo ngược không tính là kỹ năng gây sát thương thì mình có thể sẽ không lấy được đánh giá cấp sss sao trong lúc này bên ngoài bí cảnh màn hình lớn hiện lên thông báo đã có học sinh vượt qua phó bản rừng sói đã hoàn thành toàn bộ thành tựu ẩn cấp đánh giá sss điều này làm mọi người vô cùng hoảng hốt thốt lên cái cái gì mọi người gào thét khó tin rốt cuộc là ai vậy mẹ ơi không phải chúng ta vừa chứng kiến một thời khắc lịch sử đấy chứ nhanh chụp lại đi về phía thầy hiệu trưởng ông cũng trợn mắt bất ngờ nói xưa nay chưa từng có có một không hai đạt được điểm đánh giá cấp sss trong phó bản này có nghĩa là đã hoàn thành hết tất cả thành tựu ẩn trong ấn tượng của ta chỉ có lâm dạ là người bước vào khu vực cấm người bên cạnh ông ấy cũng không ngoại lệ mà hoảng hốt sao có thể chứ điểm đánh giá cấp sss có một mục yêu cầu không gây sát thương mà qua ai một mình dọn sạch ái mà không gây sát thương là khái niệm kiểu quái gì thế tô mộc mộc thì bất ngờ đến không nói nên lời cô nghĩ thầm không ngờ lại có thể hoàn thành cấp sss vừa rồi để mình nhận được được điểm đánh giá cấp A đã vô cùng nguy hiểm rồi. Không biết là thần thánh phương nào trong kỳ này làm được vậy, cũng không biết Lâm Dạ bây giờ thế nào rồi. Quay về phía Lâm Dạ anh cười nói, "Được được được lắm, may thật đấy." Anh nhíu mày quyết định, "Nếu đã như thế, mở dương báo." Dứt lời hệ thống báo, kích hoạt dương bầu bạc thượng cấp, nhận được sách kỹ năng thần khí liệu pháp, nhận được thuộc tính tự do 10 năm, nhận được trang bị cấp bạc dao găm bóng tối. Trong dương kho báu mở ra có một cuốn sách và một con dao găm những luồng ánh sáng vàng liên kết từ bảng hệ thống thống đến dương kho báu hiện ra trước mắt anh lâm dạ tập trung đọc thông tin trên bảng dao găm bóng tối tăng cường thuộc tính tấn công của người đeo lên 50 điểm tăng 10 điểm xuyên giáp khi tấn công kẻ địch sẽ có 5% cơ hội khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chảy máu tiếp đến là thần khí liệu pháp level 1 kỹ năng chủ động dùng khí tức thần thánh chúc phúc cho đồng mình trong phạm vi 10m hồi phục 100 điểm HP đồng thời có hiệu ứng hồi phục kéo dài trong 10 giây mỗi giây hồi 10 điểm HP tiêu hao 50 điểm mana hồi chiêu trong 20 giây. Đọc đến đây anh dứt khoát nói, học. Hệ thống hiện, đảo ngược, thần khí liệu pháp tay ách giáng lâm level 1, kỹ năng chủ động, dùng khí tức tà ác nguyền rủa tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 m tiêu trừ 100 điểm HP, đồng thời gây ra hiệu ứng mất máu kéo dài trong 10 giây, mỗi giây trừ 20 điểm HP, tiêu hao 45 điểm mana, hồi chiêu trong 20 giây. Nhận được thần khí, sức mạnh như tăng vọt, lâm dạ đánh giá rằng, mặc dù hồi chiêu có vẻ hơi lâu, và lượng tiêu thụ mana cũng khá nhiều, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ trong thời gian đầu mà thôi. Anh cho rằng, lượng sát thương bạo phát lớn như thế đã là đại chiêu mạnh nhất trong thời kỳ đầu rồi. Kết hợp với thuật thanh tẩy, bù đắp khuyết điểm CD vô hạn, đã vượt qua cả chức nghiệp pháp sư mạnh nhất rồi. Với con dao găm trên tay anh nghĩ, còn về con dao găm này thì cứ bán luôn cho thế hệ thứ hai, coi như phí trang trải cho tương lai, không thể cứ tiêu tiền của chú và cô được, bọn họ đã chi trả cho mình đủ rồi. Hệ thống hiển thị, điểm thuộc tính tự do năm, thấy thế Lâm Dạ cười nói, năm điểm thuộc tính tự do mới là lời nhất ở đây nguồn điểm thuộc tính tự do rất hiếm ngoại trừ hai điểm thuộc tính tự do khi thăng cấp chỉ có cách khiêu chiến với các nhiệm vụ đặc biệt của phó bản mở các dương bầu ấn để lấy mà thôi ánh mắt anh quyết tâm quyết định nếu lần đầu qua ải mà điểm đánh giá không trên cấp 5, thì sẽ không thể nhận phần thưởng thuộc tính mà thành tựu cấp sss lại được thưởng hẳn 5 điểm thuộc tính ngoài toàn bộ điểm thuộc tính tự do cộng vào điểm trí lực từ giờ trở đi lâm giả ta sẽ đi tới cực hạn của hệ pháp thuật trở thành mục sư tại ách bạo lực nhất cửa không gian vừa mới xuất hiện mọi người đã nháo nhác ồn ào hét lớn ra rồi kìa chắc chắn là tố đội của đại lão cấp từ trong cổng không gian một bóng rời từ từ đi ra nhưng người xung quanh đang hò hét thì liền chữa lại mấy nhịp ngơ ngác thắc để đợi đã sao lại chỉ có mình lâm dạ trong khi lâm dạ đang nhíu mày quan sát xung quanh không biết vì sao mọi người lại tụ tập đông thế thì có vài người nói nhỏ rằng có thể vẫn đang kết toán thật sự muốn xem phần thưởng ấn phong phú thế nào mà khi này tô mộc mộc chạy đến tươi tán gọi tên lâm dạ Mau nói đi là cậu đúng không? Theo sau cô là đám người đã từng đã từng đối đầu với Lâm Dạ, bọn chúng lại gần cất tiếng nói. Dựa vào cái thứ phế vật này sao một mục cô hơi tăng bốc tên này rồi đấy? Nếu ta không nhớ nhầm, thì hắn một mình tiến vào đúng không? Chắc không làm được gì nên đành chạy ra ngoài chứ gì? Bọn chúng cứ thế cười cợt trước mặt anh. Nhưng Lâm Dạ trực tiếp không quan tâm mà liền cầm vật phẩm con dao lam lên lạnh lùng hỏi: Có bạn học nào chuyển chức là thích khách không? Tôi mở ra một món vũ khí, phẩm chất không tồi đâu. Có ai muốn nó không? dứt lời tên đã cười nhạo anh thì đen mặt giật mình còn một tên to cao ở đằng sau thì hét lớn vãi bíp cậu lấy được trang bị này sao là trang bị cấp bạc đấy lâm dạ một lần nữa nhắc lại rốt cuộc là có muốn không lập tức rất nhiều người giơ tay hét lớn ra giá tôi muốn bên này này giờ tôi đang gọi cho bố tôi để lấy tiền đây tôi 10.000 nhá 20.000 này 20.000 mà cũng muốn trang bị cực phẩm hải tôi 50.000 nhá nghe đến đến con số 50.000 anh cười nhếch miệng nghĩ thầm 50.000 giá này cũng đáng với cái vũ khí cực phẩm này rồi sau đó Lâm Dạ dơ con dao gam lên đấu giá, 50.000 lần 1, 50.000 lần 2. Nói đến lần 2 thì bất ngờ có một người nữa giơ tay hét lớn con số, 100.000. Điều này làm những người khác hoảng hốt, 100.000 liên minh tệ sao? Bọn họ ai nấy đều hoang mang đen mặt nghĩ thầm, thu nhập của một gia đình bình thường chỉ có 10.000 liên minh tệ. Dâm bỏ ra 100.000 liên minh tệ nghĩa là cần một gia đình phải bỏ ăn bỏ uống 10 năm liền, đây quả thực là giá trên trời. Khi nay Lâm Dạ mới lọ ra vẻ mặt thỏa mãn, anh suy nghĩ, 100.000 quả thực là giá cao cũng chưa tính tới chôn cất giao gam thượng phẩm này. Cuối cùng anh quyết định đồng ý giao dịch. Kết thúc cuộc đấu giá rất nhiều người tập trung về phía anh liên tục trò hỏi làm quen, Lâm Dạ, có thể hỏi cậu chút được không? Cậu hiện tại cấp bao nhiêu rồi? Cấp 5. Lâm Dạ, rốt cuộc cậu đã tham gia tổ đội nào thế? Chẳng lẽ cậu thật sự một mình dọn phó bản sao lên đến cấp 5 sao? Cấp đánh giá SSS là cậu đúng không? Chỉ giúp mình cách vượt ải đi, sao cậu làm được thế? Trong lúc bên dưới sân đang vô cùng ồn ào thì từ trên cao có hai người đang quan sát thầy hiệu trưởng đứng đứng cùng với mấy người khác bảo học sinh này không hề tổ đội có nghĩa là người bên cạnh nói tiếp không thể nào không có ai có thể làm được như thế cậu ta chắc chắn lúc đi vào phó bản đã tìm được một tổ đội người đó nhíu mày đoán rằng một học sinh là tân thủ lại một mình dọn phó bạn rồi nhận được điểm đánh giá cấp SSS ông cảm giác có giống một chuyện có thể tồn tại không yêu cầu của nó là một mình dọn quái mà không gây sát thương nào hiện tại tất cả những chức nghiệp giả đứng đầu kim tự tháp đều không thể đạt được thành tích như vậy ở giai đoạn tân bình quay về phái dưới sân trong khi lâm dạ đang được mọi người chờ đón bao vây thì tên từng đối đầu với cậu lại đang đứng như trời trồng đen mặt tức không nói được gì hắn ta cay cứ giận dữ quát lớn ta thấy hắn chỉ ăn may thôi nói không chừng hắn dùng thủ đoạn chơi bẩn nào thì sao một tên mục sư mấy tên khác cũng đành cười trừ bất lực nói thêm vài câu đi được bao xa chứ đúng đó nhìn bộ dạng đắc chí của tên tiểu nhân đó kìa anh đẹp trai lần sau chúng ta nắm bắt cơ hội dạy dỗ hắn một trận là được một lúc sau thầy hiệu trưởng đứng trên bục cao nghiêm giọng chấn chỉnh đám đông được rồi các em học sinh, bài kiểm tra tới đây là kết thúc. Từ hôm nay trở đi, các em không còn là các học sinh bình thường nữa, mà là những chức nghiệp giả kiến tập có sức mạnh phi thường. Ông ấy từ tốn nói, đồng thời, 30 ngày sau, các em cũng đều biết rằng, các em sẽ phải trải qua thời điểm quan trọng nhất đời người chính là kiểm tra chức nghiệp. Tương lai, lại lại một lần nữa làm người thường, hay là trở thành anh hùng nhân loại chống lại ma triều, toàn bộ sẽ quyết định sau màn biểu hiện của các em trong khảo hạch 30 ngày tới. Trong thời gian một tháng này, các em phải lợi dụng các phó bản bí cảnh cấp thấp do trường học bố trí để tăng lên cấp 10 trở lên. Nghe đến đây Lâm Dạ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, kiểm tra chức nghiệp là yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành bằng tổ đội. Là một trong những tiêu chí quan trọng của điểm đánh giá, chính là độ ăn ý của tổ đội. Rồi anh hướng mắt về phía Tô Mộc Mộc đang chăm chú lắng nghe mà nghĩ, nhưng đối tượng hợp tác của mình đã quyết định xong rồi. Nhìn thấy biểu cảm không cảm xúc của cô mà Lâm Dạ bất lực thở dài nghĩ, "Ice, đừng nhìn cái tiểu nha đầu này cứ suốt ngày là bộ hình tượng cao lãnh." thực ra mới là người đáng lo ngại nhất con người vụng về và rất chân thành dễ bị lừa và dễ không chịu nổi mà bộc lộ bản chất thật của mình sau đó anh nhớ đến chiến đấu của tô mộc mộc trước kia mà cho rằng ngay cả khi cậu ấy đã thức tỉnh được một thiên phú rất mạnh mẽ mình sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi bị tổn hại lâm dạ khi này nhớ đến ký ức một người đã dắt tay tô mộc mộc và lâm dạ bước đi anh nghĩ suy cho cùng đây cũng là lời hứa của mình với chú và cô mình sẽ không để cho bi kịch ngày ấy tiếp diễn thêm lần nữa kết thúc suy nghĩ lâm dạ dịu dàng tô mộc mộc hỏi cô hôm nay không về nhà ăn tối nữa ra ngoài đánh phó bản cùng không đêm đến cửa không gian vừa mở ra hệ thống hiện thông tin bí cảnh hang động thạch quật cấp độ lv 36 có thể chọn độ khó tổ đội cỡ trung bình đề nghị tổ đội khoảng 5 đến 10 người để tiến vào giới thiệu có vô số con bọ cạp độc sống trong hang động thạch quật hãy cẩn thận tuy đòn tấn công của chúng không gây tử vong nhưng chất độc có trong đuôi của chúng rất phiền phức hãy nhớ đừng để bị chúng đâm chúng lúc này lâm dạ và tô mộc mộc đang đứng trước cửa hang động trên bảng hệ thống hiện cấp thường là hãy dốc toàn lực để tiêu diệt vua bọ cạp độc Cấp khó yêu cầu hãy dùng hết sức lực của mình để tiêu diệt vua bọ cạp độc và cẩn thận để không bị trúng độc lưu ý nếu vua bọ cạp độc không bị giết trong một khoảng thời gian nhất định nó sẽ tiến vào trạng thái cùng bạo không một chút do dự lâm dạ liền bấm chọn cấp khó anh giải thích khiêu chiến có thể lựa chọn độ khó độ khó của phó bản sẽ tăng dần theo cấp độ của phó bản độ khó càng cao thuộc tính quái vật và các yêu cầu qua ải sẽ càng khó khăn hơn cần nhiều người hơn và phần thường đương nhiên sẽ hào phóng hơn và các phó bản tân thủ thường chỉ có ba cấp độ là thường khó và ác mộng thôi hang động thạch quật phó bản này thời gian đầu sẽ chỉ có hai cấp là thường và khó trong khi anh đang tập trung đọc thông tin thì tô mộc mộc đứng bên cạnh cất tiếng hỏi mặc dù là phó bản tân thủ nhưng cậu tính để mỗi chúng ta khiêu chiến tổ đội cấp độ khó lại còn muốn có được điểm đánh giá cấp sss nữa hả anh chắc nịch đáp tin mình đi nghe thấy vậy cô lo lắng bảo không phải mình không tin cậu chỉ là mình thấy để không gây sát thương đối với mình có hơi khó sẽ lại làm vướng chân cậu mất nghe thấy lời này lâm dạ liếc mắt về phía cô nở nụ cười tự tin nói phó bản này có một cách để trốn học dứt lời tô mộc mộc hoảng hốt hét che miệng hét lớn trốn học ý cậu là nói kệ quái rồi qua ải à hả anh trả lời tiếp ừm quái vật và địa hình trong phó bản này là cố định mình đã tìm thấy tư liệu của một vị tiền bối để lại tổng hợp lại một chút xây lại bố cục của phó bản căn cứ theo tính toán trốn học là có khả năng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của anh tô mộc mộc có chút ngập ngừng nghĩ lợi hại thật đấy giống như kiểu toàn bộ cảnh tượng được tái hiện lại trong đầu cậu ấy vậy thực ra mình luôn biết lâm dạ đang che giấu thực lực của mình cô nhớ đến thời gian trước kia khi trong đêm khi tô mộc mộc mở của phòng anh thì phòng vẫn đang sáng để lâm dạ đang chăm chú học tập nhớ đến đây cô nghĩ từ sớm cậu ấy đã nghiên cứu đủ các thể loại phó bản và quái vật vận dụng các loại số liệu mỗi lần thi lý thuyết đều đạt điểm tối đa quay lại hiện tại trước mắt cô là lâm dạ vô cùng quyết tâm cô nghĩ tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy là người đi ức hiếp kẻ ngốc đang chìm trong suy nghĩ thì lâm dạ bỗng quay đầu lại cười nhẹ gọi sao còn đứng gây ra đấy đi thôi Tô Mộc Mộc có chút buồn bã đáp, "A, à, tới đây tới đây." Vừa nói cô vừa nghĩ, như mình luôn tin rằng cậu ấy nhất định sẽ trở thành anh hùng giải cứu trái đất. Trong phó bản thạch quật, hai người họ bước vào hang rộng lớn, với những khối tinh thể xanh dương trong suốt rực rỡ. Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh Tô Mộc Mộc dạng rỡ trầm trồ, "VK a, đẹp thật đấy." Dù thế Lâm Dạ vẫn nhắc nhở, "Mộc Mộc, so với phó bản trước thì phó bản ngoài này còn nguy hiểm hơn nhiều đấy." Lúc này anh cẩn thận ngồi xổm xuống dùng tay thăm dò lớp tinh thể ở dưới mặt đất, cùng lúc hệ thống thông báo do tổ đội người không đủ cưỡng chế ghép với đội với người chơi khác sau đó lâm dạ cầm một mảnh tinh thể nhỏ lên vừa quan sát vừa đánh giá rằng phó bản không ngờ lại có thể cưỡng ép ghép đội với những người chơi khác trong phó bản đấy cuối cùng anh cho rằng thế này thì chúng ta không chỉ phải đối diện với quái vật đâu còn phải cạnh tranh nữa chú ý một chút vậy bất ngờ phía sau bọn họ có một vụ nổ lớn bùng lên khi này một người bị đánh cho phọt máu hắn bị đánh một phát bay vào tường một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra biểu cảm hắn ta vô cùng đau đớn. Hắn ta run rẩy nghĩ thầm, không ngờ chỉ cần một con tiêu quái cũng có thể quét sạch toàn bộ tổ đội của chúng ta. Mức độ nguy hiểm của phó bản ngoài mức độ khô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước mặt hắn là cả một bầy bọ cạp lớn đang liên tục dồn bọn chúng lại. Hệ thống hiện thông tin, tên bọ cạp độc, cấp độ 3, sức mạnh 5, thể chất 4, trí lực 2, tinh thần 3, nhanh nhẹn 5, tư chất bạc, kỹ năng kịch độc, ngấu nghiến. Hoa cứng giới thiệu quái vật bọ cạp có đuôi độc sẽ khiến người bị đâm chúng rơi vào trạng thái tê liệt, khó cử động được nếu chúng độc nhiều lần thậm chí sẽ tê liệt cả tim trong lúc ngày cân treo sợi tóc hắn ta nhìn về phía sau thì nhận ra lâm dạ và tô mộc mộc đang từ hang bên cạnh đi đến hắn vội vã gào thét cầu xin này lâm dạ còn không mau tới hỗ trợ đánh quái ngươi quên quy định hỗ trợ của học viện rồi sao dù vậy anh cũng chỉ im lặng nhíu mày tỏ ra khó chịu sau đó lâm dạ tỏ ra lạnh nhạt ánh mắt khinh thường mà nói bốn chữ từ cầu đa phúc dứt lời tên đó điên cuồng chửi bới tên mục sư đê tiện còn lâm dạ thì kéo tay tô mộc mộc rời đi anh bảo chúng ta đi lối này đi anh còn không quên nhắc nhở cô rằng cậu nhớ kỳ đấy bò cạp nơi này đều cực kỳ sợ nước tất cả lại đều là quái cận chiến không có bất kỳ phương thức công kích tầm xa nào sau cứ đi theo mình nghe theo lệnh của mình mình đảm bảo cậu sẽ không bị trúng độc trong hang động khi này chỉ có tiếng nước nhỏ từ giọt từ trên xuống nghe theo lời khuyên của anh tô mộc mộc đáp được rồi anh cười nhếch miệng nói thêm ô đúng rồi còn một chuyện nữa ô đúng rồi còn một chuyện nữa bọn chúng cũng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh vừa nói xong bất ngờ một con bọ cạp to lớn sáu mắt đỏ như xuất hiện ngay trước đường di chuyển của hai người họ không một chút do dự lâm dạ chuẩn bị dơ quyền trượng về phía trước tung chiêu thuật lược đoạt một cú chém mạnh vào con bọ cạp làm thanh máu của nó gần như cạn kiệt thấy chiêu này của anh tô mộc mộc ngỡ ngàng hét lớn đây là thiên phú của cậu sao vậy thì điểm đánh giá cấp sss có phải là chưa kịp nói hết câu thì lâm dạ đã lập tức đặt một ngón tay trước miệng xịt một tiếng anh giải thích tiếp yêu để trốn học thành công chính là thông qua con được đường đặc biệt tránh hết tại mất của quái tới nơi bug của phó bản sau đó vừa nói hai người vừa di chuyển về phía trước đi được vài đoạn thì họ đến nơi phía trần động là những phiến đá sắc nhọn có nước nhỏ giọt xuống còn ở trước mặt họ là một chiếc hồ nước nhỏ lâm dạ bảo điểm yếu là trong bản đồ nơi mà vật sợ nước tụ tập sinh sống có một vùng nước dòng suối này không gây nguy hại cho cơ thể con người là nước có thể uống được nhảy xuống đi dứt lời lời anh trực tiếp nhảy xuống hồ nước làm tô mộc mộc có chút bất ngờ cô im lặng nhíu mày có chút do dự sau đó cũng nhảy xuống hồ nước theo lâm dạ tô mộc mộc nín thở dưới nước nhanh chóng lặn xuống một lúc sau hai người đã trèo lên mặt đất qua bên kia bờ lâm dạ lên trước anh khẽ cúi người cầm một cục đá lên xem xét theo sau là tô mộc mộc cả người ướt sũng vừa thở vừa bước lên mặt đất bỗng anh giơ hòn đá lên cao lâm dạ biểu cảm lạnh lùng hòn đá nhỏ ấy liền bị đập mạnh xuống mặt đất gây ra một chấn động khí lực xung quanh họ một làn gió nổi lên thành vòng tròn tiếng động phát ra những đôi mắt đỏ rực bất ngờ sáng lên một con bọ cạp to lớn ở phía đám người từng chửi lâm dạ bắt đầu phản ứng lại nó quay đầu nhìn về phía cánh cửa không gian từ đâu hiện ra rồi cả đoàn bọ cạp lập tức quay đầu rời đi trong sự ngỡ ngàng hoang mang của đám người kia bọn họ thắc mắc nay có chuyện gì vậy đám bọ cạp từ to đến nhỏ tập trung về phía lâm dạ và tô mộc mộc đang đứng trước hồ nước một con bọ cạp khác xuất hiện hệ thống hiện lên thông tin tên vua bọ cạp độc cấp độ 6, sức mạnh 10, thể chất 9, trí lực 5, tinh thần 6, nhanh nhẹn 6, tư chất bạc kỹ năng kịch độc ngấu nghiến hoa cứng giới thiệu kẻ ẩn náu trong thích giết chóc có kích thước khổng lồ hoa văn sặc sỡ tự trưng cho chất độc cực kỳ đáng sợ hãy cẩn thận với nọc độc của nó nó sẽ giết bạn đấy nhìn thấy nó lâm dạ không hề sợ hãi mà ngược lại còn vẫy tay khiêu khích nó rằng yo tới đây nào vua bọ cạp bị thách thức lập tức khè khè lên vài tiếng đe dọa dạ. lâm dạ cười tự tin nói các ngươi không dám lên vậy thì tiếp tới đều là lượt của bọn ta rồi dứt lời anh tung chiêu tay ách dáng lâm về phía đám bọ cạp hệ thống báo tiêu diệt bọ cạp độc 10 năm tiêu diệt bọ cạp độc 1050, tiêu diệt bọ cạp độc 1100, nhận được 2000 điểm kinh nghiệm. Lúc này đám người tên từng chửi Lâm Dạ đang nấp sau phiến đá, bọn họ nhìn thấy chiêu thức của Lâm Dạ thì liền ngơ ngác há hốc mồm bất ngờ. Mục sư có thể gây sát thương phép mạnh như thế này sao? Con bọ cạp độc mà chúng ta gặp phải đã phải dùng hết sức của cả tổ đội khó khăn lắm mới đánh bại nó, mà giờ lại giống như một con cừu non đang chờ bị hắn làm thịt trên tay chúng ta đã đụng phải quái vật phương nào rồi? Không, không thể nào, người ghi kỷ lục chính là hắn sao? Quay về phái trận đấu, hết lâm dạ tiếp theo là đến tô mộc mộc cô vừa nói vừa xuất chiêu phần còn lại giao cho mình thiên phú phỏng sinh chi lệ thuật ngưng bằng hàng trăm phiến băng sắc nhọn xuất hiện liên tục bắn về phía đám bọ cạp hệ thống liền thông báo đã giết chết bọ cạp độc mười năm không một nhận được 500 điểm kinh nghiệm tất cả bọ cạp độc đã bị giết chết học sinh tô mộc mộc đã tăng cấp lên level 4, nhận được một điểm thuộc tính tự do thông báo nào làm cô cô cùng ngạc nhiên mà thốt lên không ngờ lại lên cấp nhanh như thế đấy bảng thông tin hiện họ tên tô mộc mộc chức nghiệp pháp sư sức mạnh 4, thể chất 5, trí lực 6, tinh thần 5, nhanh nhẹn 4, thiên phú thức tỉnh, phòng sinh chi lệ kỹ năng công kích thuật ngưng bằng. Không một phút lơ là, Lâm Dạ liếc mắt về sau, anh nói: "Tiếp theo, chúng ta cần đối mặt với vua bọ cạp độc rồi đấy." Vua bọ cạp lúc này đang đứng trên mặt hồ, thấy thế Lâm Lâm Dạ bảo: "Không hổ là vua bọ cạp độc, lại có đủ khả năng để chống nước." Hai người họ bắt đầu tấn công vua bọ cạp, hệ thống thông báo: "Thuật ngưng băng gây 10 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc." thuật ngưng băng gây 10 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc. Đến đây Tô Mộc Mộc giật mình thắc mắc, chỉ có 10 điểm, sức phòng thủ của vua bọ cạp độc mạnh thế sao? Làm sao bây giờ? Nếu chúng ta sai lầm dù chỉ một lần, e rằng. Trong khi cô đang có chút lo lắng thì Lâm Dạ đứng chắn trước mặt cô trấn an, "Yên tâm, điểm yếu của nó nằm ở trung tâm phần bụng của giai đoạn HP thứ hai, chúng ta có thể." Chưa kịp nói hết câu vua bọ cạp đã dùng chiếc đuôi độc của mình tấn công về phía hai người họ. Bọn họ nhanh chóng nhảy lên tránh đòn lâm dạ một tay giữ lấy tay tô mộc mộc một tay cầm quyền trượng cắt đôi phiến đá lớn phiến đá sau đó trực tiếp rơi xuống hồ nước sau đó hai người liền nhảy lên phiến đá đó anh hét lớn mộc mộc tiếp tục tạo chỗ đứng chân mới đi cô đáp được anh tung chiêu thuật lực đoạt nhắm thẳng về phía trước hệ thống cùng lúc báo thuật lực đoạt gây 150 điểm sát thương lên vua bọ cạp độc dù bị đánh trực diện nhưng dường như không làm sức mạnh của của vua bọ cạp sụt đi tẹo nào thấy thế lâm dạ nhận xét cứng quá sau đó đôi mắt vua bọ cạp lóe đỏ nó bất ngờ vươn nọc độc về phía lâm dạ, anh lập tức phản ứng liếc mắt về phía sau hét lớn. chính là lúc này mộc mộc thuật ngưng băng được tung ra, rồi lâm dạ di chuyển trên mặt nước từ phiến đá này sang phiến đá khác. anh nhìn ánh sáng đỏ đang lộ ra giữa bụng vua bọ cạp thì nghĩ vua bọ cạp độc chỉ có vào lúc sử dụng chiêu này mới nhấc người lên để lộ ra điểm yếu ở phần bụng. nhắm thẳng vào đó anh tung chiêu thuật lực đoạt hệ thống báo bạo kích điểm yếu gây một nghìn điểm sát thương lên vua bọ cạp độc. trước cách tấn công của lâm dạ khiến tô mộc mộc phải trầm trồ lợi hại quá. Kết thúc hệ thống liên tục báo, đã tiêu diệt vua bọ cạp độc nhận được 3000 điểm kinh nghiệm hoàn thành phó bản hang động thạch quật, bắt đầu tổng kết phần thường. Hoàn thành toàn bộ yếu tố ẩn, giết chết bá chủ của bí cảnh vua bọ cạp độc, giết chết hết bọ cạp độc, không bị trúng độc. Điểm đánh giá cấp SSS nhận được một dương báo vàng si điểm thuộc tính tự do 5 điểm. Lâm Dạ khi này đang tăng cấp lên level 6. Hệ thống hiện thông tin của anh, họ tên Lâm Dạ, chức nghiệp mục sư, cấp độ 6, sức mạnh 10, thể chất 10, Chí lực 20, tinh thần 10, nhanh nhẹn 10. Thiên phú thức tỉnh nghịch chuyển càng khôn kỹ năng đơn mục tiêu thuật trị liệu thuật lực đoạt kỹ năng hỗ trợ thuật thanh tẩy thuật u cấm kỹ năng diện rộng thần khí liệu pháp tai ách giáng lâm. Trong khi Lâm Dạ và Tô Mộc Mộc đang đứng ung dung lướt hệ thống thì từ xa đám người trước đó xuất hiện, bọn họ khúm núm cất tiếng nói, "Đại lão Lâm Dạ." Ba bọn chúng quỳ xuống đất, liên tục khóc lóc run rẩy cầu xin, cầu dạ đại thần mang theo, "Tôi nguyện ý phục vụ bất cứ đâu, ngài không phải là một kẻ tiểu nhân, nhân lúc người ít, tôi là chó của dạ đại thần." nhưng lâm dạ chỉ lạnh lùng đáp chuyện hôm nay mấy người đều phải giữ cho kín miệng anh quay người ánh mắt đe dọa nhếch miệng cười ra lệnh không nói ra ngoài dứt lời anh và tô mộc mộc liền dịch chuyển đi trước khi đi anh không quên nhắc nhở không thì hậu quả tự chịu trách nhiệm đấy trong không gian dịch chuyển có bốn chiếc gương được đặt ngay trước mặt họ lâm dạ cất tiếng nói mở ở đây đi không ai có thể nhìn thấy hai người họ tiến đến gần chiếc dương đang phát sáng lâm dạ cười nhẹ quyết định mở dương báo. dương phần thưởng vừa mở ra Hệ thống liền thông báo, nhận được kỹ năng trưởng thành độc phao, chức nghiệp yêu cầu pháp sư, nhận được trang bị cấp vàng giày tật phong trang bị cấp bạc đại kiếm thợ săn trang bị cấp bạc nhẫn ngọc bích, nhận được điểm thuộc tính tự do 10 năm, đọc đến đây Tô Mộc Mộc thích thú gào lên năm điểm thuộc tính sao chẳng trách chỉ số cậu cao thế. Từng trang bị được giới thiệu, đầu tiên là tên trang bị đại kiếm thợ săn loại vũ khí, cấp rèn cấp 1, phẩm chất bạc, yêu cầu của trang bị chức nghiệp hệ đại kiếm, hiệu ứng trang bị tăng sức tấn công thêm 200 điểm tăng thuộc tính sức mạnh thêm 5 điểm và có hiệu ứng bị động phá khiên. Tiếp theo là đến, tên trang bị giày tật phong, loại giày cấp rèn cấp 1, phẩm chất cấp vàng, hiệu ứng trang bị tăng, nhanh nhẹn lên 10 điểm, tăng tốc độ di chuyển lên 30% và có hiệu ứng bị động quỷ bộ. Món đồ thứ ba là quỷ bộ tăng hiệu quả né tránh sách kỹ năng độc phao phẩm chất cấp vàng có thể phát triển yêu cầu chức nghiệp pháp sư hiệu ứng ban đầu sử dụng ma lực để triệu hồi bong bóng độc. Bong bóng độc sẽ gây sát thương độc cho một mục tiêu sau khi tiếp xúc với cơ thể kẻ địch. Bong bóng độc sẽ phát nổ và tạo ra sát thương độc trong một phạm. Trạng thái những độc kéo dài trong 5 giây. Cái cuối cùng là tên trang bị nhẫn ngọc bích, loại phụ kiện, cấp rèn cấp 1 đã đạt giới hạn phẩm chất, cấp bạc, yêu cầu trang bị không có. Hiệu ứng trang bị giảm 10% thời gian hồi chiêu cho mọi kỹ năng không thể kết hợp với hiệu ứng hồi chiêu của các trang bị khác. Trước đống phần thưởng trang bị lấp lánh này, Tô Mộc Mộc không kìm được vẻ mặt thích thú mà thốt lên, "Chúa ơi, đồ rơi ra từ dương báu cấp vàng phong phú tới vậy sao?" Lâm Dạ đứng bên cạnh cũng cười bảo, "Hai món cấp vàng này quả thực hiện tại đúng là cực phẩm của giai đoạn đầu này." nhưng bảo bối tốt nhất chính là chiếc nhẫn cấp bạc này. Với chiếc nhẫn trang bị trên tay, anh suy nghĩ, nhẫn ngọc bính này, mặc dù là cấp bạc, nhưng lại có thể giảm hồi chiêu kỹ năng. Quả thực là tồn tại sánh ngang với điểm thuộc tính tự do, nếu ra giá đấu giá, thậm chí có thể đấu giá được trăm vạn đồng liên minh. Sau đó anh đưa vật phẩm cuốn sách cho Tô Mộc Mộc bảo, sách kỹ năng độc phao là cho pháp sư dùng, cậu cầm đi. Cô giơ hai tay nhận lấy cuốn sách bối rối đáp, kỹ năng cấp vàng thuộc tính độc sao, nhưng mình trước đấy đang là băng hệ rồi sau khi chọn thuộc tính kỹ năng pháp sư chỉ có thể học kỹ năng bằng hệ thôi không thể tương thích với kỹ năng thuộc tính khác vừa nói tô mộc mộc vừa ôm chặt cuốn sách với biểu cảm say mê không dứt bỗng cô nhớ ra điều gì đó mà ỉ một cái lâm dạng nghe thấy liền hỏi sao thế lúc này hệ thống đột nhiên thông báo kích phát thiên phú ẩn đại sư ngũ hành tiến độ thiên phú một luồng sức mạnh liền bao quanh lấy toàn bộ cơ thể cô thấy thể cô thắc mắc thiên phú ngũ hành đại sự đây là sao chưa từng nghe nói qua đạt được kỹ năng mới còn có thể kích hoạt thiên phú ẩn còn lâm dạ thì cười bảo thú vị đấy. Anh giải thích rằng, có vẻ như cậu sẽ cần có nhiều sách kỹ năng hơn, nếu cậu thu thập đủ các kỹ năng có thuộc tính khác nhau càng sớm càng tốt, chắc sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ đấy. Mình nghĩ đây là lợi thế khác so với những pháp sư khác của cậu, nó sẽ là con át chủ bài của cậu. Nghe thấy vậy Tô Mộc Mộc tỏ ra phấn khởi tiếp lời, con át chủ bài của mình sao? Rồi anh dục, đi thôi cũng nên ra ngoài rồi nhỉ. Dứt lời Lâm Dạ nhanh chóng tiến về phía cửa không gian, Tô Mộc Mộc cũng đi theo sau, cô hỏi, nhân tiện, cậu tính phân năm điểm thuộc tính đó như thế nào mình có thể tham khảo được không anh đáp cách của mình không hợp cậu đâu bởi nó là con đường của mình biết thế cô đành đồng tình ồ vậy được thôi một lúc sau tại bên kia cổng không gian giữa rừng núi cây cối mọi người đang tập trung sự chú ý về phái lâm dạ khi anh vừa bước ra bọn họ gì dầm bàn tán chúa ơi tân thủ thật sự có thể dọn sạch phó bản ở ngoài sao đáng sợ thật đấy tôi sợ bọ cạp này lắm a à? vớ vẫn có nói đó là phó bản bên ngoài đâu còn một đám con trai thì mắt tít lại miệng há hốc mồm si mê gào lên ể nữ thần mục mục đây sao chúa ơi đáng yêu quá nhưng khi nhìn thấy cô đi bên cạnh lâm dạ thì mấy người đó liền tỏ ra khó chịu liên tục chửi rủa anh mọi người có thấy người đứng cạnh nữ thần không lâm dạ bình thường tướng mạo xấu xí nhưng gần đây có chút tin tức nói điểm đánh giá cấp sss duy nhất kia là hắn một mình lâm dạy thật hả không thể nào sao lại không hán bán con dao găm với giá 100.000 đồng liên minh đấy không biết sao bất ngờ một con xe xuất hiện con siêu xe ấy dừng lại, một bóng dáng người từ trong xe bước ra, làm mọi người ở đây có chút hoang mang. Một tên mặt mày bảnh bao hống hách xuất hiện cất tiếng nói, "Lão Triệu, ta từ xa đã nhìn thấy em gái mà người nói kia, đích xác là cực phẩm, còn hấp dẫn hơn có phó bản bên ngoài này đấy." Người đi theo anh ta cũng bước xuống xe bảo, "Đừng đùa nữa." Trong lúc này Tô Mộc Mộc vội vàng kéo tay Lâm Dạ đi, "Cô dục dã, Lâm Dạ, chúng ta đi mau lên." Khiến anh thắc mắc, "Sao thế?" Cô nhíu mày nhìn về phía trước khó chịu bảo, mình thấy tên này phiền lắm vừa nói cô vừa nghĩ dựa vào gia thế hào thủ cướp đoạt xâm chiếm thuê thiên tài để công lực các loại phó bản sở thích hàng ngày là chơi đùa với những nữ sinh nhà nghèo thực sự kinh tởm bạn học đợi một chút nào nhưng chưa kịp rời đi thì tên thiếu gia kia đã chặn ngay trước mặt cô nói bạn học đợi một chút nào hắn ta là hoàng thiếu hoàng người thừa kế duy nhất của tập đoàn hoàng hắn giơ tay về phía trước cười đều giới thiệu người đẹp có cơ hội làm quen một chút không tôi tên là hoàng thiếu phong nhìn thấy hắn ta lập tức những người xung quanh liền ồn ào bàn tán đây không phải là hoàng thiếu sao nghe nói hắn một học kỳ không tới trường học đồ ngốc họ chỉ chờ mỗi bài kiểm tra nếu chưa thức tình thì tùy chỉnh một bộ trang bị cấp bạc mắc cấp phổ thông là được nếu thiên phú đủ mạnh thì khâu chừng có thể làm trạng nguyên ấy nghe nói hắn là hải vương nhân phẩm rất kém cháp bao nhiêu các em gái bớt bịa đặt tất cả đều là có người cố ý hại hoàng thiếu thôi một chút chứng cứ cùng không có nhìn thấy mọi người liên tục tập trung vào mình hắn thích thú nghĩ thầm quả nhiên dù đi tới chỗ nào bổn thiếu gia đều là trung tâm bàn tán quay về phía tô mộc mộc cô nấp sau lưng lâm dạ trực tiếp trả lời rằng không tôi có bạn trai rồi dứt lời hoàng thiếu phong đen mặt hắn ta tức giận gần giọng đe dọa hư cái gì hắn ta nhìn lâm dạ đánh giá cả thân mặc toàn hàng vỉa hè đúng là hoa nhài cắm bãi cướp trâu còn anh thì hơi nhíu mày quay lại nhìn tô mộc mộc mà chấn chỉnh hành động của cô đại tiểu thư lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn hả mình còn tương cậu quen tên này đấy bất ngờ hoàng thiết phong vươn tay về phía trước ý định đẩy lâm dạ quát lớn cút ra nhưng chưa kịp chạm đến người anh thì lâm dạ đã phản ứng mà lấy tay mình đánh bốp vào tay hoàng thiếu phong trước hành động này của anh làm hắn ta có chút ngỡ ngàng sau đó hắn nở nụ cười khinh thường hắn ta liền vung nắm đấm về phía trước quát lớn tên thua cuộc nào lại dám đánh lão tử hà không biết tự lượng sức mình kỹ năng chiến sĩ sung phong không chút sợ hãi lâm dạ cười khinh sử dụng đảo ngược thuật lược đoạt lập tức hoàng thiếu phong bị đánh ngược trở lại khiến cho hắn ta ôm bụng đau đớn gục xuống đất mà gào thét à, a đau đau, đau 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 chết lão tử ta rồi cả mặt hắn tím tái lại nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên mà chất vấn ngươi ngươi đã dùng thủ đoạn gì hả lâm dạ cúi người gần lại tỏ ra ngây thơ đáp hả ta không có động thủ nha mọi người đều thấy mà anh còn cười mà nói thêm huống chi chức nghiệp của tôi là mục sư đó nhìn nhìn thấy thế mọi người xung quanh liền ồn ào bàn tán vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hoàng thiếu sao đột nhiên lại thành như vậy không biết như lâm dạ đúng là mục sư không có kỹ năng gây sát thương còn tô mộc mộc thì im lặng nghĩ đây là thiên phú của lâm dạ sao dù bị đánh nhưng hoàng thiên phong vẫn không từ bỏ hắn ta lao đến đấm một cú nữa nhưng chưa kịp thì hắn đã đen mặt đau đớn hét lớn hoàng thiếu phong lăng đùng ra đất liên tục dãy dụa chửi bới tên khốn chơi bẩn còn lâm dạ thì vừa quan sát vừa cười thầm nghĩ chỉ là thử nghiệm một chút hiệu quả chuyển ngược của thuật trị liệu đối với chức nghiệp giả mà thôi xem ra thuật lực đoạt ngoại trừ thương tổn còn có thể mang lại hiệu quả tiêu cực cho chức nghiệp giả đứng trước cái bóng to lớn áp lực của anh hoàng thiếu phong đang cố gắng gượng dậy anh khinh thường hắn rằng có chút yếu nhỉ còn chưa dùng đón một nửa sức lực sau đó hắn ta gầm gừ lớn tiếng, có gan thì thả ta dai có dám dùng kỹ năng của chức nghiệp giả đánh một trận hay không hả? bây giờ hối hận, quỳ xuống nói xin lỗi bố mày đi còn kịp đấy. khi này người đi cùng anh ta từ trong đám đông cố gắng chen vào hét lên, chờ chút đừng quên giữ các chức nghiệp giả không thể dùng kỹ năng thức tỉnh đánh nhau. trong khi những người xung quanh quanh đang bàn tán rằng, diễn đàn trường học đều đang bình luận sôi nổi, dưa vào thứ đồ lâm dạ bán đấu giá, hắn một mình vượt qua phó bản lại còn lên thẳng cấp S, không đùa đấy chứ, không thể nào, ngày đầu tiên sau khi thức tỉnh chỉ dựa vào bể cánh tân thủ và bể cảnh ngoài hoang dã làm sao thăng cấp năm được thì người đi theo hoàng thiếu phong vẻ mặt khó hiểu suy nghĩ một tên mục sư có thể ngay lập tức trọng thương hoàng thiếu phong người có lớp da sắt thịt một thân đầy cực phẩm trang bị tên nhóc là sao vậy rồi anh ta đến gần cất tiếng nói thứ lỗi bạn của tôi có hơi kích động tôi xin thay cậu ấy xin lỗi hai vị vừa nói hắn vừa nghĩ lâm dạ sao trước đây chưa từng nghe qua nếu đã tồn tại lời đồn như vậy vậy nhất định không phải bị đặt hắn đã thức tỉnh thiên phú cực kỳ mạnh mẽ lại còn lựa chọn che giấu là một đối thủ mạnh. Lâm Dạ đáp, tôi không muốn phá vỡ sự hòa hợp giữa các bạn cùng lớp, chỉ là vị này hình như không phục lắm. Nghe đến đây Hoàng Thiếu Phong vẫn ôm bụng không ngừng gào thét, Triệu Khải Hàng, người nói xin lỗi cái gì hả còn không thay ta dạy dỗ hắn đi. Trong khi hắn ta đang làm mình làm mẩy, này người làm cái gì thế, thì Triệu Khải Hàng đứng trước mặt anh rút ra một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy dán vào chán Hoàng Thiếu Phong như lá bùa phong ấn làm hắn im lặng không nhúc nhích. Sau đó Triệu Khải Hàng đỡ lấy Hoàng Thiếu Phong bảo, hắn là Hoàng Thiếu Phong, đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thị. Sau chuyện hôm nay, tôi sợ anh ấy sẽ không buông tha, sẽ kêu người ta gây rắc rối cho cậu. Anh ta dơ ra một tấm thẻ nói tiếp, tháng này cậu đừng đến trường nữa, trong thẻ này có 50.000, coi như là tạ lỗi. Nếu như cần phó bản thăng cấp, có thể liên hệ tôi, tôi sẽ thay cậu sắp xếp, bảo đảm trước khi kỳ thi tới, không bỏ sót tiến độ nào, nhưng hy vọng cậu có để lại chút mặt mũi cho tôi. Tránh xa tên này một chút trong thời gian này, nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp, tôi không thể đảm bảo điều đó hành động của Chu khải hàng khiến anh phải suy nghĩ người này có chút thú vị không phải không có não mà bao che khuyết điểm cũng không muốn gây thù còn muốn bán nhân tình cho mình rồi lâm dạ vẫy tay quay người nở nụ cười tự tin bảo người không phạm ta ta không phạm người kỳ thật ta ngược lại muốn xem hắn có thể để cho bao nhiêu người tới tìm ta gây rắc rối anh nghĩ rằng vừa hay thí nghiệm một chút năng lực thực chiến của tay ách giáng lâm một thông tin trên diễn đàn được đăng tải chấn động hang động thạch quật cấp khó được công lực trong một phút 30 giây sơ đồ Âu Hoàng Trấn Nhẫn Ngọc Bảo không có sẵn. Đại kiếm thợ săn đại kiếm thợ săn vũ khí cấp bạc, có thể thương lượng giá cả. Công lực cách vượt ải hang động thạch quật cấp SSS yêu cầu mở khóa 5000 liên minh tệ. Bài đăng đã được 10 like, đăng lại 4. Ở bên dưới mọi người bình luận liên tục. Vãi nồi nhân ngọc bảo, giảm 10% thời gian hồi chiêu khiếp thật đấy. Có điều quá không? Nhận ngọc bảo có bản không bán nhà lấy tiền. Hang động thạch quật cấp khó mà cũng dọn nhanh thế sao? Không lừa đấy chứ. 5000 đồng liên minh tệ muốn có tiền tới phát điên rồi đúng không? lúc này lâm dạ đang tập trung gõ máy tính còn tô mộc mộc thì vừa xem điện thoại vừa nhíu mày liếc về phía anh hỏi lâm dạ công lực này thực sự có thể bán giá cao như thế trên diễn đàn chức nghiệp giả sao nhưng lâm dạ vẫn khẳng định rằng tin mình đi không có ai sẽ từ chối có được thêm điểm thuộc tính tự do đâu chuyển hướng đến một không gian cửa ải khác có một nhóm người đang tu tập lại thảo luận địa hình hang động thạch quật cực kỳ tối điều kiện cấp sss còn hạn chế hợp tác tổ đội căn bản không thể làm được có một người đang mở điện thoại lên mấy người xung quanh liền súng lại liên tục thắc mắc hai tôi vốn cũng có chút tò mò không biết thật hay giả thử mua một lần xem xem này thấy cậu tiêu đi suy cho cùng cũng là điểm thuộc tính tự do mà xem kìa đã có một người mua rồi đấy trên hệ thống thông báo nhận được 5.000 liên minh tệ nhận được 5.000 liên minh tệ 3 phút sau người đó đã vượt qua ải cấp SSS người đó cười thích thú vui sướng thốt lên được thật này lên cấp SSS thật này trước tin tức này mọi người trên mạng lập tức ùa vào bình luận Tôi thử nghiệm thành công rồi nha đại lão Vipro luôn mặc dù phải mất 2 phút. Nhưng đây là lần đầu tôi thử. Nếu chú ý thời gian thì có thể đi nhanh hơn. Thật hả? Nhanh thế sao? Kết hợp với Thủy Quân Hà được bao nhiêu tiền thế? Hệ thống lại liên tiếp báo. Nhận được 5.000 liên minh tệ. Nhận được 5.000 liên minh tệ. Nhận được 5.000 liên minh tệ. Liên tục có rất nhiều người đã qua ải cấp SSS, khiến cho thông tin trên mạng càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mọi người bình luận. Phục thật đấy. Nguyên lý đơn giản như thế. Lại không có ai phát hiện ra đại lão là người đầu tiên nghiên cứu ra sao bỏ học đi lên núi làm tổ sư thôi. Thường thì hang động thạch quật rất tối, điều kiện thì cũng kỳ lại ai lại tự nguyện cần miếng bà này chứ. Hai thực lực chịu rồi, đừng có cho bản thân thêm lý do nữa được không? Đại lão, tôi khuyên ngài nên đi tuyên truyền đi, thu phí hợp lý không sợ gì hết, số tiền này xứng đáng với ngài. Một câu hỏi to đùng cất lên, được phương thức bỏ học này không ngờ lại đơn giản thế thôi sao? Cứ thế thông báo vang lên không ngừng, đã nhận được 5 liên minh tệ. Bài đăng càng ngày càng lên xu hướng với 100 lượt like, đăng lại 412. Tiếp đó là thông báo. Thông báo thông báo. Bí tích bỏ học trong hang động thạch quật của đại lão thần bí. Bạn cũng muốn được cấp SSS mà không phải chịu đau sao. Điều này làm rất nhiều người gào thét vui mừng. Tìm ra người đăng bài này dù bằng cách nào, dù anh ta có là ai. Tôi cũng muốn bài anh ta làm sư. Các ngươi mau đến xem bài đăng này. Đi theo lâu chủ đại thần là sẽ có điểm thuộc tính tự do. Ngay lập tức bài đăng đã đạt đến 50.000 người đã xem. Hot hàng đầu. Đăng lại 10 trang nhìn thấy tiền vào như nước tô mộc mộc mắt sáng người thích thú thét lên sợ thật đấy lại có 100 đơn nữa cứ thế mà có 500.000 rồi chuyển cảnh đến một tòa dinh thự to lớn một người đang đứng trước màn hình lớn có chứa tin tức chấn động hang động thạch quật cấp khó được công lực trong một phút 30 giây có chút thú vị thấy vậy người đó hỏi đã tra được thông tin người đăng tin chưa thuộc hạ của anh ta liền đáp vẫn chưa có bài đăng này trước khi đăng lên đà thủ đoạn hách để giấu thông tin bản thân đi nhưng đại khái có thể tra ra ip đại khái là ở học viện chức nghiệp giả giang thành dứt lời người kia khẽ quay đầu lại nở nụ cười không mấy thân thiện mà hỏi ngược lại nghe nói học viện năm nay cũng có chút chuyện khá thú vị nhỉ quay về phía lâm dạ có người đáp đúng có vị đại ca rất hứng thú với đại kiếm của cậu rất vội chốt đơn luôn đại kiếm bán nhanh thế sao thế là lâm dạ nhắn tin 80 mươi không giảm giá người bên kia màn hình điện thoại thương lượng rằng rẻ rẻ thôi sao đại lão tôi muốn mua luôn giờ bắt đầu làm giao dịch luôn đi nếu được thì tôi giờ sẽ tới tìm cầu cuối cùng anh hẹn gặp nhau ở trước cổng phó bản của trường người bên kia đáp, 3 phút là tới đại lão đợi tôi nhé. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Mộc Mộc vui mừng thét lên, Lâm Dạ, cậu giàu rồi, tính cả đại kiếm thì cậu đã kiếm được gần 300.000. Lâm Dạ nhìn điện thoại trả lời, cũng được, đều trong dự liệu của mình, vì giá cả cũng hợp lý, mà nội dung có giá trị cao, mọi người cùng chủ động giúp mình quảng cáo. Anh nhíu mày nghĩ đến thanh kiếm bảo, tuy nhiên, chúng ta cần thêm nhiều phó bản hơn nữa, vũ khí tốt nghiệp cấp bạc là trang bị rất tốt vào giai đoạn đầu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi thôi ngay cả khi có trang bị đình của chóp mà thiếu đi ý thức chiến đấu thì chỉ có hại người trong lúc thí luyện mà thôi dứt lời tô mộc mộc biểu cảm lo lắng thắc mắc lâm dạ thời gian trước khi kiểm tra quý giá như vậy cậu lại luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng sao lại muốn phí thời gian đi điều chỉnh công lực cố gắng đi kiếm tiền thế nghe đến đây lâm dạ im lặng rồi anh nhảy miệng cười anh nhìn cô nói bởi với số tiền này là để bảo vệ người mà tôi coi trọng nhất suy cho cùng những năm gần đây bọn họ đã luôn bảo vệ mình ký ức ùa về anh kể rằng mình kiếp trước, không cha không mẹ, chưa từng hiểu được hơi ấm tình thân, tới được thế giới này, ngược lại là vận may của tôi. Bởi tội có được một bố mẹ dùng cả tính mạng để yêu tôi, bảo vệ tôi, nhưng 10 năm trước, khi ma chiều kết thúc, những người thân gây tởm của tôi coi tôi như một miếng mồi ngon và ước rằng tôi sẽ chết trong ma chiều đó giống như cha mẹ tôi. Như thế, bọn họ mới có thể lấy được tài sản của cha mẹ tôi để lại. Bọn họ đánh đập Lâm Dạ lại còn nói xấu anh rằng nếu mấy người không muốn nhận cái thứ lộn xộn này thì tôi miễn cưỡng nhận nó được đồng thời 90% số tài sản của chị tôi sẽ là của tôi. Không ý kiến gì chứ. Nhìn thằng bé nhìn cô kìa. Thằng danh sao chổi này dù có ném vào nhà phúc lợi cũng không ai biết đâu. Không chết đói mà đánh cùng không chết thì cho làm con chó luôn đi. Tôi nghĩ mấy người cùng chỉ muốn một phần miếng bánh đấy thôi. Người cũng đâu có tốt bụng gì. Ta cũng đã cố hết sức rồi. Tại người cũng tham lam quá đấy. Lâm dạ kể tiếp. Lúc đó, cố gắng chống lại bọn chúng cũng giống như con bọ ngựa cố chặn một chiếc ô tô. Để tránh bị đánh tan xương nát thịt. Tôi đã trốn thoát. Kế hoạch lúc đó là cố ăn cho no và sống sót để những người kia phải trả giá. Nhưng lúc đó, chú và dì đã đứng lên đưa mình về nhà, coi tôi như con ruột. Để tôi từ từ tin tưởng họ. Sau đó bọn họ giúp tôi cướp lại số di sản bố mẹ đã để lại, không để cho tôi có ý đồ báo thù nào, tận tâm tận lực chăm sóc tôi. Những người được gọi là người thân đó cũng bị đưa ra tòa và nhận hình phạt xứng đáng. Nếu như không có bọn họ, tôi căn bản không thể được đi học bình thường tiếp như cuộc sống của người bình thường bây giờ. Tôi không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu bất bình nói đến đây lâm dạ nhíu mày quyết tâm bảo thế nên nói trắng ra kiếm tiền là để bảo đáp mạnh lên cũng là dùng sức mình để bảo vệ ba người quan trọng nhất với mình để không lập lại lỗi lầm trong quá khứ kết thúc hồi tưởng bỗng có một tiếng nói cất lên ẩm xin chào lâm dạ khi này liếc mắt để ý một cô gái là học viện chức nghiệp số một giang thành bạch chỉ cô bé thỏ thẻ nói xin hỏi anh anh là đại lão bán đại kiếm thợ săn đúng không ạ à? em tên là bạch chỉ lâm dạ liên tục hỏi em là học sinh trong trường sao anh trai cơ bắp, tôi không chấp nhận giao dịch trung gian đầu. Nghe thấy những lời này Bạch Chỉ lúng cuống vội vàng khu tay múa chân giải thích, "Em là chính chủ ạ, à? ngại quá. Thật ra vừa rồi điện thoại cùng hết pin." Cô miếu mau nói, "Đại lão em là chính chủ thật, cô chính là nick nhất ca anh trai cơ bắp, kim khách hệ đại chiến." Điều này càng làm Lâm Dạ nghi ngờ nhân sinh mà thắc mắc, thân thể này chơi đại kiếm sao chẳng lẽ đứa nhỏ này trời sinh có quái lực? Anh còn suy nghĩ, lại còn cộng hết điểm vào sức mạnh nữa. Sau đó Lâm Dạ giơ tay sang bên cạnh lấy ra thanh kiếm từ không gian lưu trữ anh không quên nhắc nhở vậy em xác nhận lại đồ đi thuộc tính của đại kiếm thợ săn đây xem cho kỹ đã bán rồi thì không hoàn trả đâu dứt lời lâm dạ liền phi thanh kiếm về phía trước chính lúc này bạch chỉ nhíu mày ánh mắt sắc bén cô bé trực tiếp đỡ lấy chuôi kiếm hai tay cầm chắc cây đao lớn chém qua chém lại vài đường cô bé suy nghĩ được sức mạnh này chắc chắn là đại huynh đệ không sai sau một hồi thử kiếm bạch chỉ thích thú ánh mắt sáng người nhìn về phía lâm dạ nói đại lão thanh đại kiếm này thật sự chỉ có 80.000 thôi sao? Là trang bị tốt nghiệp cấp bạc đó. Tới giờ, cũng coi như là một thanh tốt nhất của khóa chúng ta đấy. Em cũng ra ngoài thị trường hỏi rồi. Đại kiếm thợ săn phải hơn 200.000. Anh gãi gãi đầu vài cái thờ ơ đáp. Thầy cô giáo của mấy em không dạy các em về giá bình thường trên thị trường sao? Bạch chỉ ngơ ngác tiếp lời. Em từ bé đã học rốt toán rồi. Em cũng không có khái niệm gì với tiền. Nghe được câu trả lời này của cô lâm dạ cười bất lực nghĩ. Rikita. Rồi anh giơ điện thoại ra trước mặt. Còn nhắc nhở lần sau mua đồ gì thì nhớ hỏi giá cho kỹ đấy đừng để bị lừa bạch chỉ quét mã thanh toán tiền cho anh đáp đa tạ địa lão em biết rồi cô bé còn nói thêm với cả em cũng muốn cảm ơn ngài một chút để em có thể mua được đại kiếm rẻ thế này hệ thống cùng lúc thông báo ngân hàng tài phú liên minh bạn đã nhận được 80.000 tệ và số dư đã vượt quá một triệu tệ chúc mừng bạn đã trở thành người sử dụng thẻ vàng và tận hưởng những lợi ích của thẻ vàng thông báo vừa vang lên lâm dạ liền bảo không cần cũng chỉ là mua bán mà thôi anh cứ thế vẫy tay quay người rời đi cùng câu nói, cần gì thì cứ tới tiếp nhé. Bất ngờ một tia sáng bắn vào đầu Lâm Dạ. Hệ thống thông báo, bạn đã được sử dụng một sức mạnh vô danh và nhận được bóc đặc biệt sự chú ý của nữ thần may mắn. Điều này làm anh có chút thắc mắc, anh nhìn vào cơ thể mình rồi hỏi, đây là thiên phú của em sao? Bạch Chỉ vẻ mặt nghiêm túc quyết tâm nói lớn, đúng ạ, à, đây là thiên phú của em nó còn có thể thăng cấp nữa, thế nên em có thể gia nhập đội ngũ của đại bác lão không? Những con cá vàng đang bay lượn xung quanh Bạch Chỉ. Cô bé nhíu mày vẻ mặt lo lắng bồn chồn, quan sát theo góc nhìn của Lâm Dạ. Anh đánh giá, bản thân có thiên phú thức tỉnh bắp vận may đôi khi còn hiếm có hơn cả thiên phú truyền thuyết, nhìn cô bé có vẻ như không phải đang nói dối, dường như thật sự là một thiên phú có thể tăng may mắn, về ý nghĩa chiến lược có thể nói là vô địch. Anh còn biết thêm rằng, hiệu quả của thiên phú này sẽ không hạn chế phẩm chất của dương khi qua ải, cho dù là người có thiên phú kém, dưới sự gia tăng của bắp cũng có thể mở ra một bảo dương cấp thần thoại. Nghĩ đến đây anh nghiêm mặt cất tiếng hỏi, "Đúng rồi, hiệu quả thiên phú này của em đã nói cho người khác chưa bạch chỉ vội vàng lắc đầu liên tục đáp chưa có chưa nói với ai cả vậy thì tốt anh hỏi thêm còn nữa thiên phú này của em có hạn chế gì không cô bé thành khẩn trả lời có cùng lắm thì mỗi tuần chỉ được dùng ba lần thôi mà mỗi lần chỉ có thể cho lên một người nghe thấy thế lâm dạ thở hát một hơi bảo đừng để người khác biết đấy không thì cậu cũng không thể tránh bị rơi vào cảnh bị lợi dụng đâu suy cho cùng thì lòng người hiểm ác mà lời này càng làm bạch chỉ bối rối hơn cô lo lắng hỏi đáng sợ thế sao dạ vâng ạ may mà chưa nói với ai lâm dạ liền dùng biểu cảm gây sợ mà giải thích cho cô bé bóc của em là một nguồn tài nguyên khan hiếm vô cùng quý giá một khi tin tức bị dò dỉ sẽ gây ra sự phẫn nộ giữa các chức nghiệp giả để độc hưởng năng lực của em thậm chí có thể cầm từ em cướp đoạt tự do và tương lai bạch chỉ thắc mắc nhưng không phải liên minh chức nghiệp giả là nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến sao anh lại nói tiếp liên minh chức nghiệp giả là một tổ chức lành tính quy mô lớn dẫn dắt nhân loại chiến đấu chống lại ma triều và trải rộng khắp thế giới nhưng trong đó có rất nhiều phe phái quan hệ rắc rối phức tạp trên đấu gây gắt và chuyện ám sát cũng liên tục xảy ra thế nên em gia nhập đội ngũ của anh đi tạm thời có bọn anh lo cho. biết được sự thật này bạch chỉ giật mình thốt lên thật sao được thật sao anh giơ tay về phía cô bé cười niềm nở trả lời ừm giới thiệu lại bản thân chút nhá anh là lâm dạ chào mừng vào tổ đội của anh anh quyết định đưa em đi gặp mặt đồng đội chút đi nhỉ nghe được điều này bạch chỉ rối rít chạy theo lâm dạ bảo hu hu tốt quá rồi Người khác không tin em có thể đứng đầu được, nên không muốn lập tổ đội với. Vừa đi anh vừa nghĩ thầm, cơ thể thì nhỏ con mà lại chơi hệ đại kiếm, ai mà tin nổi. Một lúc sau, tại một cửa hàng trưng bày rất nhiều đồ gia dụng, sách vở, thì Lâm Dạ, Bạch Chỉ cùng Tô Mộc Mộc đã trực tiếp gặp mặt nhau. Vừa gặp Tô Mộc Mộc đã hỏi, "Đây là đại ca cơ bắp đấy hả đồng đội mới cậu tìm thấy sao?" Bạch Chỉ hơi cúi đầu ngại ngùng chào hỏi, "Xin xin chào, em là Bạch Chỉ." Tô Mộc Mộc cười dịu dàng bắt tay với Bạch Chỉ đáp, "Xin chỉ giáo chị là Tô Mộc Mộc." còn cô bé thì vô cùng vui sướng mà reo lên là mộc mục nữ thần chị xinh quá tay cũng mềm thật đó kết thúc màn giới thiệu tô mộc mục nhíu mày nhìn về phía bên cạnh cô vừa nhìn lườm lâm dạ vừa khẽ kéo bạch chỉ quay lưng đi tránh mặt lâm dạ cô nói nhỏ em đáng yêu thế này không phải là cái tên lâm dạ thấy thế mà này sinh suy nghĩ gì không đấy khiến cô bé ngơ ngác còn anh thì tự hỏi sao lại lườm mình cái gì hả à? sau đó anh khẽ ho một tiếng ra hiệu bảo cụ hay là mời mọi người bữa đi nhỉ tí nữa sẽ đi tới phó bản tiếp theo nghe đến đây cả hai người tô mộc mộc và bạch chỉ đều giật mình quay lại cô ngơ ngác hỏi hả phó bản nào đó là địa thành góp cấp ác mộng anh giải thích vì chúng ta đều có thể lấy được điểm thuộc tính tự do mình sẽ đi trước tiên một mình vào phó bản sau đó lại làm tốt công lực cho mọi người dứt lời tô mộc mộc hét lớn hà cậu khiêu chiến một mình phó bản cấp ác mộng áp cứ thế mà vào cấp ác mộng luôn á giải thích cấp ác mộng độ khó cao nhất cho tân thủ có các bí cảnh ngoài hoang dã phần thưởng cũng phong phú nhất dương bầu rơi ra chắc chắn là trên vàng đồng thời thuộc tính ma vật bên trong cũng được tăng cường cực lớn kể cả có là một tổ đội tiến vào thì các chức nghiệp giả tân thủ không để ý là cũng có thể mất mạng trong phó bản có thể nói là độ khó muốn tiền nhưng không muốn mạng khi này tô mộc mộc quyết liệt phản đối cô đứng trước mặt lâm dạ quát không được cậu muốn đi về đất mẹ luôn hả cứ coi như cậu rất mạnh đi chăng nữa giờ cũng không thể mạo hiểm khiêu chiến một mình ở phó bản cấp ác mộng mặc cho anh đang cố gắng khuyên bảo mộc mộc không sao đâu cậu không tin năng lực của mình sao nhưng cô vẫn dứt khoát túm lấy cổ áo của anh mà hét vào mặt tất nhiên là tin nhưng không được phó bản goblin cấp ác mộng ngay cả một số ít chức nghiệp giả cao cấp cũng sẽ xảy ra chuyện mặc dù là phó bản cấp 10 trở xuống nhưng rất nhiều chức nghiệp giả trên cấp 10 đều bị trọng thương đã rất lâu rồi không có người mới nào dám khiêu chiến rồi đó lúc này bạch chỉ quan sát trận cãi vã cô đã nhận ra điều gì đó tức thì cô bé nhanh trí chạy biến đi bảo lâm dạ đại thần mộc mộc nữ thần em đột nhiên nhớ tới em còn có chút chuyện em xin đi trước hai người cứ nói chuyện từ từ để mặc cho hai người kia tiếp tục cãi nhau cuối cùng mãi lâm dạ mới vừa bóp vai cho tô mộc mộc vừa nhún nhường nói đừng nóng vội tôi biết cậu lo lắng cho tôi phó bản cấp khó trước cũng thế về nhà ăn trước đi mộc mộc anh nghĩ thầm không ngờ mộc mộc lại phản đối như thế chỉ có thể lừa cậu ấy trước đã sau đó lâm dạ xoa đầu tô mộc mộc để cô nguôi giận tối lại nhân cơ hội đi dọn vậy dù cô vẫn tức giận được rồi nếu không mình sẽ tố cáo với bố mẹ anh cũng đành nuôi chiều đáp ừm ừm nghe cậu hết nói đến đấy cô nhíu mày suy tư Lâm Dạ thật sự dễ dàng nghe theo thế sao? Lúc này ở trên mạng xã hội đang có bài viết, nghi ngờ đã xuất hiện người mới mạnh nhất kỳ này năm nay trong số người mới thực hiện kiểm tra. Không hề là lời đồn đã có một thiên tài một mình dọn hết bí cảnh. Tôi hôm nay đã nhận được chút hình ảnh ở trong phó bản học viện chức nghiệp. Bên dưới mọi người bình luận rôm giả thật hay giả thế? Cái gì thế? Nhìn bóng cũng chỉ như thằng con trai bình thường thôi mà, đừng có cường điệu hóa. Các chuyên gia đã phân tích rồi, căn bản không thể một mình mà dọn phó cảnh đấy được. Sao mấy người lại cho rằng là nam thế? sao không phải là nữ giới tân binh mạnh nhất mà khiêm tốn như thế thì tôi nghĩ là tô mộc mộc nữ thần thiên phủ cô bé hiếm có ngoài ra cũng rất mạnh lại còn là pháp sư có sức tấn công rất cao bình luận trên có lý nha tôi cũng không nghĩ là có người mới mạnh nhất đầu tôi có thể học sinh để chứng minh tôi là học sinh khóa này thật sự có một học sinh đã một mình dọn phó bản nhưng tôi lại không nhớ rõ tên của cậu ấy dường như đã qua ải thật ai thế một mình dọn phó bản chắc trang bị không thể không phải hàng đỉnh cấp được chứ nhỉ phủ nhị đại nhà nào hay là đại thiếu gia đại tiểu thư gia tộc nào hả dự đoán một phen tân binh mạnh nhất là công tử hoàng thiếu phong của tập đoàn hoàng thị mở tầm mắt ra xa chút nữa trạng nguyên thật sự nhất định là ở học viện chức nghiệp giá số một giang thành sao toàn quốc lớn như thế nhất định còn có cao nhân có thể một mình dọn phó bản ở nơi khác cho dù là ai để có thể một mình dọn phó bản tân binh lấy dương bầu ấn chắc chắn sẽ là người mới ngầu nhất của năm nay luôn cả quá trình không bị thương thiên phủ mạnh mẽ lại còn có tư duy lý luận và kiến thức cùng khả năng phân tích cơ chế của phó bản admin đăng thêm ảnh rồi kìa xem bọn họ đang giao dịch thứ gì kìa đại kiếm thợ săn đấy cậu ấy chính là đại thần bản công lực trên diễn đàn là học sinh của học viện chức nghiệp giả số một giang thành khi này tô mộc mộc đang nằm trên ghế ung dung đọc thông tin trên mạng thấy thế lâm dạ bảo xem gì thế ăn cơm thôi dứt lời anh chưa đùa chạy đến giật chiếc điện thoại trên tay cô làm cô tức điên hét lớn lâm dạ trên bàn ăn là rất nhiều món ăn thịnh soạn thơm phức bắt mắt bố mẹ tô mộc mộc cùng cô và lâm dạ đã ngồi vào bàn ăn mẹ của tô mộc mộc cười nói hai đứa hai ngày nay vất vả quá rồi ăn thêm chút đi chú ý sức khỏe. Cô cùng Lâm Dạ Đồng Thanh đáp, vâng thưa mẹ, cảm ơn quả. Sau đó bố của cô cất tiếng hỏi, tiểu dạ cảm giác thí luyện thế nào, coi như thuận lợi chứ? Lâm Dạ cười trả lời, tất cả mọi thứ đều thuận lợi ạ. À? Chú ấy vừa cầm đôi đũa lên vừa cười bảo, ha ha, con từ nhỏ đã có cái tính muốn trở nên mạnh hơn rồi. Chúng ta đều biết là con mà đã đưa ra quyết định thì mười con ngựa cũng không kéo nổi con lại mà. Tuy nhiên, đừng lạm dụng bất cứ điều gì. Suy cho cùng, mọi thứ đều rất dễ dàng đổ vỡ. Lâm Dạ cũng liền hùa vào chơi đùa, chú, có phải có vài người mách lẻo gì với chú đúng không? Đúng vậy, chính là người trước mắt chú này. Dứt lời, Tô Mộc Mộc đỏ mặt tức giận thét lên, bố sao bố lại nói thẳng ra thế? Một bát canh nhẹ nhàng được múc lên cùng lời nói dịu dàng, cô chú sẽ không can thiệp gì đến chuyện cháu muốn làm gì, chỉ là đôi khi hy vọng con cũng có thể giống như Mộc Mộc. Mẹ của Tô Mộc Mộc đưa chén canh về phía anh bảo, một cuộc sống lành mạnh và ổn định là đủ. Trong khi cô quay ngắt đi hậm hực nói, còn đâu có thì lâm dạ lễ phép giơ hai tay nhận lấy bát canh mà đáp dạ con sẽ học tập theo mộc mộc ạ à, trở thành con cá muối yên tĩnh nghe đến đây tô mộc mộc mới nhíu mày liếc mắt về phía anh mà nghĩ thầm sao mình lại cảm thấy như bị chế giễu thế nhỉ lâm dạ khi này nói tiếp con đùa thôi tóm lại thì chú và cô cứ yên tâm ạ à. anh giải thích con sẽ không làm những chuyện ngoài phạm vi năng lực của con đâu nghe được những lời này một chiếc thẻ được đẩy về phía trước cùng lời đáp thế thì tốt nhìn chúng thì con cũng phải nhớ nhà này mà sẽ là hậu thuẫn của con trước hành động này của bố tô mộc mộc lâm dạ vội vàng xua tay từ chối chú con đã kiếm đủ tiền rồi những thứ này cứ để lại cho cô chú chưa kịp nói hết câu mẹ của cô đã lên tiếng tiểu dạ bà ấy nhíu mày tỏ ra vẻ hơn rỗi mà bảo con vào kỳ thi sẽ có nhiều chỗ phải tiêu không nhận là cô giận đấy cuối cùng lâm dạ đành chấp nhận dạ 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 cô đừng giận mà. chiếc thẻ được anh cầm lấy lâm dạ cất chiếc thẻ cẩn thận vào trong túi áo của mình anh suy nghĩ bố mẹ thấy không ạ à, may mà có bọn họ đồng hành giờ con sống rất tốt con càng muốn trân trọng cuộc sống khó mà có được này trong thâm tâm của lâm dạ anh quyết tâm vì bọn họ mình sẽ phải càng trở nên mạnh hơn thế nên phó bản cấp ác mộng ta tới đây sáng sớm tại nhà của hoàng thiếu phong những tiếng la hét chói tai vang lên độ má ông nội mày triệu khải hàng mày dám đâm sau lưng tao trong khi triệu khải hàng đang ngồi lướt điện thoại gần đó anh ta bình tĩnh nói đại ca em lúc đó là cứu anh đấy thay anh trả một khoản tiền đấy ha ha không có em thì giờ anh chắc đang nằm ở bệnh viện rồi càng nói càng làm hoàng thiếu phong tức giận mà chửi có khối ý tao cần mày cứu à mày cũng chỉ là đồ rác rưởi mà thôi mẹ nó chứ tao mà đã mặc hết trang bị lên thì nó có khối mà mẹ nó chưa kịp nói hết câu hắn ta đã hét lên vì chiếc lưng đau của mình còn triệu khải hàng chỉ lặng lặng rời đi cùng câu nói nhỏ anh nghỉ ngơi đi Rứt lời cốc nước bên cạnh giường được chụp lấy hàng thiếu phong trực tiếp ném cốc nước vỡ nát vào tường hắn ta quát chính là tại cái thứ hèn hạ nhà mày mà tao mới mất mặt như thế đấy cút anh em cái khối gì chứ hành động này của hắn ta làm cho triệu khải hàng có chút khựng lại rồi hắn ta khẽ quay mặt biểu cảm thể hiện sự lạnh lùng và không quan tâm mà nói anh thật sự nghĩ rằng bản thân là đại thiếu gia của tập đoàn hoàng thị thì có thể muốn làm gì thì làm bác hoàng bảo tôi chăm sóc yêu cầu của anh tôi đánh nhẽ ra không nên đồng ý anh đáng bị người ta nện cho tè ra quần đến nỗi mẹ mình cũng không nhận ra triệu khải hàng nở nụ cười nham hiểm nói tiếp à suýt chút thì quên mất anh ta đẩy mắt kính lên lộ ra đôi mắt trợn lớn khinh thường cùng nụ cười chế nhạo mà nhấn mạnh từng chữ ngươi đâu có mẹ dứt lời hoàng thiếu phong phát cuồng liên tục ngồi trên giường hét lớn tuyệt giao cút rồi thì đừng có mà quay lại đây phế vật người không xứng làm huynh đệ của ta còn triệu khải hàng thì bất lực cười trừ bỏ đi mà nghĩ thầm hoàng thiếu phong anh căn bản không biết lần này người chọc phải hạ người gì đâu anh ta cho rằng lâm dạ là một tân thủ xuất hiện đột ngột có thể khiến anh trọng thương mà không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng chủ động nào thậm chí còn có tin đồn rằng cậu ta có thể solo phó bản mặc dù không có ai xác nhận gần đây có một nhân vật bí ẩn nổi lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều thế lực nhờ bán công lực phó bản và những vật phẩm cấp vàng rơi ra dẫn đến việc các học sinh tự thành lập hội phan trong lịch sử xác suất xuất hiện hai tân binh tiêu chuẩn như vậy xuất thân từ giang thành thì tỷ lệ là bao nhiêu thì tự động khác biết thôi quay về phía hoàng thiếu phong hắn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc hắn ta đen mặt gọi điện cho một người mà ra lệnh này giúp ta xử lý một tên gọi hết anh em của người đi cho bọn chúng mặc trang bị và vũ khí không đủ thì hỏi ta tiền ta đây không thiếu hắn nghĩ đến dáng vẻ của lâm dạ rồi đay nghiến bảo tiếp không cần lo xảy ra chuyện thì ta xử lý chỉ cần giáo huấn một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thôi cần phải cho nó hiểu rõ ai mới là người nắm quyền thực sự tại học viện giang thành lúc này tại phó bản ngục tối goblin tầng thứ nhất rừng rậm sương mù một mình lâm dạ đi trong rừng sâu khi này hệ thống hiện thông tin thành phố ngầm goblin cấp độ level 5 đến 8, độ khó cấp ác mộng giới thiệu mê cung ngục tối nơi sinh sống của vô số goblin bao gồm 5 tầng số lượng và sức mạnh của Goblin tăng lên theo từng tầng. Nếu bạn không thể vượt qua tầng cuối cùng, vui lòng thoát ra càng sớm càng tối. Lưu ý, nếu không vượt qua được tầng cuối cùng, thì sẽ không nhận được bất kỳ vật phẩm nào. đang suy nghĩ, ngục tối Goblin, một trong những phó bản khó nhất ở giai đoạn này. Bởi thời gian để vượt ải khá dài, yêu cầu thì vô lý. Các chức nghiệp giả có thiên phú khá mạnh cũng không dâm tự ý tới đây dọn quái lấy trang bị và điểm thuộc tính tự do. bất ngờ một bàn chân to lớn xuất hiện giẫm mạnh xuống mặt đất. trong khi Lâm Dạ đánh suy nghĩ chiến thuật. Nhưng ở đây có thể mở ra dương cấp vàng trở lên, thêm với bắp may mắn nữa, thì việc mở được dương cấp bạch kim và được tầm 10 đến 15 điểm thuộc tính tự do nữa cũng không thành vấn đề. Thì mặt đất bất ngờ chấn động rung lắc. Hai con goblin to lớn hơn cả cái cây, bọn chúng như cao đến tận trời. Đôi mắt sắc khí ánh lên ánh xanh xuất hiện trước mặt Lâm Dạ. Hệ thống hiển thị thông tin, tên binh sĩ goblin, cấp độ 5, sức mạnh 10, thể chất 10, trí lực 4, tinh thần 5, tốc độ 4, tư chất bạc, kỹ năng nhảy bổ, chém đầu khiên chắn giới thiệu goblin đảm nhiệm bảo vệ tàng đầu tiên của ngục tối có vũ khí và trang bị ánh mắt con goblin dường như đã nhận ra điều gì đó lâm dạ nở nụ cười tự tin ánh mắt thích thú sắc khí không một chút sợ hãi mà đối mặt với goblin anh nghĩ tới lúc bắt đầu rồi năm giây lối vào bắt đầu tụ tập nhiều quái vật bọn goblin bắt đầu điên cuồng tấn công bọn chúng dùng cái chùy to lớn liên tục đập về phái lâm dạ nhưng anh ngay lập tức đã phản ứng nhanh chóng quay người di chuyển vừa né tránh anh vừa quan sát đánh giá lần này tới chủ yếu vẫn là để kiểm tra phương pháp tụ quái tốc sát mà mình đã tối ưu hóa. Yêu cầu chấm điểm cấp SSS của ngục tối Goblin, ngoại trừ đánh chết boss bĩ cảnh, thì phải đánh chết toàn bộ quái vật mà không sử dụng đạo cụ đặc thù. Và hai điểm đặc biệt nhất chính là mỗi tầng không được vượt quá 10 phút. Hai là vượt qua tầng thứ 5 ngầm tối, dũng cảm chiến đấu chống lại lũ Goblin hung hãn và tiêu diệt boss ẩn vua Goblin. 30 giây để tốc sát binh sĩ Goblin. Lâm dạ di chuyển vượt mặt qua đám Goblin suốt cả đoạn rừng với tốc độ nhanh như chớp. 2 phút 5 giây đi sâu vào tầng hầm đầu tiên đối mặt với đội trưởng goblin khi này một đám goblin vẫn đang đuổi theo sau anh lâm dạ cười không chút lo lắng bảo 3 phút 59 giây không khác nhiều so với dự đoán của mình bất ngờ anh liền phanh gấp lại lâm dạ quay người lại cầm quyền trượng trực tiếp chắn trước đám goblin đang lao đến anh tung chiêu thần khí liệu pháp tay ách hàng lâm một luồng ánh sáng đỏ rực hiện lên bao quanh lây lâm dạ khi anh giơ quyền trượng lên cao đến 3 phút 59 giây nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất hệ thống hiện thông báo Thân khí liệu pháp tăng lên level 2. Họ tên Lâm Dạ, chức nghiệp mục sư, cấp độ 6, sức mạnh 10, thể chất 10, trí lực 25, tinh thần 10, tốc độ 10, thiên phú thức tỉnh nghịch chuyển càn khôn kỹ năng đơn mục tiêu thuật trị liệu, thuật lực đoạt kỹ năng hỗ trợ thuật thanh tây, thuật u cẩm kỹ năng diện rộng thân khí liệu pháp, tay ách hàng Lâm level 2. Bóng dáng của anh đứng hiên ngang trên đống xác của đám goblin đang chồng chất thành núi. Anh nói, trong vòng 5 phút đã có thể nhanh chóng vượt qua tầng thứ nhất xem ra cách kéo quái về một chỗ của tổng thứ nhất như này cũng không thành vấn đề gì ngay cả khi đầu ra không đủ cao vẫn còn 5 phút để tăng điểm đầu ra tiếp đó lâm dạ sắc khí chết chóc càn quét nơi này hệ thống liên tục báo toàn bộ quái vật tầng 2 của ngục tối goblin đã bị tiêu diệt toàn bộ quái vật tầng 3 của ngục tối goblin đã bị tiêu diệt toàn bộ quái vật tầng 4 của ngục tối goblin đã bị tiêu diệt một lúc sau khi đã đứng trước cánh cửa goblin ở tầng 5, anh lập tức được dịch chuyển tới cung điện goblin một con goblin to lớn khát máu đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế lớn nó gầm gừ thét nhân loại người dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta cùng lúc hệ thống hiện thông tin tên vua goblin cấp độ 8, sức mạnh 12, thể chất 12, hai trí lực 10, tinh thần 9, tốc độ 7, tư chất vàng kỹ năng chân địa liệt long thương bay nhào cường bạo triệu hồi quân đoàn nhìn thấy thông báo lâm dạ liếc mắt quan sát vẻ nghi ngờ anh nghĩ thầm kỳ lạ mới tiến vào đã là bí cảnh boss rồi sao không có tiểu quái nào sao bất ngờ vua goblin hét lớn chết đi nó đứng phán dậy tung chiêu, chấn địa liệt, mặt đất lập tức nứt vỡ chấn động, thông tin thêm, lãnh chúa của ngục tối goblin sở hữu sức mạnh phi thường và lực tấn công khủng khiếp, tốc độ di chuyển của nó hơi chậm, nhưng bù lại nó có cơ bắp rắn chắc, bộ giáp vàng kiên cố và cây giáo vàng có phạm vi tấn công rộng lớn. Như vậy, nó không cần phải lo lắng về điểm yếu của mình. Đứng trước chiêu thức này của vua goblin lâm dạ nghĩ thầm, mở đầu đã là kỹ năng AOE chấn địa liệt rồi sao? Tiếp đó vua goblin nhảy lên cao lao đến chỗ lâm dạ. Trước đợt tấn công tiếp này của nó, anh nhíu mày trong tư thế chuẩn bị xuất chiêu mà nghĩ tốc độ không đủ nhanh phải dễ sang bên mới được tránh điểm nó nhảy tới sau đó nằm úp sấp xuống giảm sát thương nhận vào do luồng sông khí tạo ra khi nó đáp đất nhưng nghĩ đến đây anh liền giơ quyền trượng về phía trước hét lớn đảo ngược sát thương của chấn địa liệt đảo ngược sát thường sóng khí của chân địa liệt dứt lời hệ thống báo hồi hp cộng một hồi hp cộng bốn trước đòn chiêu thức của lâm dạ vua goblin có chút khó hiểu hệ thống vừa báo HP Goblin bị giảm âm 200, thì anh tiếp tục bắn một luồng sức mạnh về phía nó. Thuật trị liệu đảo ngược thuật lược đoạt. Vua Goblin cắn chặt răng của mình tức giận. Noa gào thét một tiếng điên cuồng rồi điên cuồng bắn một chiêu về phía trước. Dòng năng lượng màu xanh bắn ra trực tiếp xuyên xu yên qua người Lâm Dạ. Lúc này anh nở nụ cười thích thú không chút sợ hãi. Hệ thống cũng báo, vua Goblin sử dụng kỹ năng long thương, đào ngược hiệu quả kỹ năng, HP của bạn được hồi phục 200 điểm, sức tấn công của bạn tạm thời tăng 40 điểm. Vua Goblin sử dụng kỹ năng bay nhào, Đào ngược hiệu ứng kỹ năng, HP của bạn hồi phục 140 điểm, đồng thời giải trừ trạng thái bị hất tung. Hành động này của anh làm vua Goblin hoang mang bất ngờ. Nó thắc mắc, thì ra kỹ năng của ta không có hiệu quả với người sao? Vậy thì, chưa kịp nói hết câu thì lâm dạ đã giật mình trợn mắt hoảng hốt. Hệ thống cảnh báo, vua Goblin đã vào trạng thái cùng bạo vua Goblin đã vào trạng thái cùng bạo. Vua Goblin cùng bạo gào thét, ta đã đoán được nhược điểm của người rồi. Hồi con dân ta, hãy nghe lệnh ta, hãy xuất hiện và tiêu diệt kẻ thù của ta đi đứng trước sức mạnh kinh khủng này của nó lâm dạ cũng phải cảm thán không hồ là boss bí cảnh cấp ác mộng quả nhiên khô đối phó anh vừa chống đỡ cơn gió rít từ sức mạnh của vua goblin vừa nghĩ nhưng bây giờ chưa phải lúc sử dụng đại chiêu bất ngờ lâm dạ trận mắt tỏ ra hoảng hốt bất ngờ vua goblin với đôi mắt đỏ sắc khí hừng hực nó điên cuồng ra lệnh tấn công trực tiếp vào con kiến này đi đừng sử dụng bất kỳ kỹ năng nào cho nó chết thật đau khổ vào vì kỹ năng không hiệu quả với ngươi nên hàng trăm đòn tấn công thường nhận lệnh của vua một đám goblin đông đúc xuất hiện đứng trước mắt lâm dạ như sắp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh vua goblin còn không quên hỏi một câu thách thức ngươi có thể chịu được không cuộc chiến nảy lửa giữa lâm dạ và đám goblin bắt đầu bọn chúng điên cuồng chém giết anh nhưng anh đã sử dụng kỹ năng của ủng tật phong quỷ bộ nhanh chóng tránh được đòn tấn công của bọn chúng né tránh 11, né tránh 12. tiếp đó mấy bon goblin dương cung chuẩn bị bắn hạ lâm dạ những mũi tên chẳng chịt bắt về phía anh hệ thống báo giá trị hp âm hai giá trị HP âm 200. Hai mũi tên cắm lên áo choàng của Lâm Dạ, nhưng anh vẫn cười nhếch miệng nghĩ thầm, kể cả có đánh chúng thì sao. Lâm Dạ quay người tung chiêu thần khí liệu pháp, HP cộng 200 HP cộng 200. Những vết thương từ mũi tên bắn chúng đã lành lại ngay tức thì. Thấy vậy vua Goblin giận dữ gầm gừ hét lên, sao lại thế không đánh chết được sao? Khốn kiếp, nhân loại đáng ghét. Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu và luồng sắc khí chết người tỏa ra từ phái Lâm Dạ làm vua Goblin thét, ánh mắt đó của người là sao? Không một chút do dự, lâm dạ dơ cây quyền trượng đầu lâu của mình ra một chiêu bắn ra thuật trị liệu đảo ngược thuật lực đoạt trực tiếp giết chết hàng loạt bọn goblin tiếp đó anh tấn công vua goblin bằng chiêu thuật trị liệu đảo ngược thuật lực đoạt kết hợp với kỹ năng của ủng tật phong quỷ bộ hp vua goblin âm hai liên tục bị lâm dạ và cho vua goblin cây cú quát lớn ra lệnh lại ôm đầu bỏ chạy con người xảo quyệt không có tinh thần chiến đấu còn không mau dừng lại cùng ta đường đường chính chính công bằng quyết đầu một trận đi dù nói vậy nhưng anh vẫn cười đáp đây là tinh thần dũng sĩ của người sao rồi anh quyết định, nhưng quả nhiên cũng nên quay lại chính diện quyết đấu một trận, nghĩ đến đến đây anh phanh gấp, hai tay giữ chặt cây trượng. Lâm Dạ Tung chiêu thần khí pháp đảo ngược tay ách giáng lâm. Trước sức tấn công mạnh mẽ của anh, đám góp goblin hoảng hốt sợ hãi gào lên, không thể nào, đây, đây là sức mạnh của ma thần ta, sao lại xuất hiện trên thân xác thấp hèn của lũ con người các ngươi. Lâm Dạ đứng trên cây quyền trượng mà nói, lần này kết thúc hẳn là, sức mạnh của anh làm long trời lở đất một cột năng lượng màu đỏ từ quyền trượng cứ thế xuyên qua nóc tòa lâu đài chiếu thẳng lên trời làm mây đen mịt mù cuộn xoáy thành vòng từ trên bầu trời đen tối ấy một trận sấm sét đỏ đánh thẳng xuống toàn bộ tòa lâu đài làm cả đám goblin bên trong dính đòn tê liệt liên tục đau đớn gào thét khi này hệ thống cũng hiện lên nhắc nhở bạn đã tiêu diệt toàn bộ quân đoàn goblin nhận được một điểm kinh nghiệm nhắc nhở số hp của vua goblin đã giảm mạnh chỉ còn lại một tiến vào trạng thái cận tử toàn bộ thuộc tính giảm mạnh dục vọng tận cùng cũng giảm đáng kể sau đòn tấn công ấy chỉ có vua goblin là đang cố gắng gượng nó loạn choảng riêng gì mạng ta tận rồi mạng ta tận rồi thấy vậy lâm dạ không một phút do dự nào cả mà tiếp tục tấn công anh dùng chiêu thuật trị liệu đảo ngược thuật lực đoạt đánh vào vua goblin lần này hệ thống báo bạn đã tiêu diệt vua goblin nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm cấp độ tăng lên cấp 7, hoàn thành phó bản ngục tối goblin cấp ác mộng bắt đầu tổng kết phần thường đã hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn điểm đánh giá cấp sss nhận được hiệu ứng đặc biệt từ sự chú ý của nữ thần may mắn Dương bầu vượt ải sẽ thăng cấp từ dương báu cấp vàng thành dương bầu cấp bạch kim. Hai bóng ảnh cô gái hiện ra cùng hai chiếc dương xuất hiện. Lâm Dạ giơ tay về phía dương kho báu nói: "Đúng là cá chép hóa rồng, kỹ năng ban phước của Bạch Chỉ mạnh thật đấy. Trực tiếp nâng cấp dương cấp vàng lên cấp bạch kim, thời gian còn lại cũng vẫn còn khá nhiều, còn thừa 20 tiếng, đủ để mình dọn phó bản thêm một lần nữa." Sau đó hệ thống đặt ra câu hỏi: "Có muốn mở dương bầu không có không?" Lâm Dạ tay nhấn vào nút có và ra lệnh mở. Từng vật thưởng được hiện ra đầu tiên là nhận được kỹ năng cấp bạch kim thánh quang nhận được đạo cụ bình hỏa diệm, nhận được điểm thuộc tính tự do 10 15 nhận được trang bị cấp bạch kim đã lấp lánh nhận được kỹ năng cấp bạch kim những vì tinh tử thần diệu nhận được trang bị cấp vàng cung bão cát sách kỹ năng thánh quang phẩm chất cấp bạch kim yêu cầu pháp sư hệ thánh quang mục sư hiệu ứng ban đầu tiêu hao một lượng pháp lực nhất định tạo thành sát thương ma pháp đính kèm hiệu ứng thần thánh đặc biệt có hiệu quả khắc chế các sinh vật hệ vong linh và hệ ác ma bình hòa diễm đạo cụ cấp vàng ném vào kẻ địch gây 300 điểm sát thương tiếp đó tên trang bị đã lấp lánh phẩm chất cấp bạch kim loại trang bị giang mang theo trước khi được rèn cấp một không thể tiến hành rèn yêu cầu không có hiệu quả trang bị sau khi trang bị tăng toàn thuộc tính lên 20 điểm có kỹ năng chủ động là lấp lánh lấp lánh cứ mỗi 5 phút sẽ nạp đầy một lần ma lực nhiều nhất có thể tích lũy nạp 3 lần sau khi sử dụng tiêu hao y lần nạp mã lực thì có thể di chuyển tức thời tới hướng chỉ định trong cự ly 10 mét sau đó là sách kỹ năng những vì tinh tử thần diệu phẩm chất cấp bạch kim yêu cầu chức nghiệp mục sư cấp độ bản thân phải trên level 5 Trí lực đạt tới 20, hiệu quả ban đầu tiêu hao một lượng ma lực nhất định, triệu hồi những vì tinh tú chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi 20m xung quanh toàn bộ đồng đội, lập tức hồi 300 điểm HP cho đồng đội, đồng thời gắn hiệu ứng miền thương kéo dài 5 giây, miền thương giảm 10% sát thương nhận vào. Cuối cùng là cung bão cát cấp vàng, lúc bắn mũi tên có tỷ lệ triệu hồi bão cát tạo thành một lần sát thương ma pháp nguyên tổ thổ thêm cho kẻ địch. Vũ khí chuyên biệt cho chức nghiệp hệ cung thủ. Nhận được hết tất cả những vật phẩm bên trong dương kho báu, Lâm Dạ cười nghĩ thầm, hai sách kỹ năng cấp bạch kim một trang bị cấp bạch kim thánh quang còn có thuộc tính khắc chế một số các loại đặc biệt tạm không đề cập tới đã lấp lạnh lại có kỹ năng dịch chuyển hiếm có cùng với điểm thuộc tính cộng thêm hơn nữa những vị tinh tú thần diệu không chỉ có hiệu ứng hồi máu trên diện rộng còn có thể đồng thời giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu quả miền thương vậy thì sau khi sử dụng thiên phủ nghịch chuyển cân không thì có nghĩa là sẽ là một kỹ năng sát thương trên diện rộng hơn khả năng bộc phát sát thương trong nháy mắt mạnh hơn còn có thể giảm thiểu thậm chí là hiệu quả miền thương còn khiến sát thương kẻ định nhận phải tăng thêm cho dù quái vật có da dày thịt thô dày cô nào đều có thể nhanh chóng chết hết. Kỹ năng quần thể cấp chiến lược mới xuất hiện rồi. Học kỹ năng những vì tinh tú thần diệu trước đã, còn về thánh quang có thể không nổi bật lắm, nếu không bắn được thì có thể học sau vậy. Dù sao kỹ năng cũng không nhiều. Nghĩ đến đây hệ thống hiện câu hỏi, chắc chắn sử dụng 15 điểm thuộc tính tự do cộng vào điểm trí lực chứ? Lâm Dạ bấm vào nút cỏ trên màn hình rồi nghĩ thầm. Điểm thuộc tính tự do 15 điểm, cộng hết vào trí lực, lập tức hệ thống báo, đã học kỹ năng những vì tinh tú thần diệu, đã trang bị đã lấp lánh, toàn bộ điểm thuộc tính tăng 20 điểm. Một lúc sau anh bước chân ra khỏi cánh cửa không gian Lâm Dạ bước ra khí chất người người anh cho rằng lần cập nhật này lại là một bước nhảy vọt về chất lượng hệ thống hiện thông tin họ tên Lâm Dạ chức nghiệp mục sư cấp độ 7 sức mạnh 10 cộng 20 thể chất 10 cộng 20 trí lực 42 cộng 20 tinh thần 10 cộng 20 tốc độ 10 cộng 20 cộng 20 trang bị kích hoạt ứng Tất phong đã lấp lánh nhân Ngọc Bảo thiên phủ thức tỉnh nghịch chuyển càn khôn kỹ năng đơn thể thuật trị liệu thuật lược Đạo kỹ năng hỗ trợ thuật thanh tẩy thuật u cấm, kỹ năng diện rộng thần khí liệu pháp tay ách dáng lâm level 2, những vì tinh tú thần diệu chưa sử dụng. Bỗng có một tiếng nói cất lên, bị bắt quả tang nha, Lâm Dạ liếc mắt nhìn. Tô Mộc Mộc xuất hiện, biểu cảm giận dỗi, nhìn thấy cô Lâm Dejia liền cười hỏi, trùng hợp thật đấy cũng cũng tới phó bản sao, nhưng cô quát rằng, Lâm Dạ còn giả vờ giả vịt cái gì hả? Cuối cùng cô đành thở dài một hơi, rồi tiến lại gần đứng trước mặt anh hỏi, thế ngục tối goblin cấp ác mộng, cậu vượt qua rồi sao? Lâm Dạ giơ ba ngón tay lên vui vẻ đáp, "Đúng ra." Tô Mộc Mộc tiếp lời, "Hư, mình biết rồi, mình cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng, cũng muốn thử phó bản này." Nghe thấy vậy Lâm Dạ đùa bảo, "A à, hóa ra là vậy thế mời ngài tới bên này à." Nhưng cô im lặng biểu cảm có chút lo lắng không đáp. Trong khi hai người đang đứng trước cánh cổng không gian to lớn, thì đằng sau bụi cây xa xa có một chiếc xe ô tô xuất hiện, có tiếng nói nhỏ cất lên, chạy tới mấy điểm truyền tống cuối cùng cũng bắt được. Nhìn thấy Lâm Dạ đang cười đùa nói chuyện với Tô Mộc Mộc, người đang theo dõi bọn họ mới bảo thấy chưa chính là cái tên khốn từ đầu tới chân đều hiển hiện cái chữ muốn ăn đấm đấy trên chiếc xe đó hoàng thiếu phong khoác vai một bóng người đen ngồi bên cạnh hoàng thiếu phong cầm ống nhòm cười thích thú ra lệnh xử lý hắn cho ta nhưng không thấy câu trả lời làm hắn đen mặt nhíu mày hoàng thiếu phong tức giận đập vào đầu người bên cạnh gào lên này tao đang nói mày đây ngủ à nhưng lúc này người kia đang ôm mặt run rẩy biểu cảm sợ hãi lắp bắp nói không được cái người này quá quá đáng sợ bổn 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 xoáy không làm nổi đâu à biểu hiện này của anh ta làm hoàng thiếu phong chán chết chê bai chẹp biết ngay cái đám học sinh phế vật các người cũng chẳng nhiều và được gì đâu mà rồi hắn cười nham hiểm nói một câu may mắn là ta đã chuẩn bị sẵn buổi tối trong căn phòng chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính nhập nhòe cùng người đang ngồi một bài đăng trên diễn đàn mới đăng lên với tiêu đề công lực cấp 5 ngục tối góp linh cấp ác mộng không lừa dối bán thánh quang cung bão cát công lực cấp 5 ngục tối góp linh cấp ác mộng yêu cầu mở khóa tám nghìn liên minh tệ lúc này lâm dạ đang nhíu mày nghiêm túc theo dõi những bình luận bên dưới đại lão lại lên rồi sao một mình đánh cấp ác mộng sao lại còn đảm bảo được cấp as tôi không nhìn nhầm đấy chứ biết rồi biết rồi đại lại lại được cấp sss chứ gì đại lão có thể đem theo tôi đi cùng vào lần sau không chưa từng đánh qua cấp ác mộng bao giờ bé rất muốn điểm thuộc tính tự do em lùm em lùm giờ phương thức công lực tụ quái lại một chỗ của ải một cũng phải mất đến 7 phút mấy người xem thời gian qua ải của đại lão kìa là 4 phút rưỡi thôi không nói nữa tôi đi thử liền đây cái kỹ năng điều chỉnh phạm vi thù hận của goblin này chuẩn xác tới mức nào thế lại còn phải tận dụng tối đa thời gian hồi chiêu của kỹ năng để tối đa hóa sát thương. Nếu không tụ tập quái lại mà không thể tiêu diệt được thì thật sự rất uổng phí. Sời ơi nói là cấp ác mộng chứ vị này mới là ác mộng của đầm goblin đấy ha. Còn có paparazzi đã bình luận gắn những bức ảnh có mặt Lâm Dạ và Tô Mộc Mộc cùng dòng chữ: Admin là Lâm Dạ, học sinh của học viên chức nghiệp giả, là thí sinh mạnh nhất trong kỳ thi năm nay, được đồn đại là người đã bán đại kiếm thợ săn và là người duy nhất một mình dọn phó bản với cấp SSS. Dù vậy nhưng mọi người vẫn ồn ào bàn tán trên mạng rằng, tin pha ke hả? Chỉ có ba tấm này thì chứng minh được cái gì chứ? Phó bản tân thủ thì thôi, nhưng hang động thạch quật và ngục tối góp linh cấp ác mộng mà nói là để cho một học sinh có thể một mình dọn phó bản sao cười chết mất. Paparazzi kiểu này là không ồn lắm. Sau khi Lâm Dạ thức tỉnh Thiên Phú Lâm Dạ vẫn rất thần bí, Thiên Phú thì không ai biết, còn chọn chức nghiệp mục sư, vì thế nên tôi nhớ rất rõ cậu ấy. Thứ duy nhất có thể chứng minh là cậu ta thực sự bán dao gam bóng tối, còn về số liệu tính toán kinh khủng của đại thần thì kiến thức lý luận chắc chắn phải được điểm tối đa nhưng thành tích của lâm dạ thực ra lại rất bình thường tán thành với chứng minh thư trên nhìn qua thì có vẻ như chỉ là một học sinh bình thường đừng so sánh khập khiễng với những chức nghiệp giả cao cấp nhớ được phạm vi nhận thức của quái vật kết hợp với địa hình bí cảnh sau đó thông qua tính toán chính xác mới có thể xác định được phạm vi thù hận thực sự nhỉ hơn nữa lâm dạ là mục sư vậy thì admin chắc chắn không thể là lâm dạ một mục sư lại không cần kỹ năng thanh tấy như thánh quang sao lúc này về phía lâm dạ hệ thống liên tục thông báo đã nhận tám nghìn liên minh tệ đã nhận tám nghìn liên minh tệ bạn đã nhận được yêu cầu mua thánh quang mức giá 100 trăm liên minh tệ có muốn xem xét không bạn đã nhận được yêu cầu mua cung bão cát mức giá 150 trăm liên minh tệ có muốn xem xét không cứ thế lâm dạ lạnh lùng lướt điện thoại mà bán hệ thống hiện kính gửi khách hàng sở hữu thẻ vàng của ngân hàng tài phủ liên minh ngài đã có 500 trăm liên minh tệ nâng tổng số dư lên một triệu năm liên minh tệ đọc đến đây anh mới đắn đo suy nghĩ rằng năm trăm quả thực tốt hơn so với tưởng tượng của mình có thể đây là các quả ải mà không phải chịu sát thương ngoại trừ ải boss ra nhỉ như ngoài mình ra cũng chưa ai có thể làm được chuyện này công lực làm ra cũng chẳng ai dám mua nhưng không sao phó bản cấp ác mộng vẫn là một bước đột phá chất lượng đối với trang bị và dữ liệu của bản thân mình kiếm tiền cũng chỉ là thứ yếu hệ thống báo bóc hiệu quả cá chép thời gian còn lại 15 tiếng thấy thế lâm giả quyết định hiệu quả cá chép chỉ còn duy trì trong 15 tiếng nữa thôi có thể nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần và sau đó tiếp tục chiến đấu ở phó bản tiếp theo Nghĩ đến đây anh liền rời khỏi ghế ngồi. Lâm Dạ vươn vai đứng lên, anh cười bảo, "Vậy thì chạy bộ đi, dùng cách rèn luyện để nghỉ ngơi, tiện thể tăng cường thể chất lên một chút." Cứ thế trong đêm tối, trăng lên cao chiếu sáng, trên đường vẫn còn người đi lại. Lâm Dạ một mình chạy ven theo bờ sông tập thể dục. Bất ngờ có tiếng động cơ xe ô tô kêu lên. Ánh đèn ô tô chiếu vào phía sau lưng Lâm Dạ làm anh chú ý đến mà khẽ quay đầu. Chiếc xe ấy liền lao vút đến dừng ngay bên cạnh Lâm Dạ. Trên chiếc xe kia Hoàng Thiếu Phong đang đi cùng một tên khác, hắn ta cười khinh bảo, vô, trùng hợp thật đấy nhì lâm dạ, lên xe đi, tôi đưa cậu tới một nơi. nhưng lâm dạ lại không đáp mà thắc mắc. hoàng thiếu phong, triệu khải hàng không nói rõ ràng với anh là đừng tới chơi chọc tôi sao? không thích gặp rắc rối, nhưng không có nghĩa là tôi sợ rắc rối đâu đấy. dứt lời hoàng thiếu phong xuống xe hắn quát lớn, mẹ nó đừng có nhắc tới cái tên của tên khốn phản bội đầy nữa, bớt nói nhảm đi. hoàng thiếu muốn quyết đấu với người, nếu người không đồng ý, ha ha, cả nhà các người đều đừng nghĩ tới bình an nghe đến đây đồng tử lâm dạ bất ngờ căng cứng lại anh đen mặt trợn mắt lên anh cười nham hiểm nghĩ thầm đã tìm tới địa chỉ nhà mình rồi sao vừa nghĩ anh vừa đáp được anh chỉ một ngón tay vào tên đi bên cạnh hoàng thiếu phong mà nói nhưng ta hy vọng người ra dáng quân từ chút đừng có mà đánh thua sau lẫn ra khóc gọi người khác ra cứu đấy lời này làm người đi theo hắn ta hoang mang cười trừ còn hoàng thiếu phong thì gào lên mẹ nó mày đừng có mà ngậm máu phun người hắn kéo cổ áo tên đi theo mình rồi chỉ vào chiếc áo giáp lấp lánh bên trong người mà thét vào mặt anh ta chút nữa chúng mày đừng có hỏng ra tay tạo muốn đầu tay đôi với hắn người khi lo lắng đáp hoàng thiếu ngộ nhờ ngày không đánh nổi chưa kịp nói hết câu hắn ta gào mồm lên rằng hạ bộ đồ trên người tao là thứ mà thằng chết bầm kia cố gắng cả đời cũng không kiếm được làm sao tao có thể thua được mày cút đi cho tao nghe chưa quan sát cuộc nói chuyện của hai người kia lâm dạ mới nhíu mày nhận ra ồ hóa ra không hai mươi chỉ tìm hỗ trợ lúc này hoàng thiếu phong vẫn đang thì thầm với tên kia rằng dựa theo kế hoạch ban đầu làm anh ta lo lắng nhưng vẫn đáp rõ hoàng thiếu không nhẫn nại thêm nữa lâm dạ cứ thế yêu vị trên xe của hắn ta rồi anh thúc giục nhanh lên có bao nhiêu người thì cùng lên hết cũng chẳng sao ta bận lắm không muốn lãng phí thời gian đâu hành động này của anh làm cho cả hai tên kia đều tức giận hắn ta cau mày nói nhỏ mày cứ đợi đấy chút nữa mày hối hận không kịp đâu hoàng thiếu phong hét lớn tao sẽ bắt mày bỏ như chó lâm dạ không đáp nhưng ánh mắt đỏ đầy sắc khí của anh cùng suy nghĩ còn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết một lúc sau đêm càng về khuya phía trong rừng núi hoang vu trăng sáng lên cao chiếc xe của hoàng thiếu phong lao nhanh giữa rừng đi được một đoạn hắn ta liền dừng xe lại giữa một bãi đất trống trước mặt bọn họ là một đám người mang theo rất nhiều vũ khí từ trong rừng cây khi nhìn thấy hoàng thiếu phong xuống xe bọn họ liền cất tiếng kêu lão đại hoàng thiếu nhìn thấy bọn họ lâm De Gia từ trong xe cũng từ từ bước ra anh cười hỏi nhiều người đến thế sao nhanh lên solo hay hội đồng nào hoàng thiếu phong nở nụ cười nham hiểm đáp solo rồi hắn ta từ từ quay đầu cười xảo quyệt nói tiếp tất cả bọn tao solo với một mình mày Rút lời trên tay hắn hiện lên phong ảnh kiếm cấp kim cương dù nói vậy nhưng anh vẫn không một chút sợ hãi mà nói ta thấy cũng không có gì khác biệt đâu lời này của anh làm hoàng thiếu phong tức điên hắn ta nghiến răng chửi thằng danh chết đi cho tao dứt lời đám người kia đồng loạt lao lên lâm dạ cũng từ từ triệu hồi quyền trượng trước đòn tấn công của một đám người kia nhưng lâm dạ vẫn có thể tránh được trong chớp mắt điều này làm tên đi cùng hoàng thiếu phong hoang mang nghĩ thầm giá trị tốc độ cao quá lâm dạ nhảy mấy bước chạy đi một tên tun chĩa chém đột kích chạm cú chém áp sát ý định chặn đường chạy của anh thấy thế lâm dạ nhíu mày nghĩ thầm nhiều người thì mạnh hơn sao xem ra vẫn phải dùng thiên phú đảo ngược rồi nhỉ nhìn thấy cú chém làm chấn động mặt đất tên đó cười lớn khoái chí nói thằng nhóc hôi sữa mày cũng chỉ tới thể thôi nhưng trong màn khói bụi ấy chiếc quyền trượng đầu lâu của lâm dạ từ từ hiện ra tên đó bất ngờ khựng lại hắn ta đau đớn ôm bụng khuỵu xuống nôn ra một ngụm máu toàn thân run rẩy hắn ta vừa lấy tay quẹt đi vết máu trên miệng vừa cau mày nghĩ thầm cái gì đây là chiêu thức gì vậy rõ ràng chưa hề kích hoạt tấn công mà năng lực thật quý dị đánh tan phòng ngự của trang bị cấp vàng trong khi hắn ta đang hoang mang thì hóa ra lâm dạ đã tung chiêu thuật trị liệu đảo ngược thuật được đoạt quay về phía tên bị thương kia đàn em hắn ta chạy lại lo lắng đại ca đại ca ngài sao không hắn gắng gượng đứng dậy mạnh miệng đáp lão tử còn khỏe chán kệ mẹ chiêu thức của thằng danh này đi mấy đứa xung quanh cũng hoang mang nói cũng chỉ là mục sư thôi mập chúng ta đông anh em đã thế toàn thân đều là trang bị vàng nữa cùng nhau đánh bay hắn đi rõ đại ca nói đúng đấy lập tức đám người bọn chúng bao vây lấy lâm dạ rồi cùng lúc xông lên điên cuồng tấn công thiệm cương thiết quyền phi kích liệt diễm hỏa pháo thiên diệp trọng hòa. dù vậy nhưng lâm dạ vẫn bình tĩnh cười nhếch miệng một cái đôi mắt anh lóe lên sát khi anh tung chiêu những vì tinh tú thần diệu đảo ngược lâm dạ người kia lập tức hoảng hốt gào lên đây là đây là rất nhiều sợi dây xích lớn xuất hiện đó là chiêu đọa thiên địa ngục. Đám người kia đồng loạt bị sợi xích chói cổ đau đớn như chết đi sống lại. Bọn chúng ai nấy đều dãy dụa không thôi. Cứ thể tất cả bọn họ nằm bẹp dí dưới đất toàn thân tê dại. Tên đại ca kia vẫn cố gắng gượng mà dê gì, không thể nào, chúng ta cứ như thế mà bị giết trong chớp mắt thế sao? Bỗng một tiếng nói cất lên, "Hai, đúng là dựa vào tiền vẫn hơn là dựa vào người khác." Lâm giả quay đầu. Hoàng Thiếu Phong với bộ áo giáp lấp lánh trên người mình lộ ra sau khi hắn ta cởi lớp áo bên ngoài ra, hắn tự tin khoe khoang, đây chính là tác phẩm được tao mua tại buổi đấu giá của Sotheby. Bộ trang bị không giới hạn cấp độ, cấp kim cương, với cái giá lên tới hàng chục triệu. Thông tin thêm, bộ trang bị cấp kim cương thuộc tính linh hoạt không giới hạn cấp độ, toàn thuộc tính tăng cộng 100. Tên đại ca kia nhìn thấy bộ áo giáp thì trợn to mắt lên lắp bắp bảo, so so thơ bài đó là hội trường đấu giá đỉnh cao nhất cả hoa hạ này. Chỉ là vé vào cửa thôi giá trị đã phải trên trăm triệu rồi, tài lực như thế này không hổ là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Hoàng Thị. Bộ trang bị đấy không cần nghĩ khẳng định cùng là bảo vật quý hiếm trên thế giới có cấp độ truyền thuyết. Hoàng Thiếu Phong cười tự tin khiêu chiến, Lâm Dạ lần này, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống dưới chân tao. Ở thời điểm hiện tại chỉ có Lâm Dạ và Hoàng Thiếu Phong đang đứng đối đầu nhau giữa đám người đã ngã gục dưới đất. Hắn ta khiêu khích bảo, sao nào sợ rồi hả? Hắn ta từng bước lướt qua mấy người nằm dưới đất. Hoàng Thiếu Phong cười đắc ý khinh thường nói, giờ cầu xin tha thứ còn kịp đấy. Nhưng ngược lại với những gì mà hắn trông chờ Lâm Dạ dứt khoát lắc đầu anh chỉ thẳng cây quyền trượng của mình về phía trước đáp trả dáng vẻ vàng ngọc bên trong rỗng tuyết trang bị của người có mạnh hơn nữa thì cũng không giấu nối thứ yếu đuối trong tim người được đâu ngươi không thắng nổi đâu dứt lời hoàng thiếu phong căm phẫn hắn ta nghiến răng gầm gừ vậy thì ngươi đi chết đi dứt lời hắn ta cầm kiếm lao về phía anh cùng chiêu phong ảnh soát ngay lập tức lâm dạ đã sử dụng tốc biến nhảy lên với tốc độ cực nhanh tránh đòn tấn công của hoàng thiếu phong trước phản ứng này của anh hắn ta cay cú nghĩ thầm cái gì trong khi hai người bọn họ đang người tấn công người tránh né ở trên không thì ở một phía khác một người đang quan sát trận đấu liền giật mình suy nghĩ không không đúng không biết hắn đã tung ra chiêu thức gì mà lại có thể hạ gục hết các anh em có trang bị vàng sao sát thương của tên này lại có thể cao như thế được hắn rốt cuộc làm kiểu gì vậy càng quỷ dị hơn trong một phút chốc mình còn có cảm giác thằng nhóc này không còn là con người nữa rồi giống cái thứ đã xuất hiện trong ma chiều vào lúc đó quay về trận đấu giữa lâm dạ và hoàng thiếu phong hắn ta hoang mang gào lên không thể nào chẳng lẽ người cộng hết điểm thuộc tính và tốc độ sao? tao đây rõ ràng là đã được gia tăng thuộc tính từ bộ đồ kết xù này rồi cơ mà. rồi hắn ta điên cuồng lao lên tung chiêu, phong ảnh chảm cùng tiếng quát lớn. chỉ cần đánh trúng người, thì người chắc chắn sẽ chết. đường kiếm tung ra của hắn đã được lâm dạ né một cách dễ dàng. anh còn cười mà khiêu khích hắn rằng, thì thuộc tính cơ bản của người thấp quá đấy, nên mới đánh thế nào cũng chẳng trúng. ánh mắt anh lóe lên ánh đỏ. lâm dạ cười bảo, tới lượt ta rồi nhỉ? đầu tiên là tìm xem điểm yếu của người dứt lời anh tung chiêu thuật trị liệu đảo ngược thuật lực đoạt về phía trước hệ thống đồng thời báo đã gây ra một nghìn điểm sát thương gây tổn hại áo giáp của mục tiêu không bảy mất hiệu lực tăng toàn bộ thuộc tính của trang bị cấp kim cương khi này hoàng thiếu phong liên tục sờ vào bộ áo giáp kim cương bị sứt mẻ của hắn biểu cảm hoảng hốt gào lên khó tin trang bị cấp kim cương của tao đến lúc này hắn ta càng trở nên phẫn nộ sức mạnh bất ngờ tăng lên hắn ta điên cuồng tung chiêu đột tiến chảm tam thức chảm hoành tảo thiên quân tuy nhiên dù tung bất kỳ chiêu gì thì lâm dạ cũng dễ dàng tránh được anh nhanh chóng nhảy vọt lên trên cao ra khỏi rừng cây điều này khiến đám người đã đánh với anh trước đó liền hoảng hốt giật mình trong khi đó hoàng thiếu phong đang thở hùng hục chiếc áo giáp trên người hắn đã vỡ nát còn cả người hắn thì run rẩy tay ôm bụng cố gắng chỉ kiếm về phía trước thuề thảo nói đứng lại cho tao bất ngờ hắn trợn mắt lên hoàng thiếu phong ôm bụng liên tục lăn tới lăn lui quằn quại hét lớn a đau quá đau đau mày lại dùng chiêu thức quái gì lên tao sao cùng lúc thanh máu của hắn liên tục sụt giảm 500 trừ 500 trừ 500. Bỗng một luồng ánh sáng xanh êm dịu xuất hiện cùng tiếng đáp. Đúng. Lâm Dạ đang đứng trước mặt Hoàng Thiếu Phong để chuyển nguồn sức mạnh xanh ấy vào cơ thể hắn HP cộng 1340. Anh nói, loại vô dụng không có kỹ năng chiến đấu như ngươi, thì cú đánh thường của ta cũng đủ để xuyên thủng phòng thủ của ngươi rồi. Rồi anh bình tĩnh ngồi xuống đất trước sự ngạc nhiên của đám người kia. Anh đàm phán rằng, bây giờ đầu hàng luôn cũng được, ký cái hiệp nghị đi. Nói, tôi, Hoàng Thiếu Phong xin tự nguyện tặng bộ trang bị kim cương cho bạn học lâm dạ để thể hiện lời xin lỗi chân thành và cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm hành vi sai trái trước đây sao nào dứt lời hoàng thiếu phong vẫn hống hách lên giọng chửi bới con mẹ mày nằm mơ hả đừng có mà mơ tưởng lúc này chiếc áo giáp của hắn ta bất ngờ phát nổ thấy thể lâm dạ thốt lên ô oh, cd kỹ năng ta hồi rồi đấy trang bị phòng thủ giá trên trời của người coi như đi tong vẫn không phục hắn ta nắm chặt thanh kiếm trong tay tức giận gào lớn thằng chó còn dám đe dọa tao à ăn một chiêu của tao đi hắn ta tung chiêu mã lưu tinh bạo rất nhiều tảng băng sắc nhọn xuất hiện lao về phía lâm dạ những phiến băng bắn vào tạo ra một vụ nổ lớn khói bụi mù mịt đến khi này hoàng thiếu phong mới nu ô nụ cười thỏa mãn mà cất tiếng chế nhạo phế vật may còn sống chứ dứt lời những ngón tay cùng các khớp tay của hắn bất ngờ bị vặn vẹo bẻ gãy đau đớn vô cùng về phía lâm dạ anh vẫn hiên ngang bước ra từ trong đám ngói bụi cùng sức mạnh của mình lâm dạ cười bàn tay đang thi triển thuật trị liệu hp cộng mười ba bốn trăm linh tám hệ thống báo xương cốt đang hồi phục cùng lúc bàn tay ngón tay của hoàng thiếu phong cũng từ từ trở lại nguyên trạng hắn ta nhìn cánh ta của mình rồi nghiến răng chửi bới con mẹ nó kinh tởm thật đây a à? mày mày mà động vào tao là bố tao sẽ không tha cho mày đâu nhưng lâm dạ chỉ nhíu mày ánh mắt sát khí mà cảnh cáo một câu tao ghét nhất là có người dám đe dọa tao đây tiếp tục thuận trị liệu đảo ngược thuật lực đoạt lại được thi triển trên người hoàng thiếu phong lâm dạ cười thích thú bảo đừng lo máu vẫn còn đây mà chúng ta tiếp tục đi rồi một cột sức mạnh màu đỏ bắn thẳng xuống mặt đất thấy vậy tên đi cùng hoàng thiếu phong há hốc mồm giật mình hoảng hốt về phía hắn ta sau khi bị đánh cho tàn tạ bầm dập thì lâm dạ lại hồi máu cho hắn anh nắm chặt tay lại làm hoàng thiếu phong như bị bóp nghẹt trước hành động này của anh mấy người đồng bọn của hoàng thiếu phong liền sợ hãi nói hội tra tấn đây là đang tra tấn a lão đại người chúng ta động vào là mục sư thật sao một lúc sau lâm dạ di chuyển quyền trượng chiêu tay ách dáng lâm trực tiếp giáng xuống thấy hoàng thiếu phong liên tục bị đánh tên đi cùng hắn ta hoảng hốt sợ hãi ôm đầu lắp bắp tiểu hoàng tông không chết thật đâu chứ tất cả cảnh tượng này đã được một chiếc máy quay được giấu đằng sau bụi cây quay lại hết tất cả những gì được quay lại đã được phát tán trên mạng rất nhiều người vào bình luận thắc mắc rằng cái gì thế thợ săn ảnh hôm nay có đùa gì thế vãi trưởng chuyện gì vậy đây không phải thiếu gia nhà giàu nổi tiếng hoàng thiếu phong sao người đứng đối diện là ai nhiều xã hội đen thế muốn giết người diệt khẩu cảnh tên đi cùng hoàng thiếu phong bị đánh cho hộc máu đã làm mọi người thắc mắc rằng đây là kỹ năng gì thế khi này số người xem đã tăng lên con số năm nghìn có người bình luận pháp sư mạnh quá hoàng thiếu phong lấy can đảm ở đâu đấy còn cảnh hoàng thiếu phong hống hách đứng trước mặt lâm dạ chửi bới thèm thùng khâu chó nghèo cũng được quay lại làm cho người xem phẫn nộ mà liên tục chửi bới mẹ ơi hoàng thiếu phong nói chuyện khó nghe quá không ngờ anh ta vô giáo dục thể chẳng trách đắc ý vậy ra là có chiêu sau bộ trang bị này phải mất bao nhiêu tiền chứ tôi ghét người giàu. Ngày càng có nhiều người xem hơn đã lên tới 123.358 bới tin tức. Nóng, thiếu gia kiêu căng cậy thế hiếp người gặp thanh niên cứng. Đại lão thao tác mạnh mẽ ngược ra mã. Chứng kiến trận đánh nhau giữa lâm dạ và hoàng thiếu phong mọi người đều lao vào chửi bới không ngừng. Tiên thật sự có thể làm tất cả sao. Tôi không nhìn nhầm chứ đây là mục sư anh ta có thể vừa hồi máu vừa tấn công. Mục sư này có thiên phú gì thế có thể trực tiếp xé tan trang bị kim cương không giới hạn cấp của chiến sĩ. Huyết thư, tìm ra đại thần, tôi muốn bài sư còn có người bình luận về lâm dạ rằng cậu ta trông giống bạn học tôi quá cậu ở học viện chức nghiệp giả giang thành hà chúng ta rất có thể đang cùng nhắc đến một người mấy ngày trước tôi nghe nói họ có mâu thuẫn có vẻ hoàng thiếu phong muốn bắt chuyện với tô nữ thần nhưng không thành thế là rất nhiều người tràn vào bàn luận a à, tôi nhớ người đó là một mục sư điều này quan trọng không tên này trước tiên bị người truyền đơn quét phó bản hai hôm trước lại không đâu khiến hoàng thiếu phong ngạnh cục tức không phải vừa đúng lúc thành một câu chuyện sao nhất định cậu ta đã thức tỉnh thiên phú đỉnh cao gì đó tin tức càng ngày càng lôi kéo mọi người theo dõi Họ bình luận, trước kia không phải có người tung tin IP đăng nhập của đại thần bản trang bị và công lực cấp SSS hiển thị ở giang thành sao? Đúng đúng, đại thần này tuy rằng đại thần này đã tạo nên kỷ lục phó bản, nhưng cấp phó bản không phải cấp chức nghiệp quy mô. Hơn nữa, giao dịch của cậu ta cũng từng bị chụp lại, học sinh trường các cậu chắc cũng nhận ra cậu ta chứ. Khi này thấy tin tức về Lâm Dạ ngày càng bùng nổ, Bạch Chỉ với IP anh đây không phải hài bảo, cô lo lắng liên tục gõ chữ. Không phải Lâm Dạ đâu, tôi từng mua trang bị của đại lão rồi, anh ấy rất khiêm tốn mọi người đừng buôn dừa nữa nhưng dù cô nói vậy thì mọi người vẫn khăng khăng khẳng định rằng lâu trên dấu đầu hở đuôi quá đây là tin thật rồi bạch chỉ trốn trong chân ở nhà một mình lo lắng nghĩ thầm sao đây quả này đại lão không giấu được nữa rồi chắc chắn có rất nhiều bạc người giỏi hơn muốn làm đồng đội của đại lão như mình có phải mình không còn cơ hội ôm đùi nữa hiện giờ còn có cả fan đường lâm dạ group 8 được lập ra trong đó mọi người bàn tán rằng đại lão lâm dạ vô địch hồi máu được gây sát thương được tanh được còn hồi mana lôi kéo vừa support vừa chủ lực, gánh ba vị trí thần giáng lâm. Mục sư là đánh rơi hết máu của chiến sĩ là sao nghĩa là phân biệt chức nghiệp sắp kết thúc. Mục sư sẽ không còn là sự tồn tại dưới đáy nữa. Sao tử vi của thời đại mới đã được sinh ra. Chức nghiệp giả cách tân hãy làm lâm dạ giáo phá vỡ rào chắn tài nguyên phá vỡ hạn chế thiên phủ. Bên cạnh đó hình ảnh của Hoàng Thiếu Phong cũng bị bế lên cùng những lời chửi rủa không ngừng. Loại người như Hoàng Thiếu Phong thật sự ghê tởm trước mặt con gái thì giả vờ. Thật ra chỉ biết dựa vào ông cha còn gọi người đến hội đồng bạn học bắt hết lại phạt công từ tập đoàn hoàng thị xem thường người bình thường như chúng ta kết quả gặp phải thanh niên cứng sụ đó rồi nhìn về hồng hách kìa thật ra chỉ là thứ vô dụng dựa vào tiền không chỉ là tiền ba cậu ta hoàng thiên tê là cán bộ cấp cao của liên minh chức nghiệp giả sau này kiểu gì cũng dựa vào bố để vào liên minh liên minh chức nghiệp giả có thể để thứ cặn bã như thế vào sao bố nào con ấy? rớt ghế cho tôi trước tình hình căng thẳng này mọi người tràn vào nói mạng tập đoàn hoàng thị rác rưởi phá sản đóng cửa mùi thối quá liên minh chức nghiệp giả phải cho chúng tôi câu trả lời xử trí đi có thông tin được thông báo giá trị thị trường của cổ phiếu tập đoàn hoàng thị đã bốc hơi hacker phát động cuộc tấn công quy mô lớn nguyên nhân là vì con trai chủ tịch bắt nạt bạn học thấy thông tin rầm rộ trên báo đài tại nhà của tô mộc mộc trong khi cha mẹ của cô đang ngồi xem tin tức thì tô mộc mộc chỉ tay vào tin tức trên màn hình tv bức xúc bảo đên hoàng thiếu phong này thật quá đáng bố mẹ chúng ta nhất định phải dạy dỗ họ mới được dứt lời một tiếng nói vang lên mộc mộc không được mẹ tô mộc mộc nhíu mày giải thích rằng đứa nhỏ này tính tình không tốt đi vào con đường xấu xa tự nhiên sẽ có báo ứng của mình cha của cô cũng ngồi bên cạnh uống trà nói tiếp nhưng nếu cứ gặp chuyện liên dùng quyền lợi không thuộc về mình để đề người khác con sẽ không thể trở thành một chức nghiệp giả ưu tú được đâu nghe thấy những lời này tô mộc mộc có chút buồn bã quay đầu gọi mẹ ơi nhưng mẹ cô vẫn nhìn hình ảnh lâm lâm dạ trên tv rồi bảo nếu chúng ta ra tay chẳng phải sẽ khiến tiểu dạ trở thành giống như hoàng thiếu phong sao thằng bé có thể tự giải quyết không phải sao chuyển cảnh đến một nơi khác khi một người đang ngồi giữa rất nhiều màn hình hiển thị bao quanh anh ta cười cất tiếng nói lâm dạ vẫn chưa tham gia bài kiểm tra chức nghiệp rất giỏi đó dứt lời anh ta bấm nút đỏ ở điều khiển trên tay mình đoạn video về lâm dạ được chiếu lên cũng dừng lại anh ta vừa nhìn màn hình vừa bảo thiên phú thức tỉnh chắc phải từ truyền thuyết trở lên nhỉ chọn mục sư đúng là gia châu mổ gà rồi anh ta đưa ra câu hỏi thiên tài trăm năm khó gặp thế này chắc có thế đặc cách trực tiếp vào liên minh chức nghiệp giả chứ sau đó anh ta khẽ quay đầu cười ẩn ý hỏi tiếp, "Các vị thấy, nhận Lâm Dạ vào liên minh trước thế nào?" Lập tức một cặp chị em song sinh đáp, "Đồng ý, vì sự ổn định toàn cầu, người như thế này nhất định phải kết nạp vào liên minh càng sớm càng tốt." Một ông đầu chọc cười thích thú liếc mắt về phía bên cạnh hỏi, "Lão Hoàng, sao ông vẫn ở đây thế không cần con trai nữa à?" Người tóc đỏ ở một màn hình khác vừa nâng cốc rượu vừa cười bảo, "Ha ha ha, thật ra chuyện này không thể tính là phiền phức gì lớn đối với Hoàng Bộ trưởng, cũng là một cơ hội đó, sao không nắm bắt chứ?" Khi này một người chỉ đen mặt im lặng cúi đầu. Ông ấy là chủ tịch 49 tập đoàn Hoàng thị bộ trưởng phân bộ Liên minh Hoàng Thiên Tề, ông ấy cất tiếng nói, "Tôi vẫn đang ở công ty xử lý công việc, đã quy hoạch xong những bồi thường đối với bạn Lâm Dạ về sau, là một người cha không đạt tiêu chuẩn, tôi rất xin lỗi về hành vi của con trai. Tôi đã phái người thay mặt đến tận nơi, các vị yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết nghiêm túc." Quay về phía Lâm Dạ, lúc này Hoàng Thiếu Phong vẫn đang quằn quại đau đớn ôm bụng trước mặt Lâm Dạ và la hét. Bỗng một tiếng hét vang lên, "Xin đợi một chút." từ trên không một chiếc trực thăng bay đến cùng tiếng nói lớn lâm dạ dơ cao đánh khẽ nghe thấy thế anh quay đầu nhìn một lúc sau triệu khải hàng hớt hải chạy đến hét lớn chủ tịch hoàng thị mong được nói chuyện cùng câu dứt lời hoàng thiếu phong tỏ ra vui mừng hắn ta mặt mũi bầm dập nhưng vẫn hống hách nói bố tao đến rồi mày xong rồi đợi chết đi con rồi lâm dạ nhíu mày đánh thép bảo sao thế chủ tịch hoàng thị muốn tạo áp lực cho tôi vậy ông ấy có thể tự đến nhưng triệu khải hàng sau đó trực tiếp quỳ xuống cúi người sát đất anh ta giơ chiếc điện thoại về phía trước giải thích không phải thế nhà họ hoàng sẵn sàng bồi thường vì hành vi của hoàng thiếu phong chú hoàng muốn tự mình xin lỗi cậu thấy hành động này của anh ta hoàng thiệu phong tức giận gào thét anh cúi đầu trước tên nghèo rớt mùng tơi này anh điện à trong khi lâm dạ nhận lấy chiếc điện thoại trong tay triệu khải hằng thì hoàng triệu phong vẫn không ngừng lớn giọng không đúng anh vừa nói gì bố tôi muốn xin lỗi nó anh nói linh tinh cái gì đó một lúc sau hoàng thiên tê thông qua điện thoại xuất hiện với hình dạng 3 d ông ta cười chào hỏi chào cháu là bạn lầm dạ sao để cháu đợi lâu rồi lâm dạ lịch sự đáp vâng sau đó ông ấy cúi người bảo rằng ta là cha của hoàng thiếu phong tất cả những chuyện nó làm đều do ta dạy dỗ không tốt rất xin lỗi cháu đã khiến cháu gặp phiền phức lớn như thế nhận được lời xin lỗi này lâm lâm dạ đáp chú nặng lời rồi hoàng thiên tế nói tiếp chỉ có lời xin lỗi miệng không đủ để bù đắp lỗi sai của thằng con ta ta muốn gặp trực tiếp để xin lỗi chúa và bồi thường tổn thất trang bị đạo cụ chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta là được còn hoàng thiếu phong mong cháu có thể giao cho triệu khải hàng ta nhất định dùng gia pháp quản giáo nghiêm khắc nhìn thấy cảnh tượng này khiến hoàng thiệu phong không thể chấp nhận được ảm sùi bọt mép ngất xỉu cuối cùng hắn ta bị triệu khải hàng lôi đi còn lâm dạ thì cười bảo nếu thái độ chú chân thành như thế cháu đồng ý nhưng nội dung cụ thể liên quan đến bồi thường anh nở nụ cười ẩn ý nói tiếp cháu muốn ba bộ trang bị cấp kim cương không giới hạn cấp một bộ mục sư một bộ pháp sư một bộ kiếm khách ngoài ra cháu muốn 500 vạn tiền tệ liên minh chú có làm được không dứt lời triệu khải hoàng biểu cảm hoảng hốt hét lớn cái gì triệu khải hàng hoang mang đen mặt nghĩ thầm trang bị kim cương không giới hạn cấp ba bộ chức nghiệp khác nhau sợ rằng cả nước khó tìm yêu cầu này của lâm dạ cũng làm hoàng thiên tề phải toát mồ hôi hổ ông ấy đáp trang bị kim cương không giới hạn cấp nhưng nếu cháu cần ba bộ có lẽ phải đợi vài ngày bên chỗ ta tạm thời không có sẵn yên tâm ta sẽ nhờ người đặc biệt đi bí cảnh quét phó bản bên liên minh cũng sẵn sàng cung cấp tài nguyên và giúp đỡ khi này hoàng thiếu phong bất tỉnh nhân sự đã được triệu khải hàng đưa lên trực thăng mà yên vị anh ta khó chịu nghĩ thật đáng chết lại phải xử lý đống hỗn độn cho cậu rồi anh ta nhíu mày dùng ta chạm nhẹ vào mắt kính của mình chiếc kính là một thiết bị giả soát không gian và anh ta đã kiểm tra thấy thiết bị điện tử là chiếc máy quay đang được ẩn giấu sau bụi cây gần đó ngay lập tức một bàn tay vươn về phía chiếc camera triệu khải hàng cùng hai vệ sĩ lập tức xử lý chiếc camera ấy anh ta vừa tắt máy vừa cười nhếch miệng thông báo cảm ơn mọi người đã xem Hoàng tổng đã đích thân đến xin lỗi và thương lượng bồi thường. Cụ thể mời đón xem stream kênh chính thức ngày mai. Cảm ơn các vị. Chuyển cảnh quay về phía Lâm Dạ anh thắc mắc cất tiếng hỏi về liên minh. Anh cũng phần nào đoán được rằng, xem ra liên minh đã chú ý đến mình rồi, là đã điều tra ra thiên phú của mình không tầm thường rồi sao? Thấy sự cảnh giác của Lâm Dạ, Hoàng Thiên Tề giải thích, ngoài ra, ta có thể cho cháu tất cả tài nguyên bí cảnh xung quanh Giang Thành, trừ một phần bí cảnh hiếm ra, tổng cộng 50 bí cảnh. Dù sao Giang Thành không phải của một mình ta. Trong đó có nhiều phe phái, khe nước thâm sâu dứt lời anh nở nụ cười tự tin khẳng định không sao một tháng là đủ nghe thấy lời này của anh triệu khải hàng giật mình hoảng hốt quay đầu suy nghĩ 50 bí cảnh đánh xong trong một tháng ngay cả hai người vệ sĩ đi theo cũng há hốc mồm vì lời nói của anh đây là chuyện một chức nghiệp mới có thể làm được sao về phía hoàng thiên tề ông ấy cười tiếp lời được tối mai hãy đưa theo đồng đội của cháu ta mời cháu một bữa cơm còn về dư luận trên mạng lâm dạ cũng thiện chí bảo cháu sẽ đính chính trên chức nghiệp giả bữa cơm ngày mai chủ tịch hoàng có thể chìm lúc này hoàng thiên tề nhìn anh với ánh mắt thâm sâu ông tự hỏi cậu trai trẻ tên ba lâm dạ này đã suy nghĩ đến mức này rồi sao sau đó ông ấy niềm nở khen ngợi quyết định thế đi tương lai cậu ấy tiền đồ rộng mở là một thiên tài xuất sắc kết thúc cuộc nói chuyện lâm dạ bấm vào nút kết thúc video call anh vừa trả lại điện thoại cho triệu khải hàng vừa nói nề mặt thái độ của anh và hoàng thiên tề hôm nay tôi sẽ bỏ qua nhưng quá tam ba bận anh ta nhận lấy chiếc điện thoại rồi đáp gia đình chú hoàng có chút phức tạp hoàn cảnh cực đoạn dễ khiến con người cực đoan có những chuyện chưa kịp nói hết lời thì lâm dạ đã giơ tay lên với ý bảo triệu khải hàng ngừng lại anh nói chuyện nhà chú hoàng tôi không có ý nghe ngóng do tình ít thì không nên nói nhiều nghe thấy thế anh ta trả lời được cảm ơn cậu hiểu cho ngày hôm sau tại nhà hàng năm sao ngọc chi lan đây là nhà hàng đầu tiên tại giang thành được nhận định chính thức là nhà hàng năm sao từ trước đến nay đều được đánh giá tối đầu bếp là đại sư đến từ khắp nơi Điểm đặc sắc của nhà hàng này là vô cùng chú trọng trải nghiệm của khách hàng, cho dù là một người hay nhiều người, cũng sẽ có phòng riêng của mình. Phòng riêng có đội phục vụ riêng, gọi lúc nào đến lúc đó, không hề làm lỡ thời gian tốt nhất để thưởng thức mỹ thực. Quan trọng nhất là, cho dù là thân phận gì, cho dù chỉ có thể gọi món cơm rang trứng hoàng kim rẻ nhất của nhà hàng, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ VIP trí tôn. Khi này Lâm Dạ cùng Tô Mộc Mộc và Bạch Chỉ cùng nhau đi đến nhà hàng năm sao với sự tiếp đãi vô cùng chú đáo. Dù vậy Tô Mộc Mộc cũng tỏ ra vô cùng cảnh giác, cô lo lắng nói với Lâm Dạ rằng, tuy rằng hoàng thiên tề đã đích thân xin lỗi cậu trong stream nhưng bữa tiệc này cậu vẫn phải cẩn thận chút nhưng anh cười đáp yên tâm không sao đâu rồi anh nghĩ thầm hoàng thiên tề xin lỗi trịnh trọng như thế chẳng qua là vì nhìn thấy tiềm lực của mình kết giao trước mà thôi sau đó mấy người họ được nhân viên dẫn đến một căn phòng của đã mở hé ra nhân viên niềm nở cúi người phục vụ lâm tiên sinh đây là phòng 888 do hoàng tiên sinh đặt trước mời vào bên trong phòng lúc này hoàng thiên tề đã ngồi ở đó vừa nhìn thấy anh ông ấy liền cười cất tiếng nói, "Lâm Dạ, các cháu đến rồi à, mời ngồi." Ông ấy lịch sự đứng lên hỏi thăm, "Hai vị này chính là Tô Mộc Mộc và Bạch Chỉ nhỉ?" "Nào, mời ngồi đây." Tô Mộc Mộc đáp, "Đúng vậy." Bạch Chỉ cũng bẽn lén. "À vâng cảm ơn." Rồi cả nhóm bọn họ từ từ ngồi vào ghế. Hoàng Thiên Tề cũng ra lệnh cho nhân viên, "Có thể đem món chiêu bài rồi, làm phiền." Hoàng Thiên Tề nâng công rượu vang lên niềm nở nói, "Ba vị, cho phép ta xin lỗi các cháu vì hành vi của con trai ta Hoàng Thiếu Phong đối với các cháu." xin lỗi là do ta thường ngày không dạy dỗ nó cách đối nhân xử thế mới để nó làm ra hành động quấy rối ác ý như thế hành động này của ông ấy như xét đánh ngang trời tô mộc mộc và bạch chỉ hai người tỏ ra khó hiểu nghĩ thầm không có dao ai phủ đầu và lên mặt hòa nhã thân thiết khiêm tốn hữu lý hai người họ há hốc mồm hoang mang tự hỏi bố của hoàng thiếu phong nhân vật hàng đầu giang thành lại là người như thế này ngay cả lâm dạ cũng thấu hiểu mà nghĩ bố mẹ thương con sẽ vì con suy tính lâu dài đường đường chủ tịch tập đoàn hoàng thị không tiếc nhún nhiều người khác hiểu được điều này lâm dạ liền đứng lên vươn tay về phía hoàng thiên tề bảo thành ý của chủ tịch hoàng cháu hiểu hoàng thiếu phong có thể biết sai và rút kinh nghiệm cháu sẽ không tính toán chuyện cũ nữa cuối cùng cả hai người trao cho nhau một cái bắt tay thiện chí lúc này một người vệ sĩ đi vào cất tiếng thông báo xếp đồ đã được mang đến rồi có cần lấy cho họ xem luôn không hoàng thiên tề ra lệnh ừ cho họ xem đi dứt lời người vệ sĩ kia đáp vâng rồi anh ta mở không gian lưu trữ ra một trang bị hiện ra tên trang bị thịnh trang của ma hoàng trang bị 4 mảnh loại hình bộ đồ cấp độ chết tạo hiện tại cấp 1, chất lượng cấp kim cương không giới hạn cấp yêu cầu trang bị mục sư hiệu quả trang bị thể chất cộng 30, mươi trí lực cộng 30, tăng cường hiệu quả trị liệu bản thân 15%, có hiệu quả bị động hồi xuân ghi chú khi bị kẻ địch đánh chúng hồi phục sát thương đã nhận phải thời gian làm lạnh một năm đặc biệt tăng cường 50% hiệu quả trị liệu bản thân vừa nhìn thấy vật phẩm này lâm dạ đã thầm đánh giá rằng không hồ là bộ trang bị kim cương nhưng cũng vừa hay không có xung đột với mấy môn lẻ mình đang dùng. Xem ra là thêm lượng máu và sinh tồn một cách đơn giản thô bạo, nhưng thực thế nếu tính toán một chút, sát thương đảo ngược sẽ trực tiếp nhân đôi. Anh cười đáp, cháu rất vừa ý. Lập tức bộ áo giáp xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ, cô bé thích thú, ánh mắt sáng người thốt lên, "Cảm, cảm ơn." Không những thế trước mặt Tô Mộc Mộc cũng có một bộ. Khi này cô nhíu mày suy nghĩ, bộ bốn món trang bị kim cương không giới hạn cấp, một phát đưa bà mộ. Cho dù với tài sản của nhà họ Hoàng, cũng tuyệt đối không chỉ vì mặt mũi là thật sự bỏ vốn liếng. Đến lúc này cô mới thực sự buông bỏ cảnh giác để cười dịu dàng lên tiếng. Trang bị rất tốt, cảm ơn chú Hoàng. Bọn cháu nhận trước. Toàn cảnh buổi nói chuyện và bắt tay làm lành của Lâm Dạ và Hoàng Thiên Tề đã được phát sóng trực tiếp trên mạng, mọi người liên tục vào bình luận. Đây là người hàng đầu Giang Thành, boss đứng sau tập đoàn Hoàng Thị Hoàng Thiên Tề sao vậy mà lại tôn trọng một người mới như Lâm Dạ như thế? Phí lời nhân vật lớn thì sao? Còn không phải là không dạy con trai tử tế nên đụng phải thanh niên cứng như đại thần? Đúng vậy, nếu thái độ xin lỗi không chân thành không bồi thường đủ cho đại lão lâm dạ chúng ta mỗi người nhổ một miếng nước bọt dìm chết nhà họ hoàng nếu đại thần đã nói không tính toán nữa vậy chúng ta đi thôi sau đó họ đã có một buổi trò chuyện thân thiết bạch chỉ cũng vô cùng thích thú vì những món ăn ngon ở đây lúc sau lâm dạ cất tiếng nói vậy hôm nay tạm thế đã hoàng thiên tể tiếp lời được bên ngoài có không ít phóng viên vây lại ta tiễn các cháu ra ngoài ông ấy giải thích tiếp đây là giấy thông hành cấp mộng yên bạc của vùng đất hài cốt đương nhiên không phải tất cả tài nguyên phó bản đã hứa với cháu sẽ bù vào sau nghe đến đây lâm lâm dạ nắm chặt tờ giấy thông hành trong tay anh cười ẩn ý đáp vậy thì tốt quá kết thúc buổi nói chuyện khi này bên ngoài rất đông đảo phóng viên cầm theo máy ảnh liên tục chụp ảnh gào thét lâm dạ ra ngoài rồi nhóm lâm dạ bước ra khỏi cửa nhà hàng đi giữa đông đúc phóng viên nhà báo liên tục chụp ảnh thu thập thông tin lâm dạ nghe nói thiên phú cậu thức tỉnh là trị liệu đào ngược có thể một mình quét bất cứ phó bản nào xin hỏi có đúng không lâm dạ xin hỏi có thật cậu đã một mình đánh phó bản tân thủ và đạt được đánh giá cấp SSS không? Xin cậu trả lời, không có chức nghiệp giả nào có thể một mình làm được. Xin hỏi đại thần ấn danh trên diễn đàn chức nghiệp giả có phải cậu không? Lâm Dạ giờ đây vô cùng nổi tiếng được săn đón. Chuyển cảnh đến phòng của Hoàng Thiếu Phong, lúc này anh ta đang nằm trên giường với thân thể bị băng bó kín mít, nhưng lời nói liên tục xuất hiện liên tục thao túng hắn ta như một cơn ác mộng, những lời nói chê bai, thật nhếch nhác làm sao, đúng là một con chó mất nhà trong cơn mê man hoàng thiếu phong từ từ mở mắt ra hắn thấy như nguồn sức mạnh đen tối len lỏi lơ lửng lên lỏi trước mặt mình thấy thế hắn thét lên ngươi là cái quái gì kia cười khúc khích đáp hi hi ta sao tức khắc ám kia biến thành hình dạng một người hắn ta nói ta là mai cao đại nhân đến từ vực sâu là ác ma cấp cao có huyết thống thuần khiết và thực lực mạnh mẽ dù nói vậy nhưng chỉ nhận lại sự khinh bỉ của hoàng thiếu phong hắn ta câu có bảo ta cứ tưởng là thứ gì cơ nhân loại bọn ta một khi thức tỉnh không phải là đánh các người về vực sâu làm sâu bọ dứt lời mai cao nghiến răng nghĩ thầm không phải chứ một tên bị mục sư tần đến mức làm cho cười cho cả thành phố ở đây đắc ý cái gì chứ trong khi hoàng thiếu phong đang nằm học hành trên giường thì mai cao tức giận bất lực quát lớn đây là rút lui tính chiến lược biết không hắn ta cười nham hiểm nói tiếp hoàng thiếu phong người thực sự cam lòng sao nhân loại ngu xuẩn vô tri cười nhạo ngươi bạn bè và người thân không giúp người ngược lại đi nịnh bợ kẻ đã ức hiếp ngươi như đám chân chó giao dịch cùng ta thì sao hiện giờ ta có thế để ngươi có được sức mạnh không gì sánh bằng để những kẻ đã sỉ nhục ngươi xuống đất đánh để cha ngươi biết rằng ngươi mới là người nên được coi trọng nhất không để hắn nói tiếp một tiếng gối bất ngờ bay thật mạnh vào mặt mai cao cùng tiếng thét cút hoàng thiếu phong đứng trên giường hắn ta tức giận chỉ tay về phía trước chửi bới lần này là ta dơ cao đánh khét hoàng thiếu phong ta là thiên tài trong thiên tài căn bản không cần tầng lớn sâu bọ như người thường hại sức mạnh cho chết gì bạn cho những tên nghèo nàn với phế vật đó đi trước phản ứng này của hắn ta trong đầu mai cao đầu dấu chấm hỏi hắn nghĩ thầm ta có thể giết luôn tên đần này không nhẫn nhịn nhẫn nhịn tất cả đều vì kpi cuối cùng hắn đành bỏ đi nhưng vẫn cười thích thú nói ha tóm lại lúc nào người nghĩ rõ thì hãy gọi hai chữ mai cao ta sẽ nghe lời gọi ngay lập tức ban cho người sức mạnh vực sâu vĩ đại dẫn dắt người trở thành kẻ đọa ác không sợ bất cứ điều gì khi này trong bí cảnh phó bản vùng đất hài cốt cấp cấp 6 đến 10, độ khó cấp mộng ỉm. lâm dạ cùng tô mộc mộc và bạch chỉ đi giữa những khe vực sâu hút anh bỗng có thắc mắc bạch chỉ thiên phú em thức tỉnh tuần này còn mấy lần thông tin thêm vùng đất hài cốt, vùng đất hoang phế bị tử vong bao trùm, xung quanh có đầy đại quân hài cốt, khi bạn tiến vào sẽ đánh thức chúng và chúng coi thành thức ăn tươi ngon. Sau đó một ngón tay giơ lên cùng câu đáp, một lần. Bạch Chỉ cười ngượng nói tiếp, trước đó em đi hai lần phó bản, dùng mất một lần rồi. Nghe thấy thế Lâm Dạ thở dài một hơi nhìn cô bé rồi bảo, vậy trước tiên đừng vội dùng, để cho những tài nguyên tốt hơn đằng sau. Anh nói tiếp, tuy rằng là phó bản tài nguyên cấp mộng ỉm, nhưng chúng ta có trang bị kim cương đồ rơi cấp bạch kim tốt nhất trong phó bản không có nhiều lợi ích cho chúng ta nhà họ hoàng đã hứa với chúng ta tuần này sẽ cho chúng ta tài nguyên phó bản tốt hơn mở ra phó bản khó cấp chữ diệt cho chúng ta giờ chúng ta chỉ thiếu một vũ khí đã ác qua giai đoạn quá độ cho dù không mở được thứ tốt cũng có thể bán giá cao lâm dạ vừa nói vừa đắn đo cuối cùng anh quyết định cho nên lần phó bản này chúng ta có ba mục đích một là điểm thuộc tính tự do hai là mở ra vũ khí bạch kim ba là tạo ra công lực cấp sss cho cấp mộng hiểm. các cậu nhìn tôi coi như dạy trực tiếp dứt lời tôi mộc mộc ló đầu ra cô cười tươi trả lời được vậy chưa đến lúc cậu thất bại tôi sẽ không ra tay một lúc sau cả ba người tiến vào chiều không gian bí cảnh đây là một nơi hoang vu đen hút chỉ có những bộ xương của những con quái vật hệ thống hiện lên độ khó của phó bản này trong miệng của chức nghiệp giả và học sinh được gọi là canh hầm xương đạt được đánh giá cấp sss cần 4 điều kiện một giết boss cuối cùng kỵ sĩ vong linh hai tiêu hủy toàn bộ hài cốt vong linh Ba không sử dụng thánh kiếm vũ khí riêng của bí cảnh dùng để chấn áp tất cả vong linh trong vùng đất hài cốt phẩy bốn trước khi qua cửa. Bảo vệ thánh kiếm còn lượng máu 60% trở lên. Bạch Chỉ vẻ mặt sợ hãi lo lắng nói: "Vốn dĩ vùng đất hài cốt bị gọi là canh hầm xương là vì sự giống nhau giữa cấp độ bình thường và cấp độ khó. Chỉ cần dùng thánh kiếm vứt não để đạn, em là lần đầu tiên vào cấp mộng ỉm đó." Nghe đến đây Tô Mộc Mộc vẫn cười giơ ba ngón tay lên hỏi: "Loại ăn gian như kiểu khắc chế 300% sát thương một khi xuất hiện ở cấp mộng yếm, thì có còn gọi là mộng ỉm không?" rồi cô xoa đầu bạch chỉ an ủi đừng căng thẳng đánh xong phó bản này chúng ta bán trang bị và công lực mua đồ ăn vặt cho em được không cô bé liền đỏ mặt ngại ngùng đáp ừm em không cần đâu còn lâm dạ thì cười bất lực bảo được 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 tôi làm công miễn phí dứt lời anh cầm cây quyền trượng trên tay thét lên bây giờ bắt đầu nhìn kỹ nhé lâm dạ cắn nhỏ máu ngón tay cái của mình những giọt máu đỏ cứ thế được nhỏ xuống mặt đất ngay lập tức mặt đất xung quanh nứt vỡ mùi máu lan tỏa khắp nơi đám hài cốt liền sống dậy liên tục gào thét người người sống ăn thôi trước tình huống này lâm dạ suy nghĩ cùng máu tương dẫn như hài cốt này tới để chúng bỏ quan màn chắn bảo vệ của thánh kiếm vốn ghét thứ ác nhất sau đó anh sử dụng chiêu thuật trị liệu ngược lên bản thân mình một ngụm máu lớn nôn ra hiện tại lâm dạ đã vào trạng thái không ngừng mất máu tất cả thuộc tính hạ thấp đám hài cốt điên cuồng khát máu lao về phía anh về phía bạch chỉ và tô mộc mộc trong khi cô bé đang tím tái mặt sợ hãi thì Tô Mộc Mộc một tay ôm lấy vai Bạch Chỉ một tay ném một viên thuốc màu xanh về phía trước. Cô hét lớn, "Chúng ta lùi lại, Lâm Dạ, bắt lấy." Đó là viên thuốc giảm đau dùng khi cơ thể bị thương, có thể giảm nhẹ nhiều lần cảm giác đau đớn, không có năng lực chữa trị, không thể chữa lành vết thương. Lâm Dạ bắt lấy viên thuốc. Anh không do dự mà trực tiếp nuốt viên thuốc xuống. Anh lao nhanh về phía trước dưới sự đuổi bắt của bọn hài cốt. Khi này cột máu của Lâm Dạ hiện lên, giá trị sinh mệnh dưới 25% giá trị sinh mệnh dưới 25%, Lâm Dạ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi anh vừa lao nhanh vừa liếc nhìn quan sát phía sau để phán đoán. Phán đoán của mình không sai, khát vọng của những hài cốt vong linh này với máu tươi còn lớn hơn sự chân ghét với thánh kiếm. Nhìn thấy vậy Bạch Chỉ lo lắng hỏi, "Chúng ta thực sự không cần lên giúp sao?" Nhưng Tô Mộc Mộc vẫn cười, cô tin tưởng nói rằng, "Không cần, chúng ta không phải nên tin tưởng cậu ấy hoàn toàn sao? Đó là Lâm Dạ đó." Quay về phía Lâm Dạ, anh bất ngờ dùng tay mình rạch một đường vào tay còn lại, làm máu chảy thành dòng lúc này cơ thể lâm dạ với giá trị sinh mệnh dưới 10%, giá trị sinh mệnh dưới 10%, anh vẫn bị đám hài cốt đuổi theo sát nút. Chạy một khoảng dài đến gần biên giới phó bản vùng đất hài cốt, anh nghĩ thầm, đến rồi. Giờ đây anh liền quay người lại sử dụng trị liệu thần khí, giá trị sinh mệnh cộng 250, giá trị sinh mệnh cộng 250, giá trị sinh mệnh cộng 250. Thấy thế đám hài cốt giật mình hoang mang. Bọn chúng nhận ra mối nguy hiểm nên lập tức quay đầu chạy toán loạn, nhưng Lâm Dạ đã dơ quyền trưởng lên, anh hét lớn, giờ các người thấy không ngon miệng nữa cũng trễ rồi tung chiêu chư tinh thần dịu ngược đôi mắt đầy sát khí của anh lóe ánh đỏ đoạn thiên địa ngục giáng xuống bọn hài cốt kết quả cuối cùng giá trị sinh mệnh tất cả hài cốt vong linh về không một lúc sau sau khi diệt trừ hết đám hài cốt một miệng hố rộng lớn ngay trước mặt bọn họ bất ngờ xuất hiện cả ba người đều trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết từ trong hang động tối tăm một bóng dáng mờ ảo đi tới cùng tiếng nói là ai làm ta thức giấc đó là boss kỵ sĩ vong linh đã thức tỉnh kỵ sĩ vong linh cưỡi trên mình con ngựa chiến lao về phía trước cùng tiếng gào thét cam phẫn ta sẽ dùng đầu lâu người làm ly uống cạn máu tương của các ngươi thông tin thêm tên kỵ sĩ vong linh cấp 9, sức mạnh 11, thể chất 15, lăm trí lực 20, tinh thần 15, nhanh nhẹn 10, tư chất bạch kim kỹ năng oán hỏa cơn giận vong linh vực thẩm u minh kỵ sĩ vong linh phát động cuộc tấn công oán hỏa một đám bóng ma đầu lâu xuất hiện lao về phía trước lúc này lâm dạ nhíu mày ánh mắt lóe lên sát khí anh hét lớn đảo ngược thuật trị liệu thuật lược đoạt dứt lời anh cầm cây quyền trụ đạp mạnh xuống mặt đất lập tức đám oán hỏa bị đánh tan biến ngay cả kỵ sĩ vong linh cũng bị dính chiêu làm thanh máu của nó sụt giảm một nửa kỵ sĩ vong linh hoảng hốt giữa áo giáp của nó bị phá một lỗ lớn giá trị sinh mệnh âm 500. lập tức lâm dạ lao về phía trước anh cười khinh nói gà quá hệ thống cùng lúc báo đảo ngược liệu pháp thân khí tại ách dáng lâm tăng thiệt hại 50%, một cô sức mạnh bắn thẳng xuống mặt đất kỵ sĩ vong linh cùng con ngựa của hắn hoàn toàn tan nát cột máu đã hoàn toàn cạn kiệt hệ thống báo kỵ sĩ vong linh đã rơi vào trạng thái trọng thương bất ngờ lại một thông báo vang lên khởi động kỹ năng bị động vong linh chi oán tăng cường thuộc tính của kỵ sĩ vong linh bóng đen ghê dựng của kỵ sĩ vong linh gào thét quay lại đi các anh em của ta toàn thể sinh vật vong linh hồi sinh mỗi giây tăng thêm 100 trăm hp mặt đất bắt đầu rung chuyển chấn động làm lâm dạ hoang mang đám vong linh từ mặt đất bắt đầu sống dậy bọn chúng lao lên với sự dẫn đầu của kỵ sĩ vong linh ra lệnh nhân loại ngu ngốc người đã không còn đường thoát nữa rồi có còn di ngôn gì không nghe được câu nói khiêu khích này của hắn lâm dạ chỉ cười nhẹ một cái khi này bạch chỉ và tô mộc mộc đang đứng gần đó quan sát bạch chỉ bám vào tảng đá cô bé ló đầu ra lo lắng gọi đại thần còn tô mộc mộc thì đứng khoanh tay cô cười tự tin bảo à những con ma vật này cũng ngốc quá đến cả toán học mà cũng chẳng hiểu gì mỗi giây kỵ sĩ vong linh mới tăng cường 100 trăm hp lâm dạ đơn giản là không cần khắc chế cấm liệu của thánh kiếm áp chế ngoại xuất ba phút thôi là đủ để kết thúc bọn chúng rồi dứt lời một cổ sức mạnh từ phía sau lưng lâm dạ bùng nổ lên sức mạnh ấy một lúc càn quét cả đám vong linh đang tiến lại gần hệ thống liên tục báo giá trị sinh mệnh cộng 100. giá trị sinh mệnh âm 500. vong linh đã chết giá trị sinh mệnh cộng 100. giá trị sinh mệnh âm 500. vong linh đã chết chứng kiến cảnh tượng tàn sát này làm kỵ sĩ vong linh hoảng hốt bất ngờ còn lâm dạ thì sắc khí mạnh mẽ anh giơ cây quyền trượng về phía trước đôi mắt lóe lên tia đỏ mà nói loại di ngôn này phải hỏi chính bản thân người mới đúng. Đảo ngược thuật trị liệu thuật lượng đoạn giá trị sinh mệnh âm 750 bao gồm 50% tăng tổn hại. Ngay lập tức kỵ sĩ vong linh bị tiêu diệt. Hắn đã bị sức mạnh của Lâm Dạ đánh cho bốc hơi. Hệ thống sau đó hiện lên, giết chết boss kỵ sĩ vong linh của thần cảnh, đạt được 6000 điểm giá trị kinh nghiệm hoàn thành phó bản hài cốt chi địa. Bắt đầu tổng kết phần thường hoàn thành toàn bộ điều kiện dấu kín, đánh giá thăng cấp SSS, đạt được dương bầu hoàng kim si, dương bầu bạch kim 11. Giờ đây Lâm Dạ đã được thăng cấp lên level 8. Thông tin, họ tên lâm dạ chức nghiệp mục sư cấp bậc 8, năng lượng 10 cộng 20, thể chất 10 cộng 20 30, trí lực 42 cộng 20 30, tinh thần 10 cộng 20, linh hoạt 10 cộng 20 20, trang phục của trang bị kích hoạt ma hoàng bốn mảnh, dây thật phong, đã xiểm thước, nhẫn ngọc lục bảo, thức tỉnh thiên phú, nghịch chuyển càn khôn, kỹ năng đơn thể thuật chữa trị thuật lược đoạt, kỹ năng hỗ trợ thuật thanh tích thuật cấm chế, kỹ năng quân thể thần phí trị pháp tài ách giáng lâm level 2, chư tinh thần diệu đoạ thiên địa ngục kết thúc trận chiến, Lâm Dạ liền chơi về phía Bạch Chỉ và Tô Mộc Mộc. Bạch Chỉ reo vui nhảy múa còn Tô Mộc Mộc thì tích cực khen, Lâm Dạ được đó nha. Hệ thống hiện, Tô Mộc Mộc, Bạch Chỉ không sản sinh ngoại suất hoặc chuyển động, đang chạy phán đoán, kết toán không phần thưởng kinh nghiệm. Bỗng Tô Mộc Mộc ngỡ ngàng nhìn thấy điều gì đó. Một chiếc chìa khóa đầu lâu xuất hiện cùng dòng thông báo. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành phó bản thần cảnh hài cốt chi địa, bảo vệ thánh kiếm canh giữ bình cháo cả quá trình không bị sinh vật vong linh tấn công đạt được phần thường duy nhất chìa khóa thạch kiếm chìa khóa thạch kiểm duy nhất cảnh công dân đến bản sao vương quốc bí mật một thời vong linh chi địa có thể được mở ở một nơi có điều kiện phù hợp với độ khó cao nhất là cấp thiên tài nhìn thấy nó bạch chỉ lắp bắp hỏi chìa chìa khóa phó bản cấp thiên tại tôi tôi không nhìn nhầm chứ còn lâm dạ thì nhíu mày vươn tay nhận lấy chiếc chìa khóa cùng với một câu hỏi được đặt ra từ hệ thống nhiệm vụ cuối cùng của hài cốt chi địa đã tan biến có muốn khởi động phần thưởng dương báu đọc đến đây tô mộc mộc thắc mắc trong phó bản cốt đầu thăng lại còn có chìa khóa bí mật dùng một lần mà chưa từng được mở ra lâm dạ cầm chìa khóa trong tay anh nhìn nó một cách chăm chú rồi đáp ừm đạo cụ cá nhân của bí cảnh đặc tính một lần và chìa khóa phó bản thông thường không giống nhau sau khi sử dụng chìa khóa và phó bản đều sẽ biến mất phần thường bên trong cũng như vậy chính là vì có một không hai vậy nên là tài nguyên cấp chiến lược vô cùng quý báu người mới có thể thấy được phó bản thông thường chỉ có cấp phổ thông cấp khó và cấp mộng mà mà sau nó thực ra còn có cấp tại họa cấp tại hại cấp thảm họa cấp thiên tai và cấp sử thi phó bản thông thường đỉnh cấp phó bản bí cảnh tính một lần hiếm có đều bị thế lực chức nghiệp giả kiểm soát và lũng đoạn dứt lời bạch chỉ mắt sáng lên biểu cảm thích thú hò reo vậy vậy cấp bậc tương đồng phần thường của phó bản đặc tính một lần còn lợi hại hơn phần thường của phó bản thông thường nhỉ tô mộc mộc cười chỉ tay đồng tình lợi hại gấp mấy lần đó hơn nữa nhất định sẽ trao phần thường độc nhất vô nhị trên thế giới cho những người khiêu chiến xứng đáng dù nói vậy nhưng lâm dạ vẫn đắt đo anh nói hmm khoan đã những chức nghiệp giả lấy được điểm cấp sss không có HP của tấm bảo vệ nào duy trì được 100%. Nhưng bỏ qua tất cả mọi sự do dự, anh liền bị Bạch Chỉ và Tô Mộc Mộc đẩy đi. Hai người học dục anh rằng, ấy, quan tâm tới bọn họ làm gì ma mau bắt đầu tiết mục mở dương đi, xem xem đại thần lâm dạ của chúng ta có vầng sáng may mắn có thể mở ra được cái gì nào. Cuối cùng lâm lâm dạ đành bất lực cười trừ đáp, ừ. Dương kho báu lập tức được mở ra, hệ thống báo, mở dương bầu cấp bạch kim, đạt được điểm thuộc tính tự do 10-10, đạt được trang bị cấp bạch kim khuyên chi nha viên thạch trượng rất nhiều vật phẩm được nhận mở dương bầu cấp bạch kim đạt được điểm thuộc tính tự đạt được trang bị cấp bạch kim liệp khuyến chi nha viên thạch trượng sau một hồi lướt qua những món đồ trong dương lâm dạ cười ngượng cầm một cây trượng lên nói không có gì phù hợp với mục sư cả ngược lại viên thạch trượng này mộc mộc có phải cậu thiếu vũ khí update không tô mộc mộc đáp ứng. cả bạch chỉ và tô mộc mộc đều chỉ biết cười một cách bất lực cô nói thêm không 10 điểm thuộc tính tự do đã lời rồi khi này trên bảng hệ thống hiện Chí lực cộng 19 lực hiện tại 52 cộng 20 cộng 30. Lâm Dạ đưa cho Tô Mộc một cây trượng, anh cười bảo, "Ừm, cậu đổi lấy viên thạch trượng, chắc tương ứng với ngũ hành đại sư thuộc tính thổ." Sau đó ba người học cùng nhau di chuyển về phía cửa không gian, mấy người họ bàn bạc, "Tiếp theo chúng ta đi đâu? Thực ra đội ba người chúng ta cho dù là trang bị hay là số liệu ngoại xuất, đều đã dẫn đầu trong kiểm tra chức nghiệp, lướt lại lần nữa, tích lũy kinh nghiệm đạt tới cấp 10." Đến không không gian, ba người học lập tức được dịch chuyển, rời khỏi bí cảnh lâm dạ cất tiếng hỏi tiếp theo hai cậu tự lướt hài cốt chi địa có được không dựa theo trình tự vừa rồi của tôi chắc chắn hai cậu không đạt được đến cấp sss nhưng cho điểm cấp 5 vẫn dễ dàng tăng kinh nghiệm hơn nghe thấy vậy bạch chỉ hào hứng cất tiếng nói tôi tôi không vấn đề bất ngờ một bóng đen vụt qua lâm dạ lập tức đẩy tôi mộc mộc về phái sau anh quay người hét lớn khoan đã có nguy hiểm anh trợn mắt hét lớn bạch chỉ bọn họ bị một mấy người bao vây bạch chỉ bị một tên to béo bạm trợn cầm dao kề cổ mà đe dọa này oát con chúng mày đã lấy được chìa khóa thạch kiếm rồi sao tên béo hét lớn nếu biết điều thì mau giao chìa khóa kiếm đá ra đây đám người bọn chúng đều là level 15 pháp sư level 11 mục sư level 12 võ giả level 12 võ giả trong khi đó lâm dạ chỉ là level 8 mục sư level 6 pháp sư tên béo bạm trợn kia level 13 thích khách bạch chỉ level 5 đại kiếm sĩ hắn ta ghi chặt cô bé đe dọa nếu không động đội nhỏ của mày sẽ chưa kịp nói hết câu ánh mắt bạch chỉ bất ngờ loé sáng cô xoay người chém một đường đánh bật tên béo bạm trợn ra cảnh cáo hắn dựa vào cái gì phải cho các người ngay lập tức tên pháp sư nở nụ cười khinh thường hắn tê phát động chiêu thức một ngọn lửa tung ra lao về phía bạch chỉ làm cô giật mình cô ấy trúng đòn đánh bật ra xa phun cả máu tên pháp sư tấn công hiên ngang nói một câu có chút trình độ đáng tiếc trong khi đó bạch chỉ đang bị tên béo bạm trợn đạp dưới đất sau khi đã được tên cùng nhóm chữa trị vết thương khi này lâm dạ nhíu mày anh tức giận cảnh cáo không muốn chết thì thả con bé ra dù nói thế nhưng bạch chỉ vân vẫn bị tên pháp sư dùng lửa thiêu đốt cô có dúng người run rẩy tên đó nói cụ đừng thô bạo như thế thật ra tao rất thích những đứa đủ mạnh bất ngờ một đòn tấn công xoẹt qua tên pháp sư kia lập tức phản ứng lại hắn ta ngửa người né được biểu cảm hoang mang gào lên cái gì đòn tấn công nhắm về phía bọn chúng làm một vụ nổ lớn xảy ra khói bụi mù mịt sau đòn sức mạnh ấy trong khi tên pháp sư đang nghiến răng hắn ta vừa lấy tay lau qua vết máu trên mặt vừa ngước nhìn ánh mắt cam phẫn thì tên béo kia ở đằng sau đang hét lớn nay chúng mày làm ăn kiểu gì đấy không phải bảo chúng mày ngăn lại nhưng một tên trong số bọn chúng đang đau đớn co giật nằm quằn quại dưới đất trước quyền trượng của lâm dạ tên đó lắp bắp nói mày một tên nhóc chưa đến level 10. sao có thể còn một tên thì bị chiêu phong sinh chi lệ của tô mộc mộc ghi chặt dưới đất hai tên đã bị bắt giữ lâm dạ quát lớn cút ai cho mày dũng khí đến cướp của bọn tao dứt lời tên pháp sư đen mặt hắn ta cười lớn nham hiểm bảo ha 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 đợi khi đến địa ngục rồi hối hận vì sự ngông cuồng hôm nay của mày đi rồi hắn ta quay lại ra lệnh cho tên béo kia lão nhị không để người sống tên đó lập tức hét lớn lao lên trước tiên giết tên nhóc này hai đứa con gái còn lại không là gì cả hắn tung chiêu tử vong diều bàn về phía bên kia tô mộc mộc hoang mang thốt lên người này vậy mà không chút để ý đến sống chết của đồng đội sao nhưng lâm dạ vẫn bình tĩnh chỉ đạo mộc mộc bạch chỉ hai người lùi lại phía sau trên người chúng có mùi của ma triều anh suy nghĩ chúng đều là kẻ đọa ác chúng tự nguyện giao dịch với ác ma vực sâu có thể bỏ qua thiên phú vốn có đồng thời có được sức mạnh vực sâu mạnh hơn bản thân nhiều lần chôn vùi nhân tính đối địch với con người rồi lập tức triệu hồi thần khí liệu pháp đảo ngược tay ách giáng lâm lâm dạ trực tiếp tiếp chiêu tên béo kia một vụ nổ lớn xảy ra tên pháp sư thấy vậy liền cười lớn nói ha 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 tên phế vật ngay cả kỹ năng cũng không phóng ra được hắn ta hống hách rằng lão nhị trang bị mấy đứa này xem chừng không tội lột hết xuống sau màn khói bụi ấy là bóng dáng của tên béo to lớn kia từ từ hiện ra nhưng hắn ta đã thực sự bị lâm dạ bẻ gãy đầu còn anh thì không một chút tổn thương nhìn thấy cảnh này tên pháp sư giật mình đen mặt hoảng hốt hét lớn cái cái gì hắn ta run rẩy chỉ tay về phía trước ra lệnh cho người phía sau đồ ngu mau trị liệu đi nhưng tên kia bối rối giải thích đại đại ca không phải vừa nãy anh ấy trong phút chốc đã chết rồi dứt lời tên pháp sư trợn mắt hắn ta hoàn toàn đứng hình mà thắc mắc sao có thể một mục sư chưa đến level 10 lấy đâu ra sát thương mạnh đến thế trừ phi hắn cũng giao dịch với ác ma vực sâu không đúng mục sư công kích hắn nghĩ đến bộ dạng ác quỷ sát khí của lâm dạ rồi hắn hét lớn là tên lâm dạ đó tên này căn bản không phải chức nghiệp giả thông thường không hắn căn bản không phải người chạy đi vừa hét hắn vừa sợ hãi quay người cố gắng chạy trốn khi này lâm lâm dạ cau mày cất tiếng nói muốn chạy làm bạn với tạo sẽ không để bọn mày đi đâu anh nhảy lên cao tung chiêu chưa tinh thần dịu đảo ngược một bốc đỏ rực lửa xuất hiện Mặt đất bắt đầu nứt toạc, mấy tên kia vẫn cố gắng vừa chạy vừa hét, không không. Không một chút do dự chiêu đọa thiên địa ngục giáng xuống bọn chúng. Tất cả tên kia đều bị xóa sổ trong chớp mắt. Khói bụi nơi này vẫn mịt mù. Một lúc sau khi đã hạ hết đám người đó, Lâm Dạ mới từ từ tiến về phía xác bọn chúng. Anh suy nghĩ, tất cả các kỹ năng sau khi tăng sát thương, có thể trực tiếp giết chết boss cấp mộng yếm giết trong giây lát, chiến đấu với chức nghiệp giả cao hơn 5 level, giá trị sinh mệnh có thể về không? Chúng chết chắc rồi. Để cảnh giác hơn Tô Mộc Mộc đề nghị, nếu không ra tay bây giờ người chết chính là chúng ta rồi. Bạch Chỉ cũng lo lắng nói thêm, "Có, có cần xử lý thi thể không lỡ như tổ chức công hội của chúng tìm đến chúng ta." Lúc này trên bản tin tức thông báo chính là hình ảnh của mấy tên kẻ đạo ác vượt ngục, thấy thế Lâm Dạ bảo, "Không vội, những kẻ đạo ác này sẽ không có tổ chức công hội hay bang phái nào sẵn lòng công khai thừa nhận." Anh ngồi trước xác của bọn người kia, vừa lục tìm túi đồ của bọn họ vừa nói tiếp, "Còn nếu không công khai chúng tự lập trận doanh, cũng sẽ không quan tâm." trang bị bạch kim và hoàng kim dùng linh tinh nhưng bị khóa thuộc tính. Bỗng trên tay tên pháp sư có xuất hiện một dấu ấn hình đầu lâu màu đỏ. Vừa nhìn thấy Lâm Dạ đã thở dài một hơi bảo, chỉ có kẻ đoạ ác mới dùng được tiếc quá. Bỗng một tia sáng lóe lên, anh mở to mắt thốt lên, có rồi. Một chiếc chìa khóa khác xuất hiện, thông tin thêm, giấy thông hành khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tai họa. Nhìn thấy nó Lâm Dạ cười nhếch miệng mà nghĩ, giấy thông hành phó bản cấp tai họa, đồ tốt. Phó bản cấp 10 khu rừng người khổng lồ mất mạng, thật ra cấp mộng yếm từng là đề kiểm tra cho chức nghiệp giả nhiều năm rồi không có đội ngũ thảo phạt nào vượt qua phó bản này bót thứ hai hắc ám chú ký trở thành ác mộng của tất cả học sinh đã cản đường trên con đường chức nghiệp giả mà tất cả chức nghiệp giả tinh anh đều sẽ tổ đội khiêu chiến khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tại họa mục tiêu vượt qua của họ không phải trang bị đẳng cấp hay kinh nghiệm là lấy được đồ rơi sau khi vượt qua lần đầu và không bị thương chìa khóa phó bản xào huyệt bị quên lãng cấp hiện tại nhưng đó đều là chuyện phía sau nghĩ đến đây anh nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay sau đó cả ba người rời đi cùng nhau tô mộc mộc đi bên cạnh thốt lên là khu rừng người khổng lồ mất mạng cô hưng phấn hào hứng hỏi chúng ta có thể đi sao lâm dạ cười đáp đợi thời gian chờ thiên phú của bạch chỉ trôi qua trực tiếp đi vào chúng ta không chỉ phải cố gắng lên level io trong phó bản mà còn phải tranh thủ lấy được giấy thông hành xào huyệt bị quên lang sau khi xử lý xong đám người kia bạch chỉ khẽ kéo tay áo lâm dạ hỏi cho nên những kẻ đọa ác này xử lý thế nào đây cho dù thiêu hay chặt nát cũng để lại dấu vết, còn Tô Mộc Mộc đề xuất hay là chôn. Rồi cô thở dài quay đầu bảo, nếu trong chúng ta có người chịu hồi thì tốt rồi, có thể đem thi thể làm đồ ăn. Trong khi hai cô gái đang đắn đo suy nghĩ thì Lâm Dạ bất lực gãi đầu ngắt lời, "Nè nè, hai người." Sau đó anh trực tiếp vác hai tên trong đám người đó lên vai, anh nói, "Hay là vứt vào phó bản đi, để chúng biến mất theo thời gian chờ của phó bản kết thúc." Nghe thấy vậy Tô Mộc Mộc và Bạch Chỉ đồng tình, hai người cùng cố gắng kéo xác hai tên còn lại, "Ý kiến hay." không ngờ phó bản còn có tác dụng này. Sau khi giải quyết đám người đó bằng cách ném bọn họ vào trong cửa không gian, thì Lâm Dạ mở hệ thống lên, anh bảo, "Được rồi, chúng ta quay về sửa soạn, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đợi thời gian chờ cá coi của Bạch Chỉ kết thúc, trực tiếp mở khu rừng người khổng lồ mất mạng, bắp cá coi đang chờ." Dứt lời Bạch Chỉ và Tô Mộc Mộc vui vẻ đồng thanh đáp, "Ừm." Một ngày sau Giang Thành SKB, Lâm Dạ cùng Bạch Chỉ và Tô Mộc Mộc đang ngồi ăn uống trong nhà hàng. Tô Mộc Mộc cất tiếng nói, vì để thăng cấp chuẩn bị thi khảo, Hình như từ sau khi thức tỉnh thiên phú, chúng ta chưa từng thả lòng ăn một bữa lớn như thế này bao giờ. Lâm Dạ đáp, "Yên tâm, liên minh tệ hôm nay chúng ta kiếm được chỉ có nhiều chứ không có ít." Còn Bạch Chỉ thì vẫn hào hứng biểu cảm hạnh phúc ngồi ăn ngon miệng. Rồi Lâm Dạ nói tiếp, "Có thời gian rảnh, chúng ta có thể thường tới đây." Tô Mộc Mộc trả lời, "Ừm, được." Cô đỏ mặt ngượng ngùng khẽ đánh ánh mắt đi, phụng phịu bảo, "Thật ra vẫn là giữ lại mua trang bị thì tốt hơn, tôi đâu phải trẻ con, cũng không cần tiêu nhiều tiền ăn chơi giải trí như thế." bạch chỉ cũng đặt bát xuống miệng dính đầy thức ăn mà ngập ngừng đề nghị đại lão thật ra em có thể chia tiền à không đúng hay là em thanh toán cho nhưng lâm dạ chỉ cười nhẹ đáp lần sau đi tiểu đội chúng ta không thiếu tiền vốn bỗng lúc này một người phục vụ đi đến niềm nở cuối người trước lâm dạ cất tiếng nói chào anh hóa đơn bàn này của anh đã được vị tiên sinh đó thanh toán rồi nghe thấy điều này làm anh có chút bất ngờ mà hả một cái lâm dạ lập tức quay đầu nhìn về phía trước bàn gần đó khi thấy có một người đàn ông ngồi đó mỉm cười gật đầu thì anh mới nghĩ thầm thắc mắc anh ta là ai? Anh ta là cần sự liên minh chức nghiệp giả thượng quan Yên Trương Mô Linh Vận Tông. Chào mọi người, anh ta đi đến giơ tay giới thiệu, tôi là thượng quan Yến cán sự liên minh chức nghiệp giả, đồng thời là trưởng Môn Linh Vận Tông. Nhóm Lâm Dạ cũng đứng dậy, anh bắt tay thượng quan Yến đáp, chào anh, tôi là Lâm Dạ, học sinh học viện chức nghiệp giả số 1 của Giang Thành, họ là đồng đội của tôi, Tô Mộc Mộc, Bạch Chỉ. Anh ta cười nhếch miệng nói tiếp, tôi biết, tôi đến muốn mời cậu gia nhập Linh Vận Tông để tiện cho việc tiến vào liên minh chức nghiệp giả trước. Nghe đến đây cả ba người đều ngỡ ngàng ngạc nhiên, Tô Mộc Mục thốt lên, tiến vào liên minh chức nghiệp giả trước. Tuy nhiên Lâm Dạ lại nghiêm túc trả lời rằng, "Nhưng tôi không tham gia kiểm tra chức nghiệp." Huống hồ, nếu tôi đồng ý với anh, không thể hiện thực lực của mình trước công chúng đã vào liên minh, rất khó không bị nghi ngờ tôi dùng đặc quyền để đi cửa sau nhỉ. Cuối cùng anh quyết định cho nên, tôi sẽ không đồng ý với anh. Hơn nữa, tôi cũng không có kế hoạch gia nhập bất kỳ môn phái nào." Rút lời hai ly rượu được rót ra. Lâm Dạ và Thượng Quan Yến mỗi người nâng một ly, anh ta bảo cái này, tôi quả thực chưa từng nghĩ cậu sẽ từ chối. Cũng phải, kẻ mạnh muốn có suy tính của mình. Không sao, mong có thể thấy cậu nhanh chóng gia nhập liên minh. Anh ta vừa nói vừa tu một hơi hết ly rượu trên tay. Thượng quan Yến niềm nở nói thêm, có gì cần có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đây cũng là ý của liên minh ưu đãi nhân tài. Còn có, xuất phát từ lòng riêng của tôi đợi ngày cậu đến. Tôi muốn quang minh chính đại mài giữa với cậu một phen. Lâm dạ cười mỉm ẩn ý đáp. Không thành vấn đề. Vừa nói anh vừa nghĩ linh vận tông sao người này cũng có chút thú vị đến thứ hai hoa viên học viện nhóm ba người lâm dạ tập trung lại anh nói lớn thử thách mới bắt đầu rồi bạch chỉ lập tức cô ấy biến hóa những con cá vàng xuất hiện hệ thống liền báo bạn đã được ban một sức mạnh chưa biết có được bắp đặc biệt sự chú ý của nữ thần may mắn mỗi lần vượt qua phó bản có thể nhận một dương bầu nâng cao một cấp duy trì 24h kết hợp với lâm dạ anh đưa tay về phía trước sử dụng giấy thông hành dùng chìa khóa khởi động cửa truyền tống khu rừng người khổng lồ mất mạng hệ thống cùng lúc hiện kiểm tra thấy yêu cầu mở cửa truyền tống phó bản đang xác nhận hãy đợi phó bản bí cảnh khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp tại họa đã khởi động sau đó cánh cửa không gian mở ra thông báo sắp tiến vào khu rừng người khổng lồ mất mạng cấp cấp 8 đến 15 độ khó tai họa giới thiệu tại ách thế gian coi nơi đây là nhà u minh tịch mịch là đích đến nơi này là vùng đất nơi tộc người khổng lồ mất mạng cũng là vùng đất tuyệt vọng đong đầy cái chết và bên trong khu rừng hoang vắng rậm rạp lâm dạ đi đầu cất tiếng nói khu rừng người khổng lồ mất mạng nghe nói là mảnh vỡ bí cảnh do bí cảnh cỡ lớn nào đó phân ly ra tuy rằng cấp 8 đã được vào nhưng nó có độ khó công lực cấp chữ tại những phó bản khác đều không đuổi kịp bất ngờ một chấn động xuất hiện một con yêu quái xuất hiện đó là tên gọi binh sĩ u linh vọng quốc cấp 8, sức mạnh 15, thể chất 15, trí lực 11, tinh thần 12, hai nhanh nhạy 11, tư chất hoàng kim kỹ năng chém ngang xung kích nhảy chém đâm thẳng bạch chỉ và tô mộc mộc sẵn sàng vào tư thế chiến đấu cô hét lớn lâm dạ hai con quái nhỏ này giao cho bọn tôi trước bạch chỉ tung chiêu phòng sinh chi lệ tấn công vào binh sĩ u linh vọng quốc làm giá trị sinh mệnh của nó âm 200, trăm trí mạng giá trị sinh mệnh âm 623. sau đòn tấn công ấy tô mộc mộc mở to mắt thốt tấn công của tôi tiếp đó là bạch chỉ cô chém liên tục vào binh sĩ u linh vong quốc làm giá trị sinh mệnh âm 150. giá trị sinh mệnh âm 150. giá trị sinh mệnh âm 150. khi này cô ấy mới tiếp lời tô mộc mộc thật sự gấp đôi rồi khi này lâm lâm dạ búng tay sử dụng thuật trị liệu, thuật rõ nét. Anh bình tĩnh quan sát chỉ đạo hai người kia chiến đấu, chú ý combo chém ngang và xung kích của chúng ngồi xuống lăn, vừa nói anh vừa suy nghĩ. Xem ra trang bị mới rất có tác dụng, năng lực tấn công của Mộc Mộc và Bạch Chỉ đã vượt qua phần lớn học sinh cùng cấp. Binh sĩ U Linh vong quốc chém một đòn nhanh như chớp nhưng Bạch Chỉ đã nhảy lên cao tránh được đòn tấn công. Bên phía Tô Mộc Mộc cũng diễn ra vô cùng khốc liệt. Cô tung chiêu, bong bóng đọc, kết hợp với liệt diệm trảm của Bạch Chỉ, hai đòn tấn công trực tiếp đánh tan binh sĩ U Linh vong quốc bỗng mặt đất cây cối nơi đây lại chấn động liên tục ngay trước mặt ba người họ mặt đất nứt toạc một luồng sát khí đen tối tràn đến tô mộc mục thắc mắc đây là bạch chỉ lo lắng nhắc nhở a à, mọi người cẩn thận đến lượt lâm dạ anh nhíu mày triệu hồi quyền trượng trong tay thông báo chú ý boss đầu tiên đến rồi đó là binh sĩ u linh vong quốc cấp 13, sức mạnh 27, thể chất 22, mươi trí lực 15, tinh thần 18, nhanh nhạy 20, tư chất bạch kim kỹ năng kỵ sĩ đột kích thương ánh sáng bảo vệ giao chắn sư tử ánh sáng thần thánh lâm dạ tấn công binh sĩ u linh vong quốc bằng chiêu đảo ngược trư tinh thần diệu đọa thiên địa ngục trước sức mạnh của anh tô mộc mộc hoang mang thốt lên giết chết rồi nhưng lâm dạ nhíu mày ánh mắt lòe ánh sáng nói không vẫn chưa anh hét lớn chú ý vị trí rỉa máu thêm tăng sát thương chảy máu dứt lời từ trong khói bụi mù mịt bóng đen của binh sĩ u linh với cột sức mạnh đang còn một nửa hiện lên nó bất ngờ lao về phía trước lập tức tô mộc mục tung chiêu phòng sinh chi lệ bong bóng độc xông lên cùng bạch chỉ với chiêu lưu hỏa chạm trận chiến vô cùng khốc liệt cả hai người liên tiếp tấn công binh sĩ u linh hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh âm tám trăm giá trị sinh mệnh âm năm mươi giá trị sinh mệnh âm năm mươi linh kỵ trắng trúng độc đồng thời trị sát thương liên tục nhận đi bắp chảy máu giá trị sinh mệnh âm sáu trăm thế nhưng dù dính đòn nhưng binh sĩ vẫn không một chút thương tích nào nó sử dụng Kỹ năng kỵ sĩ ánh sáng thần thánh giá trị sinh mệnh 2000 tất cả thuộc tính của bản thân tăng cao kỹ năng kỵ sĩ, bảo vệ phòng ngự vật lý và phòng ngự ma pháp cầu bản thân tăng 40%. Thấy vậy Tô Mộc Mộc mới hoảng hốt giật mình thốt lên, đây là kỹ năng cố định của linh kỳ trắng sao đánh còn 1 phần 4 máu thì sẽ tiến vào trạng thái vô địch như thế này. Bạch Chỉ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cô ấy thở hát một hơi bảo, boss đầu tiên đã có tính thử thách thế này. Khi này Lâm Dạ lại gần Tô Mộc Mộc giải thích, đây là kỹ năng riêng trước khi kỵ sĩ này biến thành vong linh, thuật thanh tích, tôi đi rất mũi nó hai người chú ý đừng kéo thù hận của nó dứt lời anh nhảy lên duy trì khoảng cách nhất định với linh kỵ trắng quát lên đến đây linh kỵ trắng rồi anh cười thầm nghĩ vị trí này khó trốn nhưng tầm nhìn rõ ràng khoảng cách vừa đẹp nếu là một kỵ sĩ chuyên nghiệp nhất định sẽ sử dụng cách tấn công từ xa ví dụ như ném thương đang suy nghĩ thì linh kỵ trắng tung chiêu kỹ năng kỵ sĩ rào chắn sư tử sợ thêm cho bản thân rào chắn bảo vệ giúp chặn 300 sát thương vật lý và 300 sát thương ma pháp kỹ năng kỵ sĩ phi thương ánh sáng chiêu thức xuyên qua đất đá trực tiếp lao thẳng về phía lâm dạ một cú nổ va chạm lớn vang lên cho thấy sức mạnh tàn phá khủng khiếp của linh kỵ trắng sau đòn tấn công ấy trong khi cái cây đằng sau lâm dạ bị thủng một lỗ lớn nhưng anh thì vẫn không chút tổn thương nào cả hệ thống cùng lúc báo nghịch chuyển càn khôn giá trị sinh mệnh cộng một lực tấn công tăng cao lực phòng ngự tăng cao tốc độ di chuyển tăng cao điều này làm linh kỵ trắng giật mình bất ngờ tuy nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị một đường xoẹt qua như tia chớp của lâm dạ với chiêu thuật trị liệu ngược thuật cướp đoạt Lâm Dạ di chuyển tốc độ, anh suy nghĩ, tấn công xa không được, tiếp theo sẽ thế nào? Mình đoán sẽ sử dụng kỹ năng loại đột kích, lấy lại vũ khí, đổi thành tấn công cận chiến. Không ngoài dự đoán linh kỵ trắng cưỡi lên con ngựa chiến được ngưng tụ linh lực mà thành, nó cầm mũi thương cứ thế lao về phía Lâm Dạ với kỹ năng kỵ sĩ kỵ sĩ đột kích. Tức thì anh tự tin đối đầu sử dụng kỹ năng đạo cụ chớp nhoáng. Thuật thanh tích đảo ngược thuật u cấm, cả hai bên dùng toàn lực của mình để đối đầu, không ai nhường ai. Anh sử dụng siêu tốc độ của mình tự tin lao qua linh kỵ trắng. Hệ thống thông báo. Sau khi trang bị đa thiểm thước, tất cả thuộc tính tăng 20 điểm, có được kỹ năng chủ động chớp nhoáng, tốc biển khoảng cách 10m về hướng chỉ định. Lâm Dạ cười nhếch miệng mà nghĩ, "Ha, ah, rất tiếc, ngươi đã tiến vào kế hoạch của ta." Nhận thấy hành động kỳ lạ của Lâm Dạ, linh kỵ trắng quay đầu hoang mang. Bất ngờ rất nhiều đòn tấn công đánh vào nó làm giá trị sinh mệnh âm 56, giá trị sinh mệnh 47, giá trị sinh mệnh âm 32. Khi này Lâm Dạ nghĩ thầm, cơ hội tốt sau khi đột kích từ xa kỹ năng ánh sáng thần thánh nó đã tiêu hao rất nhiều bây giờ chỉ có thể tay không đến lãng phí tốc độ tấn công bùng nổ của nó về phía anh giá trị sinh mệnh cộng 500 thông báo vang lên hai lần giá trị sinh mệnh đã đạt giới hạn giá trị sinh mệnh đã đạt giới hạn còn linh kỵ trắng thì lại là thông báo kỹ năng ánh sáng thần thánh của linh kỵ trắng kết thúc kỹ năng bảo vệ kết thúc kỹ năng rào chắn sư tử kết thúc nhận thấy bản thân yếu thế trước lâm dạ linh kỵ trắng liền quay đầu bỏ chạy nhưng ngay lập tức nó đã bị tô mộc mộc cùng bạch chỉ đứng ở đầu trận lại tô mộc mộc sử dụng những dây xích lớn trói chặt lấy chuyển động của linh kỵ trắng cô nói bây giờ muốn chạy muộn rồi chính lúc này lâm dạ nhảy vào anh cất tiếng nói vừa đúng lúc thời gian chờ kết thúc đảo ngược thần khí liệu pháp tại ách giáng lâm đảo ngược chư tinh thần diệu đọa thiên địa ngục giáng vào linh kỵ trắng kết thúc trận chiến hệ thống báo đã giết linh kỵ trắng nhận được tám sáu giá trị kinh nghiệm lâm dạ nâng lên cấp 9 tô mộc mộc nâng lên cấp bảy bạch chỉ nâng lên cấp sáu bạch chỉ còn thốt lên không hồ là phó bản cấp tai họa chỉ là boss đầu tiên đã có độ khó thế này trong khi bạch chỉ ở phía sau nhìn theo bóng lưng lâm dạ mà suy nghĩ nếu không phải lâm dạ có kỹ năng có thể cho bọn mình miễn thương với kỹ năng bây giờ của bọn mình cho dù có trang bị kim cương cũng rất khó qua cửa thì anh đã đi trước bảo boss thứ hai đó theo như công lược có thể có lẽ thông qua biển chỉ đường là sẽ đến núi bên nó anh nhíu mày lấy một tay nhìn ngó quan sát thắc mắc chỉ là kỳ lạ mình đi vào sao không có biển chỉ đường chỉ dẫn bất ngờ một đám dây leo to lớn từ bên dưới vực thẳm xuất hiện siết chặt lấy ba người bọn họ khi này âm dạ nhận ra hóa ra là thế có lẽ là cách truyền tống đặc biệt là phó bản cấp chữ tài bọn họ bị dây leo quăng lên trên trời cao rơi tự do chính lúc này lâm dạ cười nói lúc rơi xuống nhớ lăn nếu không sẽ bị phó bản coi là bị thường dứt lời anh vung tay làm phép một quả cầu màu đỏ lớn xuất hiện làm bệ đỡ cho bọn họ nhảy xuống lâm dạ sau khi đáp đất thì đứng hiên ngang bảo cuối cùng cũng sắp gặp chú lão sử trong truyền thuyết rồi sao bỗng anh bị ăn một đạp người quang đột thích mạnh vào bụng tô mộc mộc hoảng hốt hét lớn cẩn thận lâm dạ Bạch Chỉ cũng trợn mắt thét, "Lão đại, boss với tên Hắc Ám chủ kỵ, cấp 15, sức mạnh 40, thể chất 50, trí tuệ 50, tinh thần 25, nhanh nhẹn 40, tư chất kim cương, kỹ năng thăng long trăm, nguyệt quang đột thích, tam liên châm, nguyệt quang kiếm khí, giải phóng ẩm chủ, chủ thuật phụ ma giới thiệu đặc biệt một sinh vật bí ẩn chưa biết xuất hiện ở đây vì một lý do nào đó không rõ. Nó với hình dáng khổng lồ xuất hiện đi về phía Lâm Dạ. Khi này anh bị mũi giáo của chú lão sư xuyên qua nhưng vẫn cất tiếng nói. Chú lão sư, nghe danh đã lâu anh đau đớn hai tay nắm chặt lấy mũi giáo to lớn đang đâm xuyên qua mình mà hoang mang nghĩ thầm chẳng trách là boss có sức chiến đấu thiện hoa bản có thể không cần hiện thân mà cứ trực tiếp công kích đối với các chức nghiệp giả luôn kìa hay là mình dùng phản chuyển cân khôn nếu lợi như không trốn được công kích của nó thì chẳng phải là đô thảm họa hay sao vừa nghĩ đến đây chú lão sư lập tức thu mũi giáo lại hệ thống vang lên chú thuật phù ma khi bước vào trạng thái tham chiến bạn sẽ tự động phù phép lên vũ khí của chính mình vũ khí bị phù phép sẽ gây sát thương phép khi tấn công giải phóng lời ấm chú tất cả thuộc tính của bản thân đều tăng lên cao bất ngờ nó chém một nhát cú chém nguyệt quang kiếm ảnh không thể tránh được công kích định hướng ảnh hưởng tới những chức nghiệp có lượng máu nhiều và đánh chúng kẻ yếu đứng đằng sau cú chém cắt đôi mặt đất đất đá bay tứ tung thấy thế lâm dạng nghĩ thầm nhanh quá đi anh hét lớn mục mục bạch chỉ ải không cần phải trốn cứ trực tiếp đỡ đòn đi dứt lời bạch chỉ lấp tức vung đao cô ấy dùng một chém của mình đỡ lấy một chiêu của chú lão sư tao ra kiếm khí đổi xung sức mạnh xung đột này làm bạch chỉ phải cảm thán trong lòng lợi lợi hại quá đi cảm giác như tay mình bị gãy nát mất rồi vì cố gắng đỡ một chiêu ấy mà cô ấy đã khuỵu xuống ho ra một ngụm máu lớn điểm sinh mệnh của điểm sinh mệnh tô mộc mộc âm 465. của bạch chỉ âm 497. thấy vậy tô mộc mộc lo lắng hoảng hốt vội vàng chạy đến hét lớn gọi tên bạch chỉ khi này những suy nghĩ hiện lên trong đầu tô mộc mộc nguyệt quang kiếm khí vẫn chưa phải là kỹ năng lợi hại nhất của chú lão sư đâu chú lão sư đang tự động ngưng tụ sức mạnh cô vội vã một tay đỡ lấy bạch chỉ một tay đưa thuốc vào miệng cô ấy cô suy nghĩ đây còn là sát thương được tạo ra sau khi kiếm khí xung kích lẫn nhau cũng may là trước đó mình có chuẩn bị đầy đủ thuốc bây giờ không thể để lâm dạ chuyển sang kỹ năng nguyên bản của mục sư để chữa trị cho chúng ta được rồi về phía lâm dạ anh chuẩn bị tung chiêu chư tinh thần diệu một đòn đọa thiên địa ngục lập tức đánh về phía chú lão sư cảnh tượng vô cùng kinh khủng đất đá nứt vỡ một cột sức mạnh của lâm dạ từ trên không trung đánh thẳng vào người tên kia hệ thống báo liệu pháp thần khí tại ách giáng lâm trị liệu thuật lực đoạt thuật Khoảnh khắc bị dính đòn này, cột máu của chú lão sư đã có dấu hiệu giảm sút. Chính lúc này, tô mộc mộc mở to mắt, cô nhíu mày ngạc nhiên nhận ra. Thế mà tam liên đại chiêu của lâm dạ lợi hại như thế cũng chỉ cấu được một phần ba lượng máu của chủ lão sư thôi sao? Những trang bị của chúng ta đều là những thứ mới nhất mà. Không một chút do dự, cô liền lao về phía trước cùng chiêu kỹ năng mộc hệ độc pháo, kỹ năng bằng hệ bằng lăng thích. cả hai chiêu thức kết hợp đánh thẳng vào chú lão sư. Nhưng sau loạt đòn tấn công ấy, khói bụi tan đi bóng dáng chú lão sư vẫn không có chút thương tích thấy vậy lậm dạ nhíu mày ánh mắt tóe tia đỏ anh dùng siêu tốc độ của mình di chuyển liên tục anh nghĩ lại tới nữa rồi rồi nhảy lên vung quyền trượng vào chú lão sư nhưng cú đánh bị hắn ta nghiêng người tránh được chú lão sư tung chiêu thăng long chảm đánh bay lâm dạ làm điểm sinh mệnh âm 157. hắn ta dùng tam liên chảm đánh tới tấp về phía anh hệ thống liên liên tục vang lên điểm sinh mệnh cộng 789. điểm sinh mệnh cộng 521. điểm sinh mệnh cộng 378. lúc này chú lão sư im lặng chăm chú nhìn điều gì đó hắn ta nhắm đến phần cổ của lâm dạ đó là điểm chí mạng rồi trực tiếp tung một cú chém ngang chí mạng cảnh tượng này làm tô mộc mộc và bạch chỉ đang quan sát cũng phải hoảng hốt giật mình khói bụi mịt mù khắp nơi khi này lâm dạ vẫn bình thản thở dài một hơi anh lấy tay chạm lên cổ mình để trị thương điểm sinh mệnh cộng 888. anh cười tự tin dáng vẻ huyên ngang cất tiếng nói quả thật sức mạnh của chú lão sự thật không thể xem thường được vừa nói anh vừa nghĩ phải tập trung hơn nữa mới được trong khi chú lão sư đang tiến về phái tô mộc mộc và bạch chỉ thì lâm lâm dạ ở phía sau lưng bất ngờ ném quyền trượng về phía hắn với chiêu lực đoạt thuật chú lão sư phát giác quay đầu hệ thống báo điểm thu hận hắc ám chủ kỵ với mục sư lâm dạ 100%. hắn ta đổi hướng quay ý định đuổi theo lâm dạ anh cũng lập tức chạy đi không quên ra dấu hét lớn với tô mộc mộc rằng cứ tiếp tục như kế hoạch nhé cô nắm chặt tay đáp ok chú lão sư đã đuổi theo sát nút sau lưng lâm dạ còn anh thì vừa chạy vừa tung chiêu lực đoạt thuật anh cho rằng mình vốn kích hoạt toàn bộ thù hận rồi kéo về hướng này để ngăn cho hắn công kích mộc mộc với bạch chỉ cho dù thịt có dây đến đâu thì cũng có thể tỉa dần lượng mẫu của nó suy cho cùng đây là kỹ năng bẩm sinh để xoay chuyển tình thế mà đây chính là cách khắc chế sát thương đến boss đây mà tiếp theo đó cả ba người bọn họ xông vào đánh tới tấp chú lão sư anh cười nhếch mày suy nghĩ ngay cả khi đó là cấp độ thảm họa thì điểm sinh mệnh và thuộc tính phòng ngự đã được cải thiện rất nhiều đối với chúng ta mà nói thì cũng chỉ cần thêm một chút thời gian mà thôi bỗng chú lão sư quay ngoắt đi hệ thông báo điểm thu hận di chuyển hắn ta nhắm đến bạch chỉ đang đứng nấp sau thân cây chuẩn bị tấn công lúc này cổ sức mạnh của hắn cũng gần như sắp hết bất ngờ chiêu phân chuyển thần khí liệu pháp tai họa giáng lâm làm điểm sinh mệnh của chú lão sư âm 937. sau đó lâm dạ hiên ngang đứng trước mặt hắn anh hét lớn ê chú lão sư hãy nhớ đối thủ của ngươi là ta đó anh khiêu khích hắn tao sẽ chấn trước mặt đồng đội để khiến cho đòn công kích từ xa của mày luôn vô hiệu dứt lời phân chuyển chư tinh thần diệu đọa thiên địa ngục tung về phía chú lão sư anh quát lên nhận chết đi đòn tấn công này thực sự đã làm cố sức mạnh của hắn ta cạn đáy sau đòn tấn công ấy chú lão sư liền quỳ xuống dưới đất mắt hắn ta bất ngờ sáng lên ánh sáng kỳ lạ thấy vậy lâm lâm dạ mở mắt to nghĩ thầm đây là cùng lúc hệ thống hiện lên tiêu diệt hắc ám chủ kỵ và khiến hắc ám chủ kỵ đầu hàng nhận được chín ba điểm kinh nghiệm hắc ám chủ kỵ đã biến mất vĩnh viễn khỏi phó bản cụ nhân vẫn diệt chi xâm cự nhân vẫn diệt chi xâm cấp độ thâm họa giảm xuống cấp độ mộng ỉm dưới ảnh hưởng của bạn, cự nhân vẫn diệt chi xâm cấp độ mộng ỉm giảm xuống cấp độ khó. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cự nhân vẫn diệt chi xâm và đánh bại boss bí cảnh hắc ám chủ kỵ mà không nhận bất kỳ thiệt hại nào, nhận phần thưởng triệu hồi hắc ám chủ kỵ. Triệu hồi một kỵ binh lời nguyền bóng tối cấp 15 hoàng kim để chiến đấu cho bản thân, sử dụng trong khoảng 20 cấp, kéo dài trong 1 giờ. Thời gian hồi chiêu một ngày. Đọc đến đây Bạch Chỉ đứng bên cạnh mắt liền sáng lên, cô ấy hào hứng bảo: "Lão đại à cậu vậy mà đã tiêu diệt được chú lão sư rồi sao?" lại còn có thể triệu hoán chú lão sư đánh phó bản rồi làm giảm độ khó của phó bản xuống nữa sao? Lâm Dạ xoa đầu bạch chỉ đáp, đúng thế đây chính là thành quả mà chúng ta được hưởng đó. Vừa nói anh vừa nghĩ, quả nhiên đúng như dự đoán của mình, một boss như chú lão sư đã lâu không bị đánh bại, thì một khi bị người chơi diệt sát, nó có thể bị đánh bại mà không bị thương, cộng thêm may mắn và bắp cộng dồn, thì phần thưởng sẽ nhiều không tưởng. Đang vui vẻ thì bất ngờ Tô Mộc Mộc phát hiện ra điều gì đó cô hét lớn, "Mau nhìn đi kìa, hệ thống nhắc nhở vẫn chưa kết thúc đâu." trừ phi là vẫn còn thứ gì đó thần thần kỳ hơn nữa. Một luồng ánh sáng vàng chói lóa hiện lên trước mắt mấy người họ. Hệ thống nói rằng, nhận được tư cách vào phó bản cấp thiên tai xào huyệt bị lãng quên. Chúc mừng người chơi đã đạt được yêu cầu phó bản cấp thiên tai xào huyệt bị lãng quên. Người quan sát nguyên tội bảo vệ xào huyệt sẽ mở đại môn cho bạn. Trong khi Tô Mộc Mộc có chút ngạc nhiên thì Lâm Dạ khẽ vươn tay ra về phía luồng ánh sáng. Anh cười bảo, cô quên rồi lúc trước tôi đã nói. Chú lão sư chính là muốn lấy tư cách vào phó bản xào huyệt bị lãng quên. Anh nhíu mày nói tiếp, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, lấy được tư cách ra trận thay đổi cảnh quan phó bản không biết có ảnh hưởng gì với những người khác không cứ thế cả ba người tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của luồng ánh sáng tô mộc mộc thắc mắc có vấn đề gì sao đây là đang giúp người khác mọi người không cần lo lắng lại bị chú lão sư dạy làm người ở mức độ lớn nhất tránh được từ bỏ kiểm tra cuối cùng từ đó bước lên con đường trở thành chức nghiệp giả lâm dạ đi bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời ư tôi đang nghĩ như vậy có phải là họ sẽ thiếu đi một số rèn luyện cần thiết để trở thành chức nghiệp giả không không nghĩ nữa chúng ta tiếp tục tìm boss cuối đi cả ba người đã vượt qua hai con boss và tiếp theo là đang tiến về vị trí con boss thứ ba lâm dạ nói chỉ còn lại cự nhân của trung mặt trung sâu trong rừng rồi nghĩ đến bóng dáng to lớn khổng lồ của con boss thứ ba lâm dạ suy nghĩ thiết lập của cự nhân vẫn diệt chi xâm đặc biệt thần kỳ boss hắc ám chủ kỵ thứ hai mới là con có thực lực mạnh nhất trong phó bản boss lớn cuối cùng tuy trông giống godzilla nhưng chưa thức đóng mở lớn hủy thiên diệt địa thực tế là một tên ốc. hệ thống hiện thông tin tên cự nhân của trung mặt trung cấp 15, sức mạnh 25, thể chất 30, trí lực 10, tinh thần 15, tốc độ 10, tư chất hoàng kim, kỹ năng cự nhân bắn phá, cự nhân thiết quyền, giới thiệu đặc biệt sinh vật không rõ như câu đố vậy, không biết sao lại xuất hiện ở đây. Trước con cự nhân to lớn khổng lồ ấy, Bạch Chỉ dáng vẻ khẩn trương nói, "Đại lão công, công lực là phải dán sửa móng ở chân trái của nó đúng không?" Lâm Dạ đáp, "Ừm, không cần khẩn trương, tốc độ của tên này chậm, còn rung lắc quả lại rõ rệt." Anh chỉ đạo rằng, ép chân trái của nó vào, nó chỉ có thể cố dẫm thẳng lên cô bạch chỉ lắp bắp đáp được được vậy tôi lên trước nhưng anh lại đổi ý bảo ơ cô chờ chút lâm dạ ngăn bạch chỉ lại rồi cười bảo tôi không nói lần này cũng dùng cách như vậy để chú lão sư thay chúng ta làm công thế nào lời này của anh làm cô ấy có vẻ hoang mang khó hiểu dứt lời anh triệu hoán hắc ám chủ kỵ hắc ám chủ kỵ cấp 15, uy lực không thua gì lúc nó làm boss lâm dạ hét lớn ra lệnh lên đi chú lão sư trong khi con cự nhân đang ngơ ngác thì chú lão sư đã lập tức xông lên hắn tung chiêu nguyệt quang đột kích vào cự nhân cự nhân bị đánh cho hụt mấy một phần của sức mạnh sau đó phản ứng nó xoay người lại sử dụng cự nhân bắn phá khi này chú lão sư liếc mắt phát hiện ra sơ hở hắn liên tục sử dụng kết hợp thăng long chảm nguyệt quang kiếm khí tam liên chảm chính lúc này lâm dạ hét lớn mộc mộc tung đại chiêu bạch chỉ cho chúng tôi kỹ năng cường hóa là được cả hai cô gái đồng thay đáp được hệ thông báo cổ vũ của đại kiếm sĩ gia tăng công kích toàn đội gia tăng hiểu ý toàn đội sau đó bạch chỉ nhảy lên chém hỏa diễm kiếm khí cùng với tô mộc mục chiêu phóng sinh chi lệ độc ngâm tất cả sức mạnh dồn vào công phá cự nhận làm cổ sức mạnh của hắn giảm sút nhanh chóng gần như là cạn kiệt tiếp đó lâm dạ xuất chiêu đôi mắt anh lóe lên tia đỏ sắc khí đằng đằng anh gần giọng nói trực tiếp kết thúc đọa thiên địa ngục chỉ một chiêu đã trực tiếp kết liễu cự nhân cùng lúc hệ thống thông báo giết chết boss bí cảnh cự nhân của trung mặt trung nhận được tám điểm kinh nghiệm lâm dạ tăng lên đến cấp 10 tô mộc mục tăng lên đến cấp tám bạch chỉ tăng lên đến cấp bảy lập tức một luồng ánh sáng vàng phát ra từ người lâm lâm dạ anh đã tăng cấp thấy thế tô mộc mộc hào hứng vui vẻ thốt lên lâm dạ cầu cấp 10 rồi hệ thống cũng báo qua phán định người khiêu chiến hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn đánh ra phó bản nâng đến cấp sss nhận được gấp đôi kinh nghiệm lâm dạ tăng lên đến cấp y tô mộc mộc tăng lên đến cấp 9 bạch chỉ tăng lên đến cấp 8. điều này làm bạch chỉ ngạc nhiên ngập ngừng nói liên 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 tục tăng hai cấp tôi chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy tiếp đó là thông báo phó bản cự nhân vẫn diệt chi xâm bắt đầu kết toán phần thưởng chịu ảnh hưởng năng lực đặc biệt sự quan sát của nữ thần may mắn nhận được bảo dương vượt ải nâng cấp thành cấp kim cương hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn đánh giá nâng đến cấp sss chịu ảnh hưởng của năng lực đặc biệt sự quan sát của nữ thần may mắn nhận được một bảo dương bạch kim hệ thống hỏi có mở bảo dương không nhìn thấy phần thưởng là bạch chỉ và tô mộc mộc liền ôm nhau gieo vui oa tiểu bạch năng lực của cậu đúng là âu hoàng phụ thể cá chép tái thế còn lâm dạ vừa nhấn lựa chọn vừa cười đáp đây chính là nguyên nhân tôi thêm cô ấy vào đội tiếp đó mở bảo dương kim cương nhận được kỹ năng bích hải triều sinh cấp kim cương nhận được trang bị cự nhân chi tâm cấp kim cương mỗi người nhận được điểm thuộc tính tự do 10 15 thiểm điện chỉ 11 mở dương bạch kim mỗi người nhận được điểm thuộc tính tự do sis nhận được trang bị giáp ngược bạch sắc linh kỳ cấp bạch kim nhận được trang bị trường thương bạch sắc linh kỳ cấp bạch kim nhận được đạo cụ tùy thạch hồi 13 ngoài ra còn có cự nhân chi tâm loại trang bị mang theo toàn thuộc tính cộng 15 có kỹ năng chủ động cự nhân chi lực sau khi mở ra trong 5 giây nhận được hiệu quả bá thể tùy thạch hôi tăng phá giáp cho vũ khí nâng cao tấn công vật lý của vũ khí thiểm điện chỉ tăng thêm sát thương ma pháp nguyên tố lôi cho vũ khí giáp ngực bạch sắc linh kỵ bộ giáp giới hạn nghề nghiệp kỵ sĩ tăng sức mạnh thể chất giảm tốc độ của người mặc kích hoạt cả bộ nhận được hiệu quả đặc biệt riêng trường thương bạch sắc linh kỵ bộ trường thương giới hạn nghề nghiệp kỵ sĩ tăng sức mạnh kèm theo hiệu quả quang minh đầu thương sử dụng kỹ năng quang minh đầu thương năng hai cấp kích hoạt cả bộ nhân được hiệu quả đặc biệt riêng bích hải triều sinh kỹ năng chuyên môn của mục sư trong phạm vi hồi phục toàn thể hp của đội động bạn đồng thời ngẫu nhiên xua tan hai trạng thái giảm bớt. Phần thưởng lần này xuất hiện, Lâm Lâm Dạ vừa xem xét vừa nói, kỹ năng này không tệ. Hệ thống báo tiếp, phân chuyển Bích Hải chiều sinh vong linh từ hải level 1, triệu hoán tử vong làng chiều cần quét toàn bộ, tạo thành 500 điểm sát thương với toàn bộ kẻ địch trong phạm vi không bao hàm thuộc tính và trang bị đang tăng cường tăng HP, đồng thời ngẫu nhiên thêm hai trạng thái giảm bớt. Lâm Dạ vừa nghĩ đến boss đầu tiên vừa suy nghĩ, xem ra, thiên phú nghịch chuyển của mình không khiến cho kỹ năng tăng hiệu ứng nào của đội biến thành kỹ năng của nội quỷ giống với kỹ năng khống chế của boss chẳng hạn nguồn đột kích của bạch sắc linh kỵ là khống chế choáng giảm tốc độ của mình nhưng sau khi xoay chuyển sẽ biến thành xua tan khống chế trên người nâng cao tốc độ vậy thì bích hải triều sinh sau khi chuyển hóa thành kỹ năng sát thương vốn dĩ xua tan hiệu ứng làm giảm của bên mình chỉ biến thành tăng trạng thái hiệu ứng giảm của phe địch anh yếu này nghĩ tiếp nhưng nếu ngẫu nhiên thì không thể định nghĩa tính chất của nó có thể là giảm thuộc tính giảm hồi máu cũng có thể là khống chế gây choáng vân vân cuối cùng anh quyết định học kỹ năng bích hải triều sinh lâm giả cười thỏa mãn tiếp nhận kỹ năng anh cho rằng điều này nhắc nhở mình sau này phải chú ý học tập kỹ năng loại xua tan cấu thành cách đánh khống chế huống chi giới thiệu của nghịch chuyển càn khôn nói rất rõ nếu thiên phú đạt đến cấp cao thậm chí có thể thay đổi bản chất kỹ năng cuối cùng quyền giải thích thuộc về cảm giác tồn tại của bản thiên phú muốn xoay chuyển thế nào thì xoay chuyển thế đấy sau đó anh quay đầu nói với tô mộc và bạch chỉ rằng những thứ khác chúng ta ra ngoài mới sắp xếp phân chia chú lão sư biến mất chuyện độ khó phó bản giảm thấp tôi vẫn phải nói với những người ở học viện và thượng quan yến anh nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc suy đoán chắc là lại khơi dậy một màn rung động ngày hôm sau văn phòng hiệu trưởng thầy hiệu trưởng đập bàn hét lớn cái gì lâm dạ đã giết hắc ám chú kỵ trong rừng hủy diệt của người khổng lồ ông ấy liên tục đặt ra câu hỏi ta không nghe lầm người nói chính là người khổng lồ trong rừng hủy diệt cấp tai họa sau khi phó bản cấp tai họa đạt đến xếp hạng sss hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành độ khó của người khổng lồ của rừng hủy diệt sẽ trực tiếp giảm đi một cấp khi này thượng quan yên và hoàng thiên tề đang đứng trong phòng thượng quan yến trả lời đúng sau khi lâm dạ ra khỏi phó bản liền liên lạc với tôi qua liên minh xác nhận quả thật là như thế giấy chứng nhận xào huyệt bị lãng quên anh ta gật đầu đáp lấy được rồi phải biết rằng hiện nay chỉ có 73 người làm việc trong xào huyệt bị lãng quên trong đó có 24 người hy sinh toàn bộ người còn lại lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng không có một ai qua được thậm chí không đi hết một nửa quãng đường không ai trong số họ có thể thách thức lần thứ hai. Thượng Quan Yến nghĩ đến dáng vẻ tê thất bại bất lực của mình rồi anh nhíu mày nói nói tiếp, cũng không phải là bọn họ không muốn, mà là không lấy được chứng nhận tư cách thứ hai, hoặc là đã vượt qua giới hạn cấp độ. Lúc này Hoàng Thiên Tề đứng bên cạnh bỗng vỗ nhẹ vai Thượng Quan Yến, ông ta cười bảo, phải đợi hắn kẹt ở cấp 15 sẽ không tăng lên tới cấp 16 thì tiến vào. Đối với một tài năng chuyên môn giỏi như vậy, Liên Minh sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ tối đa. Tuy nhiên, sau khi tiến vào phó bản, vẫn phải dựa vào chính mình nghe đến đây thầy hiệu trưởng mới thực sự cảm thấy an tâm nói tốt quá rồi tốt quá rồi ừm ta và tất cả học sinh học viện đều phải cảm tạ hắn ông ấy thở hát một hơi nói tiếp đại hội biểu dương nhất định phải mở lúc trước tôi đã đề cập qua trong hội nghị dứt khoát niêm phong phó bản này lại nhưng bị mọi người phản đối dứt lời hoàng thiên tề nghiêm nghị lắc đầu cho rằng binh ở tinh không nhiều học sinh không dám đối mặt với khó khăn theo lý nên bị đào thải liên minh cũng sẽ không nuôi phế vật không thích hợp làm nghề nghiệp giả thầy hiệu trưởng cúi đầu nói ta chỉ là thở dài một hơi hắc ám chú kỵ đã đuổi học một số sinh viên khỏi học viện chúng ta nghe được những lời này thượng quan yến vẫn cười tươi tỉnh anh ta mở chiếc quạt trên tay ra phe phẩy bảo nói cũng không phải nói như vậy chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động lớn vang lên tô mộc mộc xông vào cô giơ chiếc điện thoại lên rồi lớn tiếng nói xin lỗi hiệu trường làm phiền một chút ta cùng tiểu đội của lâm dạ gặp phải một ít phiền toái cô kể rằng sau khi chúng ta rời khỏi phó bản thông báo tình huống cho liên minh mà không đến 24 giờ diễn đàn chuyên nghiệp đã lên tin tức này. Trên màn hình điện thoại là diễn đàn chuyên nghiệp với một bài viết là phân tích lâm dạ từng chút một đến tôi cùng là người sa đọa hay là thiên phủ mà khí. Rồi tô mộc mộc nói tiếp, rất nhiều người chỉ ra thuộc tính của lâm dạ, không chỉ cộng điểm, còn nói rằng kế hoạch cộng điểm và bán chiến lược, trang bị của hắn là bại hoại. Thậm chí có người ác ý phân tích từng cảnh quay chụp lén video của hắn, nói thiên phú của hắn không hợp lý, không thực tế nghĩ rằng tài năng của hắn là ma khí, nghĩ rằng hắn đã thỏa thuận với quỷ. Cô gay gắt, nếu lâm dạ là học viên xuất sắc nhất của học viện nghiệp giả là nghiệp giả tương lai được học viên nhìn chúng mọi người hẳn là đều biết tính cách và thực lực của lâm dạ anh ấy là niềm vinh quang của học viện chúng ta cô rối rít cầu xin xin hãy làm điều gì đó cho lâm dạ bạn học tô mộc mộc nghe thấy điều này thầy hiệu trưởng liền đáp chúng tôi hiểu tâm tình của cô không chần trừ thêm một giây phút nào thượng quan yến liền mở hệ thống lên đanh giọng bảo tôi lập tức kiểm tra diễn đàn trên mạng có một người là id thần chi tử người đó đăng lên một video về lâm lâm dạ cùng lời bình luận Bản thân là thành viên cấp 35 Liên minh cao cấp, tốt nghiệp từ thủ phủ đệ nhất học viện nghiệp giả, tự chứng minh như sau. Xin xem phân tích sau đây của tôi, Lâm Dạ này là một người ác đoạ cái gì thần bí thiên phú, thiên tài ngang trời xuất thế, đều là giang thành lăng C và bên dưới có rất nhiều người tràn vào bình luận, ID chừng mắt như trung đồng tu sĩ có thiên phú xuất ra là chưa từng có. Càng miễn bàn tổn thương nổ tung như vậy, treo một thân trang bị cấp kim cương, còn chọn nở, không thừa nhận video là B, chính là người này đã giao dịch cùng ác ma An dưa tiền xxxxxx ta có nhân mạch thầy giáo của bắn là bạn của bố tôi học viện bọn họ kỳ thật rất nhiều người đều đang nghi ngờ những video kia đều là giàn dựng người qua đường a thật hay già còn có thể như vậy tôi thả tin hắn giao dịch với quỷ dữ còn hơn ăn dưa xxxxxx bây giờ tôi xác định đây là một trò lừa đảo kẻ lừa đảo so với ác đọa giá tốt hơn một chút chỉ hy vọng liên minh nghiệp giả có thể nghiêm tra xử lý nên trừng phạt mạnh mẽ không nên bao trẻ cả thượng quan yến và hoàng thiên tề đang nghiêm túc đọc những lời bình luận ở dưới mời lâm dạ ra ngoài chứng minh bản thân nếu không chúng ta có lý do để nghi ngờ hủy bỏ tư cách kiểm tra chức nghiệp của ác đoạ giả nhưng lâm dạ rõ ràng vẫn chỉ là một học sinh các người suy luận có tội có chút quá đáng đi sao có thể là ác đoạ giả các ngươi lúc thì tạo thần lúc thì đấy thần thật là khó coi câu nói này thật nực cười người đã bị tẩy não bởi sự cường điệu và những người có đầu óc để thắc mắc thường không giống nhau lên đạn và bay thêm một lúc nữa một lúc sau thầy hiệu trưởng đế khuyên bảo tô mộc mộc rằng bạn học tô tôi và cô cùng đi xác minh tình huống của vị giáo viên này Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu. Về phía Hoàng Thiên Tề ông ta cười châm biếm nói: "Ha ha, giáo viên này tồn tại có hay không cũng khó mà nói." Thượng Quan Yến tiếp lời: "Đây rõ ràng là do người ngoài không biết nội bộ Liên Minh bị ra, ta đề nghị là Liên Minh và trường học còn có hoàng gia khởi ra tuyên bố chung, nhưng chỉ sự cường độ này cũng không đủ." Bất ngờ Lâm Dạ xuất hiện, anh tuyên bố: "Các vị, ta xin tiến hành kiểm tra ma khí." Thấy anh Thượng Quan Yến lên tiếng gọi tên anh. Sau đó trên tin tức đính chính là hình ảnh một người bị bắt giữ và Thượng Quan Yến Hoàng Thiên Tề cũng đã lên đính chính rằng, liên minh ba bên đối với lời đồn phủ nhận có cường độ đã kích nhất định, mà cái gọi là tin tức đến từ nội bộ trường học, kỳ thật căn bản không có một người như vậy. Nguồn gốc của tin đồn cũng đã thừa nhận là mình gây nên, ấn ký đã được đóng dấu trên giấy tờ, mà chuyện Lâm Dạ giao dịch với ma vật. Buổi sáng sớm tại bên ngoài căn cứ liên minh, lúc này Lâm Dạ vừa đến thì có rất nhiều nhà báo săn tin tập trung đến chụp ảnh nháo nhào gào thét thăm dò. Lâm Dạ, thiên phú của cậu và ác ma rốt cuộc có quan hệ hay không? Lâm Dạ, có thể nói vì sao cậu cần tiến hành kiểm tra ma khí không? Xin hỏi tính uy tín của liên minh có thể bảo đảm không làm thế nào để chúng ta biết máy móc không bị giả mạo? Lâm Dạ, Lâm Dạ cậu là tấm gương của học viện chúng ta không thể bị đánh ngã. Còn có người bảo, oa, Lâm Dạ thật sự tới, nghe nói hắn chủ động yêu cầu tiến hành kiểm tra ma khí. Ừ, nội bộ liên minh nước rất sâu, tùy tiện nhìn xem là được, nhưng tất cả chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng từ Lâm Dạ. Thế là lập tức đám đông yên tĩnh chốt lát, tất cả bọn họ đều lo lắng đến nín thở không dám nói gì nữa. Sau đó Lâm Dạ cười khinh thường, anh quay lưng đi phán một câu, nhỏ gan như vậy, cũng không nên làm phóng viên. Lập tức mấy người khác phản bác chỉ tay vào đám nhà báo mà chửi bới, nói to lên sao lại không dám nói chuyện, vừa rồi vẫn đang thắc mắc về Liên Minh, không phải thế giới sẽ xoay quanh ông à? Ai nha, phát sóng trực tiếp rồi, mau nhìn mau nhìn đừng nói nhảm với hắn. Một lúc sau tại điểm phát hiện ma Khi. nơi này có rất đông lính canh gác, một người dẫn đường cho Lâm Dạ, xin hãy vào trong trận pháp chờ kiểm tra, còn có một máy đưa tin không và bên trong phòng Lâm Dạ liền cởi áo khoác ra, anh đáp, "Được." Hệ thống hiện, bắt đầu kiểm tra mức độ lây nhiễm ma khí, đang kiểm tra 5%, một luồng ánh sáng vàng lập tức bao quanh Lâm Dạ. Khi này một người lính canh đang cầm áo cho anh, anh ta cất tiếng nói, "Kia là, thực ra cậu không cần làm cái này, có vài người chính là không chịu được người khác ưu tú." Anh ta nghiêm túc bảo, "Hầu hết các chuyên gia đều tin vào sức mạnh của cậu." Dù nói thế nhưng Lâm Dạ lại bình tĩnh cười đáp, "Thật ra, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị." Khi này quá trình kiểm tra đã được 15%. Lâm Dạ nói tiếp, những người đó nói gì? Kỳ thật ta không quan tâm, chỉ là không muốn cho người tin tưởng ta quá lo lắng mà thôi. Nghe đến đây người lính kia trả lời, tôi hiểu rồi, quá trình được 50%. Trong lúc kiểm tra mấy người lính canh vẫn bảo, chúng tôi hy vọng cậu sẽ có một kết quả tốt, nếu không, chúng tôi chỉ có thể bắt cậu ngay tại chỗ. Lâm Dạ vui vẻ đáp, được. Sau đó anh nhắm mắt lại, quá trình kiểm tra đã được 85%. Trong thời khắc này ai nấy có mặt ở đây đều nuốt nước bọt căng thẳng cuối cùng khi quá trình đã được 100%, hệ thống thông báo, kiểm tra xong giá trị lây nhiễm ma khí là 0% không phát hiện giao ước nào với tà ma. Tin này hiện lên tất cả lính canh ở đó đều mừng rỡ thét lên, tuyệt quá, tôi sẽ in báo cáo cho câu ngay. Thế là thông tin về lâm dạ đã được công bố, mọi người ai nấy đều sửng sốt giật mình, cái gì thật sự một chút ma khí cũng không có, cái này, cái này làm sao có thể. Trên mạng xã hội, mọi người cũng ùa vào bình luận, tùy tiện nói người ta nhất định là người ác thì sao sao không nghe nữa. Ôi chúa ơi, một tu sĩ có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy mà không cần giao dịch với tà ma thiên phú của anh ta là gì đúng vậy ta cũng bắt đầu tò mô không phải là trời dáng từ vị tinh chứ dạ thân tuyệt đỉnh dạ thân vô địch lâm dạ cũng tự tin nói hiện tại ta muốn công bố điểm thuộc tính và cấp độ của mình nếu có phản đối gì có thể đến gặp tôi để đấu một trọi một hoặc đấu nhóm tùy ý trong lúc này về phía hoàng thiếu phong hắn ta đang đi khủng phát tiết chửi bới ở trên giường có tin điều này sao lâm dạ tên này tà môn như vậy tuyệt đối là bị ác ma mê hoặc dùng biện pháp gì trà trộn qua cuối cùng hắn ta nhảy qua cửa sổ phòng với quyết tâm không được bản thiếu gia phải cảnh cáo hắn buổi sáng sớm trong khi lâm dạ đang tay sách nách mang đi mua đồ ăn vặt cho tô mộc mộc và bạch chỉ thì có một bóng đen lén lén lút lút hành tung bí ẩn theo dõi anh từ phía đằng xa đó chính là hoàng thiếu phong hắn ta mặt nhăn mày nhó biểu cảm khinh thường nghĩ thầm thức ăn người nghèo trà sữa đồ ăn vặt lâm cầu quả nhiên đã xa đọa có thể phóng túng như vậy hừm hừm ngay sau đó hắn ta lúng túng bối rối thốt lên ớ ờ, người đâu khi này đằng sau lưng hắn một bóng đen từ từ tiến lại gần hoàng thiếu phong bất ngờ ăn một cú đạp mạnh vào mông cùng tiếng hỏi anh đã vượt ngục rồi hắn ta bị ngã úp mặt xuống đất hét lớn chết tiệt âm hiểm như vậy lâm lâm dạ ở phía sau tiếp lời vẫn là người theo dõi nguy hiểm hơn bị đạp ngã hoàng thiếu phong đau đớn xoa đít mình rồi hắn ta quay người chỉ thẳng vào mặt lâm lâm dạ chửi bới a người đừng không biết điều ta chính là tới cố ý nhắc nhiều người hắn còn danh mảnh ghé sát vào tay anh nói nhỏ cậu cũng gặp rồi phải không tà ma rác rưởi hay gì đó nhưng lâm dạ chỉ lạnh lùng đáp không có vừa nói anh vừa nghĩ đến cảnh khi mình ném đám người cướp bóc kia vào cửa không gian ngược lại lại gặp mấy tên độc ác nghĩ đến đây hoàng thiếu phong lại hồ hởi hét lớn đừng mạnh miệng bản thiếu gia chính là để cho người may mắn đánh bại sau đó bị con dẹp thâm uyên kia tìm tới cửa khuyên người một câu nhanh chóng báo lên liên minh tiếp nhận điều tra hợp tác với họ để lần theo dấu vết của quỷ dữ dù nói vậy nhưng lâm dạ vẫn tỏ ra nghi ngờ anh thắc mắc ô người nói thâm uyên ác ma coi trọng người người không chỉ chống lại được cám dỗ còn chủ động đầu hàng dứt lời hoàng thiếu phong tức giận hắn ta chỉ tay vào bản thân mình vẻ mặt tự tin bảo ừ một lũ chuột hèn mọn thậm chí còn không dám xuất hiện ở thế giới loài người còn vọng tưởng để bản thiếu ra thuần phục hắn ta cười lớn lên rong ta hoàng thiếu phong trời sinh là nhân vật chính muốn tiền đệ nhất muốn ngoại hình đệ nhất muốn thực lực cũng là đệ nhất cần loại phế vật thấp kém này chứng minh bản thân sao hành động này của hắn làm lâm dạ bất lực nghĩ thầm ha ha chỉ có thiếu nâng đỡ đệ nhất đi anh cười thầm nghĩ đến ác ma thông uyên rồi cho rằng nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy rằng tính cách cùng tố chất của người này còn cần phải xây dựng lại nhưng hắn chống đỡ được sự rụ rỗ của ác ma ngược lại làm cho người nhìn bằng con mắt khác sau đó anh liền sải bước lạnh lừng rời đi chỉ để lại một câu nói ta không chỉ ghét thâm uyên ác ma như người thiên phú mà ta có chúng lại càng không thể với tới điểm này chắc hẳn anh hiểu rất rõ nhận được phản ứng này hoàng thiếu phong ở đằng sau cứ chỉ tay về phía anh mà lớn tiếng ý cậu là sao lâm cầu chờ bản thiếu ra dù sao ta cũng không tin người ta sẽ đi báo cáo cuối cùng lâm dạ vẫn cho rằng ai vẫn là liên hệ hoàng thiên tề một chút rồi nhốt hắn lại đi thật ổn đang đi trên đường thì bỗng điện thoại trong túi quần vang lên thông báo lâm dạ liền mở điện thoại ra xem có tin nhắn nhắc đến anh a còng lâm dạ dạ thần dạ thần cả gan a còng chúng ta đã bắt được tên bịa đặt trong đoạn chat của hội tiếp viện chức nghiệp giả học viện dạ thần số 1 giang thành người có nick là dạ thần vạn tuế nhắn tin a còng lâm dạ dạ thần dạ thần cả gan a còng chúng ta đã bắt được tên bịa đặt người này còn đầu cơ trục lợi chiến lược cậu phát lâm dạ lạnh lùng nhắn hỏi ai người kia trả lời tà nguyên lớp chúng tai hắn dùng bản chiến lược người phát sửa lại một chút liền lấy ra đầu cơ trục lợi còn bôi nhọ cậu anh lại hỏi có bằng chứng không dạ thân vạn tuế trả lời hắn kéo một nhóm nhỏ để bịa đặt câu kéo lên đầu anh tôi anh tôi chụp màn hình cho tôi nhắn tin đến đây lâm dạ lại gửi một tin nhắn thoại nói rằng người này sau này bị đưa vào danh sách đen tất cả công lực và trang bị đều không lưu thông cho hắn là được về việc tung tin đồn mọi người có thể chụp ảnh bằng chứng và gửi cho tôi tôi sẽ thông báo trên diễn đàn liên minh chức nghiệp giả dạ thần vạn tuế nói rằng dạ thần nhưng các huynh đệ tức giận muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút có thể không anh gửi tin nhắn thoại cùng dòng tin nhắn cách kiểm tra chức nghiệp không xa không cần thiết vì một tiểu nhân phá hỏng tiền đồ đối với tương lai chức nghiệp giả mà nói trừng phạt tốt nhất chính là không lấy được điểm thuộc tính tự do lâm dạ vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại mọi người bắt được tảo nguyên ta có thể cho mọi người một phần công lực không bán ra bên ngoài người kia bất ngờ nhắn lại hỏi hà có thật là công lực không bán ra ngoài không anh đáp đó là đương nhiên cậu muốn copy gì cùng được không riêng gì như vậy nếu các người thấy còn có người như tào nguyên tố cáo nhiều hơn ta còn có nhiều phúc lợi công lực hơn cho mọi người nói đến đây bạn bè a hỏi lại a thật sao bạn b hu hu khi nào thì có thể giống như cậu ra công lực một cách đơn giản cuối cùng lâm dạ bảo đúng rồi báo trước một chút hướng dẫn trốn học của vùng đất Hải cốt lập tức xuất hiện mọi người xem giới thiệu nhé thế là ngay lập lập tức một bài viết được đăng lên rất nhanh chóng đơn giản với tiêu đề xem trước công lực trốn học của vùng đất Hải cốt mọi người liền tràn vào bình luận Dạ thân vạn tuế bảo trì lượng máu thánh kiếm 100% qua cửa cái quái gì thế? Bạn A dạ thần. Đây cũng quá vô lý rồi. Bạn B Lâm ca, anh vĩnh viễn là anh tôi, xin đừng thương tiếc, ra sức dùng công lực khen thưởng tôi. Sau đó Lâm Dạ nhắn một dòng dài rằng, nhưng tôi cần các cậu làm một tuyên truyền với nhiều học viên vì giá thấp mua bản lậu của Tào Nguyên, xâm hại quyền lợi của tôi. Kể từ hôm nay, bất kỳ ai mua hoặc phân phối bản sao lậu sẽ không bao giờ có được bất kỳ hướng dẫn nào mà tôi sẽ xuất bản trong tương lai. Mọi người cùng nhau trả lời. Hiểu rồi dạ thần, chống lại cướp chống lại bọn buôn lậu. Chúng tôi đi đây. Trên mạng xã hội hiện tại đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Có người bảo, từ hôm nay trở đi, xóa bỏ tất cả bản lậu công lực của Lâm Ca. Bạch Chỉ cũng tham gia nói, bất cứ ai cấp một lần nữa sẽ bị đưa vào danh sách đen và sẽ không thể nhận được bất kỳ công lực nào trong tương lai. Ai bao che cho ai đó sẽ bị coi họ là đồng phạm và bị chặn theo cách tương tự. Điều này làm mấy người tức điên mà chửi. Dựa vào cái gì chúng tôi muốn tiết kiệm một chút tiền liên minh cũng không được. Đúng vậy để tôi xem. Tào Nguyên là người tốt hai luồng ý kiến cứ thế tranh cãi không hồi kết một bên cho rằng những công lực này đều là lâm dạ chính mình khổ sở sáng tạo tào nguyên chính là một tên buôn lậu các người vừa muốn phần thưởng thông quan cấp sss lại muốn giá thấp nhất có phải quá vô lý hay không không ngờ lại để cho lâm dạ làm không công cho các người còn một bên thì phản bác lại không cho dùng thì không cho điều khoản bá vương còn có thể ra bao nhiêu công lực chứ tôi thấy tất cả đều là lăng xê vùng đất hải cốt công lực bảo trì lượng máu thánh kiếm 100%. chúng tôi đã có phiên bản thử nghiệm cái gì tôi muốn cứu mạng, tôi cũng muốn, tôi thèm khát đã lâu rồi. Vẫn có người nói, tôi không tin không xem thì không xem, người dùng đã thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, thế là rất nhiều người vào đồng lòng đứng về phía Lâm Dạ. ID này chúng ta sẽ chặn vĩnh viễn, tra một chút tin tức thân phận của hắn, những tài khoản khác cũng chặn như vậy, không vấn đề. Tôi cũng đã chặn, mong công lực của anh, làm thế nào để vào nhóm nội bộ Dạ Thần tôi cũng muốn tham gia. Số tiền lớn để mua tôi sẽ xóa những bản lậu đó ngay bây giờ hỗ trợ bản gốc Dạ Thần trong khi lâm dạ đang đi bộ sách đồ lên cầu thang thì có rất nhiều thông báo tin nhắn vang lên có thể tham gia nhóm nhã ngoại trừ vùng đất hải cốt còn có các đại phó bản công lược khác sau đó trước tiên liên tục đổi mới có thể thử trong nhóm có thể dùng thứ còn có thể cùng đại thần trao đổi bổ sung công lược giả trẻ không gạt tôi tới đây ta muốn vì đại lão lên núi đao xuống biển lửa chỉ cầu một thiên công lược tôi cũng muốn gia nhập nhóm fan của lâm dạ chúng ta là nhóm công lực đứng đắn mặc kệ đi mộ cương tái tôi là fan nào tân của anh lâm thế là lâm dạ đã được hơn 999 trăm tím yêu thích vừa nhìn thấy điều này lâm dạ đã ngơ ngác khó hiểu hả sao đột nhiên nhiều người như vậy rồi anh đành thở dài một hơi suy nghĩ nhưng khi phản kích tiểu nhân quả thật phải dùng phương thức đánh thẳng vào điểm yếu nói chúng tim đen thường thường hữu dụng hơn nắm đấm như vậy có thể ổn định con đường kiếm tiền của mình cũng không cần lo lắng cạnh tranh ác ý ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của mình một lúc sau khi về đến cửa nhà anh quyết định rằng nếu vậy hãy sắp xếp lại dữ liệu và thiết bị hiện tại dứt lời anh mở hệ thống ra trên đó hiện ra thông tin tên lâm dạ nghề nghiệp linh mục đẳng cấp 11, sức mạnh 15 cộng 20, thể chất 15 cộng 20 cộng 30, trí thông minh 75 cộng 20 cộng 30, tinh thần 15 cộng 20, nhanh nhẹn 15 cộng 20 cộng 20, trang bị kích hoạt trang phục của ma hoàng bốn mộ, dày tật phong, đá thiếm lạc, nhẫn ngọc lục bảo thức tỉnh thiên phú, nghịch chuyển càn khôn level 2, kỹ năng đơn thể, chữa bệnh cướp bóc, kỹ năng phụ trợ minh minh thuật u cấm thuật, kỹ năng nhóm thần khí trị liệu tai ách giáng lâm, chư tinh thần diệu đoạ thiên địa ngục. Bích Hải chiều sinh vong linh chi hải, đang đọc thì Lâm Lâm Dã phát hiện ra một dấu chấm than màu đỏ cảnh báo. Thế là anh bấm vào dấu chấm than đỏ, hệ thống tiếp tục hiện ra, Đảo ngược tình thế cấp 2. Đảo ngược cường hóa bản thân và tất cả kỹ năng với bản thân, có thể tự do lựa chọn mở và đóng. Nếu đạt tới cấp cao, thậm chí có thể thay đổi bản chất kỹ năng, hiện tại chuyển đổi hiệu quả trị liệu biến trừ máu, trừ máu biến trị liệu, tăng biến thành giảm, giảm biến thành tăng, áp dụng cho địch ta hai bên. Hiệu ứng tăng cường hiện tại giảm 10% tiêu hao sức lực và giảm 10% thời gian hồi chiêu không bao gồm 40% thời gian hồi chiêu tối đa cho thiết bị và kỹ năng. Điều kiện thăng cấp lần sau đẳng cấp cá nhân đạt tới cấp 20. Dùng kỹ năng đào ngược giết chết một vạn sinh vật phó bản bí cảnh. Thấy vậy Lâm Dạng nghĩ thầm, đây là muốn hướng tới hỏa lực không giới hạn nhưng chuyện thăng cấp có thể tạm thời để qua một bên, chờ sau khi kiểm tra chức nghiệp. Anh Đam Chiêu suy nghĩ cẩn trọng. Sau khi đột phá cấp 10, với phúc khí thăng cấp và điểm thuộc tính miễn phí, trí thông minh của mình đã đạt gần 150. Mục tiêu tiếp theo là đạt được giá trị trí tuệ là 150 sau khi loại bỏ phần thưởng khỏi trang bị. Sau đó, nâng cao nhanh nhẹn, tinh thần và thể chất. Cuối cùng xem xét sức mạnh. Dù vậy, thuộc tính phụ của mình cũng thuộc hàng đầu trong số học sinh. Rồi anh quyết định nhắn tin hỏi, "Triệu Khởi hàng sao tôi là Lâm Dạ?" Người bên kia ngập ngừng nhắn lại, "Lâm ca anh tìm tôi có việc gì?" Anh nhắn bảo, "Tôi muốn mua trang bị mục sư cấp vàng thượng trở lên bao gồm vũ khí, giày dép, dây chuyền cùng ngọc bội. Nhu cầu cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh." Điều này làm Triệu Khải Hàng có chút hoang mang lo lắng. Anh ta bảo rằng, "Lâm ca, cấp vàng dễ làm, nhưng nếu như cậu muốn thượng thì phiền toái." Lâm Dạ trả lời, "Không sao, cấp vàng cũng được." Cuối cùng Triệu Khải Hàng đồng ý, "Được rồi, chờ tôi gửi đồ cho anh." 10 phút sau, Triệu Khải Hàng quay lại với bốn trang bị và dòng tin nhắn, "Lâm ca, những thứ này người chọn, bản đồ thuộc tính, yêu khuyết điểm cùng giá cả tôi đều đính kèm bên cạnh. Một là tổng kết sàng lọc thuộc tính vũ khí, hai sơ đồ tổng kết nội dung sàng lọc giày khởi động." ba sơ đồ sàng lọc thuộc tỉnh ngọc bội bốn tóm tắt sơ đồ thuộc tính sàng lọc chuỗi lâm dạ vừa suy nghĩ vừa đắn đo chọn lựa lợi nhuận của vũ khí cấp vàng này còn có thể dày không phù hợp anh phản hồi lại cho triệu khải hàng tôi muốn vũ khí của mục sư quyền trưởng chữa bệnh sao dây chuyển xương cốt và ngọc bội bạch điểu dày không còn phù hợp nữa anh ta đáp được rồi xóa đi vậy tổng cộng ba trăm năm mươi lâm dạ hào phóng tiếp lời không vấn đề anh nhắn thêm à nhân tiện tôi cũng cần một ít đá rèn để rèn vài món trang bị lên cấp 10 cuộc hội thoại tiếp tục hà muốn ngay bây giờ giá cả có thể lời này có vẻ ẩn ý lâm dạ cũng không nhắn lại cuối cùng anh chống tay lên cằm bất lực nghĩ thầm cũng không thể nói cho anh biết tốt muốn đi công lực vùng đất chết chóc thấy không nhận được lời hồi đáp triệu khải hàng vội lúng túng xin lỗi xin lỗi lâm ca tôi nhiều chuyện rồi tôi lập tức đi làm giá cả rèn đức cộng thêm trang bị lúc trước tính toán tổng cộng cần hai triệu bốn liên minh tệ sau đó hai bốn liên minh tệ thành giao trang bị được chuyển cho lâm dạ là tên trang bị vòng cổ xương đẳng cấp rèn hiện tại cấp một tối đa 10 chất lượng cấp vàng hiệu quả trang bị thể chất cộng 10. mỗi giây hồi máu cộng 5. giá trị sinh mệnh cộng 200. lực phòng ngự vật lý cộng 20%. tên trang bị ngọc bội bạch điểu cấp độ rèn hiện tại cấp một tối đa 10 chất lượng cấp vàng hiệu quả trang bị trí lực cộng 10. tinh thần cộng 10. có hiệu ứng bạch điểu bạch điểu khi đeo sẽ triệu hồi ra một linh thể bạch điểu miễn giảm ba mươi thương tổn của một lần bị ma pháp công kích triệu hồi lại sau khi rời trận chiến tên trang bị trượng trị liệu chúng tỉnh đẳng cấp rèn hiện tại cấp một tối đa 10. chất lượng cấp vàng Yêu cầu trang bị giới hạn nghề mục sư hiệu quả trang bị trí lực cộng 10 điểm tăng 100 điểm công kích tạm thời cho các đối tượng sử dụng kỹ năng trị liệu. Không một chút do dự Lâm Dạ bắt đầu quá trình luyện hóa. Lâm Dạ miệt mài luyện hóa. Cuối cùng kết quả là rèn thành công, trang phục lộng lẫy của Ma Hoàng 4 bộ đã rèn tới cấp 10, Trượng chúng tinh trị liệu đã rèn tới cấp 10, vòng cổ xương cốt đã rèn tới cấp 10, ngọc bội bạch điều đã rèn tới cấp 10, thiết bị rèn tăng thuộc tính tăng. Kết thúc quá trình Lâm Dạ cười hài lòng nghĩ, tạm thời cứ như vậy đi. Anh cho rằng loại cấp độ trang bị này với xếp hạng sss toàn cấp vùng đất chết có lẽ là đủ rồi suy cho cùng trong phó bản như vùng đất chết những thứ rơi ra chỉ có tốt chứ không xấu bỗng lúc này anh nhíu mày đưa mắt về phía cửa phòng vì có động tĩnh vang lên lâm dạ liền lo đầu ra gọi tên mộc mộc khi này cô vừa tắm xong cả người chỉ tròn một chiếc áo tắm tô mộc mộc vì tiếng của lâm dạ mà giật mình đỏ mặt cô bối rối lúng túng vội vã nắm lấy gấu áo khăn tắm trên thân mình ánh mắt né tránh khuôn mặt đỏ bừng mà nghĩ thầm sao anh về nhà một chút âm thanh cũng không có Tôi đã dùng phòng tắm trong phòng anh, anh không phiền chứ? Cái này, nước nóng trong phòng tôi có vấn đề. Sau một hồi mãi suy nghĩ thì Lâm Dạ lại khẽ gãi gãi đầu, anh có chút đỏ mặt mà hỏi: "Ờ, không sao đâu, có cần tôi xem giúp không?" Dứt lời tôi mộc mộc ngượng ngùng đáp: "Không, không cần đâu. Đúng rồi, bây giờ anh có thời gian không tôi muốn nói chuyện với anh." Anh chỉ tay vào mình thắc mắc: "Hả tôi á? Có thể, nhưng cô sấy khô tóc thay quần áo trước đi, cẩn thận cảm lạnh." Cô ừm ở vài tiếng. Sau đó chạy biến đi cùng câu hét lớn, "Vậy anh chờ tôi một chút chỉ vài phút thôi." Hành động của cô khiến Lâm Dạ bất lực đành ở một tiếng đáp lại. 5 phút sau, sau khi đã thay quần áo tử tế, hai người ngồi ra ghế sofa nói chuyện. Lâm Dạ khoanh tay cất tiếng nói trước, "Nói đi, có chuyện gì? Sao còn trịnh trọng như vậy?" Tôi mộc mộc hơi cúi đầu cô nói nhỏ, "Ừm tôi muốn nói là trước đây tiểu Bạch Trí đã phàn nàn với tôi rằng cô ấy thực sự không thích chức nghiệp đại kiếm lắm, nhiều chỗ cô ấy vẫn chưa quen. Mặc dù đã cập nhật trang bị, phó bản đơn vẫn có chút khó khăn." Nghe thấy Thế Lâm Dạ liền nghiêm túc suy nghĩ rồi phân tích rằng, "A, à, vậy sao cô ấy chưa từng đưa ra yêu cầu với tôi, hơn nữa tôi thấy đại kiếm của cô ấy rất nhẹ nhàng, có thể có chút phiền toái, nhưng vẫn có thể làm được. Nếu có thể tìm được bằng chứng anh hùng có thể chuyển nghiệp, cô ấy có thể chọn lại một nghề tốt. Hôm nào tôi hỏi Hoàng Thiên Tế một chút, xem hắn có phương pháp hay không, nhưng muốn Bạch Chỉ tự mình xác định có thật sự muốn đổi nghề hay không." Nghe được câu trả lời này xong Tô Mộc Mộc đứng lên, cô cúi mặt chuẩn bị rời đi cùng lời nói vậy thật tuyệt vời tôi yên tâm rồi vậy tôi về trước đây nhưng lâm dạ dã lên tiếng bảo cô dừng lại anh nhíu mày nhận ra vẻ khác thường từ tô mộc mộc anh nói cô hẳn là còn có điều khác muốn nói không chỉ là vì bạch chỉ lời này thực sự làm cô nghẹn họng lâm dạ lại nói thêm một câu tôi đang hỏi chuyện của cô chưa kịp nói hết câu tô mộc mộc đã nhắm mắt đỏ mặt hai tay nắm chặt mà hét lớn đúng đúng rồi bị hai mươi cái tên tự đại này anh nhìn thấu rồi vậy anh nghe xong không được cười nhạo tôi anh che miệng cười khúc khích đáp ỏ nhất định lại càng làm cô xấu hổ mà cảnh cáo a a a không được cười nhạo tôi rồi tôi mộc một cúi đầu biểu cảm buồn bã ngập ngừng nói lâm dạ anh đã cấp 11 rồi đúng không anh có phát hiện hay không từ sau khi thức tỉnh thiên phú khoảng cách giữa chúng ta giống như càng ngày càng xa những lời này làm lâm dạ ngơ ngác hả có sao nhìn thấy phản ứng này của anh cô nghĩ thầm mình biết ngay cô bộc bách từ nhỏ đến lớn chúng ta hầu như đều chơi với nhau tôi nghĩ rằng ngay cả sau khi thức tỉnh tài năng Chúng ta nhất định sẽ là đối tác tốt nhất, có sự thấu hiểu ngầm nhất và có thể tin tưởng lẫn nhau nhất. Nhưng anh dường như không cần tôi, chỉ cần dựa vào khả năng của bản thân, anh có thể nhận được phần thưởng cấp độ ẩn và trở thành trung tâm của sự chú ý. Còn tôi, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của anh, hoàn thành một số phiền toái nhỏ mà anh có thể tự mình giải quyết. Tôi mộc mộc giớm lệ nói, tôi cũng mừng cho anh, nhưng khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn, lúc hạ bản, tôi dần dần cảm giác, tôi thật ra là một vật cản trở, không có cách nào để trở thành trụ cột của một đội. Lâm Dạ liền lại gần cô xoa đầu an ủi, "Mộc Mộc, cô nghĩ nhiều quá rồi." Nhưng cô lại run run bảo, "Đồ ngốc, đó là anh căn bản không biết." Trong suy nghĩ của cô, cô muốn nói với Lâm Dạ rằng, anh không biết tâm trạng của một người theo đuổi cố gắng theo kịp bước chân của người khác, nhưng càng ngày càng bất lực, tôi không muốn tiếp tục dựa vào anh nữa. Thế là Lâm Dạ quyết định hướng giải quyết việc này như sau, "Nếu đã như vậy, vậy từ hôm nay trở đi cô phải càng thêm kỷ luật, bữa ăn nhẹ và bữa ăn khuya sẽ bị hủy bỏ từ hôm nay, chỉ cần không phải lúc hạ bản, 5 giờ sáng." cùng tôi ra ngoài tập thể dục, mục đích là để tăng tốc độ phản ứng của cô. Những lời này như xét đánh ngang tai đối với Tô Mộc Mộc, cô gào thét lên, nhưng nhanh nhạy không phải chỉ cần trồng chất điểm là được rồi sao? Lâm Dạ liền hỏi lại, cô nghĩ điểm của cô có đủ dùng không? Càng nói càng làm Tô Mộc Mộc khóc thảm thiết. Bỗng anh chìa tay ra một vật màu xanh đưa về phía cô nói, "Được rồi, cầm lấy cái này." Tô Mộc Mộc liền lắp bắp hỏi, "Đây là trái tim người khổng lồ, cho tôi." Lâm Lâm Dạ trả lời, "Đúng vậy, quà cho cô." Anh cười nhẹ nói thêm, thứ này hoàn hảo để cô sử dụng trong thời gian chuyển tiếp cộng thêm bản sao của cô có khả năng nhân hiệu ứng lên gấp đôi mộc mộc tin tưởng chính mình hiện phú phối hợp chức nghiệp tiềm lực vô hạn khi này tô mộc mộc vừa nhận lấy trái tim người khổng lồ vừa im lặng lắng nghe những lời nói của lâm dạ thế là cô quyết tâm giơ hai tay lên làm hành động chữ mười cùng lời nói được rồi tôi sẽ làm bắt đầu từ hôm nay đồ ăn out lúc này lâm lâm dạ mới bất lực gãi đầu nghĩ thầm nha đầu lớn lên vẫn phải dùng những thứ thật sự để khích lệ mới được sao rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nói nếu đã như vậy Tô Mộc Mộc cùng bóng hồng phòng sinh chi lệ đè anh xuống ghế sofa. Cô danh mạnh nói: "Mời thầy Lâm trước tiên thí nghiệm một chút tiềm lực của nước mất phòng sinh của tôi đi." Khiến Lâm Dạ ngưng ngác hả một tiếng. Cô quyết định, đấm lưng, massage, nấu cơm, quét dọn, mọi thứ đều tinh thông nhà. Cả cô và phòng sinh chi lệ lao vào hành hạ Lâm Dạ cùng lời nói trêu đùa, anh phải tận hưởng nó. Bạch Chỉ ở trước cửa lén lén lút lút nhìn trái ngó phải liên tục. Rồi cô ấy mới mở cửa bước vào, vừa vào Tô Mộc Mộc đã vui mừng thét lên: "Tiểu Bạch Chỉ cô đến rồi." lâm dạ cũng cười bảo vất vả cho cô rồi còn bảo cô cố ý đi một chuyến khi này một luồng ánh sáng vàng quần quanh xuất hiện bạch chỉ lo lắng hỏi lâm dạ rằng bây giờ anh muốn xuống tử vong chi địa sao không nghỉ thêm một ngày nữa sao khi này bảng hệ thống đang hiện bạn đã được sử dụng sức mạnh không xác định để có được bắp đặc biệt ánh nhìn của vận may thần nữ và mỗi phó bản thông quan sẽ tăng dương bầu lên một cấp kéo dài 24 giờ rồi lâm dạ cười rơi chiếc chìa khóa lên đáp không cần ta đã nghỉ ngơi ngược lại mọi người mới đúng bạch chỉ cùng mộc mộc đi xem phim đi kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đạt được hiệu quả gấp đôi. Sau đó anh đã sử dụng chìa khóa thạch kiếm, triệu hoán bí cảnh tử vong chi địa một lần mở cửa truyền tống, MOT thứ sức mạnh đen phát ra. Hệ thống thông báo, tiến vào bí cảnh tử vong chi địa một lần chọn cấp độ khó nhất là cấp thiên tai. Lâm Dạ cũng biến đổi bộ đồ mục sư và ra lệnh, đi thôi. Khi này Tô Mộc Mộc hoảng hốt, cấp thiên tai ô Lâm Dạ anh. Lâm Dạ đi qua cửa không gian bước vào, phó bản bí cảnh tử vong chi địa, cấp độ cấp 15-25, độ khó cấp thiên tai cực nguy, kém cấp bậc người chuyên nghiệp quá lớn, xin cẩn thận tiến vào. Giới thiệu một khu vực hạn chế của sự sống bị bao phủ bởi cái chết. Bất kỳ sinh vật sống nào bước vào đó sẽ trở thành thức ăn cho đội quân xác sống. Đi đến đây, anh nghĩ thầm. May mắn thay, không có kẻ xâm nhập nào trong phó bản này. Nó có vẻ không khủng khiếp như mình nghĩ. Nghĩ thế, anh liền sử dụng nghi chuyển càn khôn. Hệ thống liên tục báo đỏ. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể bạn đã kinh động tử vong rực long. Nó đang thức tỉnh. Năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến khô yêu vương. Nó đang thức tỉnh. Năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến bất tử vô yêu, nó đang thức tỉnh. Năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến cự hình y thi thử phủ, nó đang thức tỉnh. Năng lượng sinh mệnh trong người bạn động đến tử vong chi nữ, nó đang thức tỉnh. Bước vào bí cảnh rộng lớn âm u này, có một đám xác sống trước mặt Lâm Lâm dạ sống dậy bọn chú liên tục diễn gì? Người sống, mỹ vị. Thông tin từ hệ thống hiện lên, tên thất linh quân đoàn, đẳng cấp 15, sức mạnh 10, thể chất 25, trí tuệ 10, tinh thần 15, nhanh nhẹn 14 chất vàng, kỹ năng oán hòa vong linh chi nọ u minh thẩm uyên đại quân tự linh thức tỉnh đang đánh úp đại quân hải lượng vong linh thức tỉnh bây giờ đang đánh tới tiếp đó cuộc bạo loạn của xác sống phong ấn được dỡ bỏ và thanh kiếm thánh miện chiếu xích diễm trấn áp nơi này xuất hiện bạn sẽ tạm thời có được sức mạnh vô song đó chính là thánh kiếm miện chiếu xích diễm thần khí không biết đẳng cấp không biết sau khi mặc vào bất kỳ công kích nào cũng có thể tạo thành 500% thương tôn khắc chế đối với sinh vật vong linh có được hiệu quả cảm trị 50% hiệu quả miền thương công kích kèm theo thuộc tính hòa diễm thần thánh tạo thành thương tôn hòa diễm thần thánh phạm vi lớn thấy vậy lâm dạ nghĩ thầm thanh kiếm đây không phải là đấu pháp lười biếng của cốt đầu thang sao anh nhíu mày cho rằng tất nhiên là không thể dùng khi này những dòng chữ đỏ trên hệ thống viết các yêu cầu cơ bản và các yêu cầu bổ sung để thông quan tử vong chi địa như sau một dưới sự tập kích của đại quân vong linh kiên trì sống sót 2 giờ chờ được đoàn kỵ sĩ thần thánh trợ giúp hai giết chết bất cứ boss bí cảnh nào đạt được bất cứ điều gì yêu cầu đặc biệt một giết chết tất cả boss bí bí cảnh ba hai tiêu diệt không ngừng vong linh sinh ra cũng thanh trừ tất cả vong linh sinh vật tử vong chi địa ba không sử dụng thánh kiếm miệng chiếu xích diễm bốn trong vòng hai giờ cũng chính là trước khi đoàn kỹ sĩ thần thánh đến hoàn thành ba nhiệm vụ đầu tiên năm bốn nhiệm vụ trước khi hoàn thành đọc đến đây lâm dạ nhảy lên tung chưa đảo ngược các ngôi sao làm đám xác sống giật mình chưa đoạn thiên địa ngục giáng xuống đã càn quét đập tan đám xác sống bọn chúng lập tức chìm trong biển lửa liên tục gào thét ngươi ngươi không phải con người nhân loại làm sao có thể phát ra hỏa diễm địa ngục a a a đau quá Tất cả lượng máu vong linh của quân đoàn vong linh âm 754. Dù bọn chúng nói vậy nhưng Lâm dã sắc khí mạnh mẽ, đôi mắt tóe đỏ vẫn tiếp tục sử dụng, đảo ngược thần khí trị liệu tay ách có phủ xuống. Một cột năng lượng đánh xuống đám xác sống làm mặt đất nứt toạc, đất đá tứ tung, cùng lúc hệ thống báo, tất cả lượng máu vong linh của quân đoàn vong linh âm 473, kích hoạt chảy máu, 77, bị thương trong một giây âm 1304 quân đoàn vong linh đã bị tiêu diệt. Nhận được kết quả này, Lâm Dạ nở nụ cười thỏa mãn nghĩ thầm, đúng như mình mong đợi sau khi đổi mới trang bị và thuộc tính, Ma Hoàng có thêm 90% trị liệu. Đám tiểu binh vong linh cấp hoàng kim cấp 15 này thật sự đã dọn sạch trong vòng một giây, ngay cả đại chiêu của Bích Hải Triều Sinh cũng không cần. Nhưng, ngay sau một đám nữa lại điên cuồng lao đến, hệ thống cho biết, một đoàn đại quân vong linh mới đã xuất hiện xin mau chóng đột phá đại quân phong tỏa, đi sâu vào đánh chết boss, phá hủy tế đàn tử vong. Đến lúc này Lâm Dạ mới nhớ đến đống trang bị thuốc thang được Bạch Chỉ và Tô Mộc Mộc nhét cho đầy túi, anh cũng cười thầm cảm ơn, thật sự muốn cảm ơn hai đồng đội tốt của mình. Lâm Dạ sử dụng tất cả các đạo cụ sau đây. Sử dụng thuốc tăng tốc tuyệt vời để tăng tốc độ di chuyển của bạn trong vòng 5 phút sử dụng những viên thuốc làm từ trứng chim phong chuẩn. Điểm nhanh nhẹn của bạn sẽ tạm thời tăng thêm 50 điểm trong vòng 5 phút sử dụng lôi địch để nhận được hiệu ứng chạy nước rút phích lực kiếm kéo dài trong 5 phút. Liên tục tăng tốc độ di chuyển của bạn sử dụng gà yên huân tấu địa để tạm thời tăng cường thể lực. Anh được tiếp thêm sức mạnh từ trang bị liền một phát đâm qua đám vong linh, làm bọn chúng ngã bay từ phía. Lâm Dạ tức tốc xuyên qua đám vong linh chạy về phía tòa tháp to lớn của bọn chúng, nhưng càng đánh thì đám vong linh càng tầng tầng bao vây lại lập tức mắt anh lóe tia đỏ anh hét lớn phản chuyển bích hải triều sinh vong linh chi hải đám vong linh bị cuốn trôi theo biển đỏ hệ thống báo báo tăng sát thương cộng 10%. tất cả kẻ thù đều ở trong tình trạng linh hồn bị thiêu đối tất cả các lực lượng tấn công của địch đều suy yếu tất cả kẻ thù vào đi bắp trúng độc đi bắp im lặng phòng ngự giảm tốc độ giảm mạnh địch nhân đã chóng váng thời gian phát triển điểm sinh mệnh một đại quân vong linh đã bị tiêu diệt một lúc sau lũ vong linh bị tiêu diệt hắc thủy rút đi lúc này một tên vong linh to lớn đứng trước tòa tháp hắn vác theo một cây lưỡi liềm trên vai hệ thống hiện thông tin tên tử vong tế đàn lượng máu 10.000 điểm lực phòng ngự không lực công kích không giới thiệu có năm tòa nhà kỳ lạ ở tử vong chi địa liên tục triệu hồi các sinh vật vong linh từ thế tích giới chúng được canh giữ bởi năm boss của bí cảnh sau khi bị tiêu diệt các sinh vật vong linh trong khu vực hiện tại sẽ ngừng triệu hồi và các vong linh được triệu hồi sẽ không biến mất cùng với tên cự hình cương thị đồ phụ đẳng cấp cấp 15. sức mạnh không rõ thể chất không rõ trí tuệ không rõ tinh thần không rõ nhanh nhẹn tư chất bạch kim kỹ năng ôn dịch bộc phát hộ độc tái sinh thể chất phân liệt móc sắt bắt lấy tử vong tràm nút trưởng hồi quyết giới thiệu từ thi thể tạo thành vong linh cực kỳ thích xé rách địch nhân cũng cần nút thi thể ở trong miệng hình thái đặc thù khổng lồ cự hình cương thi đồ phú bị đánh chết ngược lại sẽ phân liệt hình thức sống lại bất ngờ lâm dạ lao lên anh tung chiêu phân chuyển thanh tích thuật u cấm thuật đã bị giam cầm khống chế rất nhiều sợi dây xích xuất hiện cuốn chặt lấy tên tử vong tế đàn anh nghĩ thầm tiếp theo chỉ cần 30 giây rồi anh hét lớn ra lệnh cho đám vong linh chỉ hải tấn công đi đi đánh bại chúng đi bọn chúng lập tức nghe lệnh lao lên chiêu thức giáng xuống phân chuyển trị liệu thuật lực đoạt thuật phân chuyển thần khí liệu pháp tay ách giảng lâm phân chuyển chư tinh thần diệu đoạn thiên địa sau sức mạnh công phá của chiêu ấy khói bụi từ từ tan đi Đế đàn của bọn vong linh đã tang hoang hệ thống thông báo đánh bại tử vong tế đàn sinh vật vong linh trong khu vực này ngừng triệu hoán đánh bại cự hình cương thi đồ phu cụ hình cương thi đồ phu 12 xuất hiện lựu đoạt thuật chúng bất ngờ phân tách ra làm đôi nhưng không một chút do dự lâm dạ tung chiêu thuật lực đoạt vào cả hai tên cự hình cương thi để tiêu diệt chúng hệ thống cho biết đánh bại tên cương thi đồ phu bị chia cắt khô lâu vương và bất tử vu yêu đã thức tỉnh nghe thấy thông báo này lâm dạ liếc nhìn chiếc đầu lâu trên mặt đất rồi âm thầm suy nghĩ xem ra coi như là phó bản khó khăn cấp thiên tài chỉ cần là có hạn chế cấp bậc sẽ không có dọa người ít nhất với năng lực và trang bị hiện có của ta như vậy là quá đủ sau đó anh nhếch miệng cười cất tiếng gọi ra đây đi chú sư lần này ta cần người Dứt lời triệu hồi hắc ám chủ kỵ sĩ cấp hoàng kim cấp 15 tiến hành chiến đấu thời gian tồn tại liên tục một giờ. Lâm Dạ nhảy lên lưng hắc ám chủ kỵ sĩ với hình dạng rồng lao nhanh về phía trước vì thông báo vong linh thức tỉnh. Cả bay trong đêm đen vượt qua những dãy núi nhọn hoắt chập trùng. Lúc sau cả hai dũng mãnh đáp xuống mặt đất. Trước mặt anh là một bầu không khí vô cùng ma quái. Ở xa xa một bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế đá với con đường đi đến toàn đầu lâu. Đó chính là tên khô lâu vương đẳng cấp cấp 15, sức mạnh không rõ, thể chất không rõ, trí tuệ không rõ, tinh thần không rõ nhanh nhẹn không rõ tư chất bạch kim kỹ năng quân đoàn chi uy tử vong chi kỳ tà ác quang hoàn huyết nhục sống lại từ giả chi thuân giới thiệu khô lâu vương giả dùng quang hoàn kỹ năng cùng chuyên môn cân tộc bắp cường hóa sinh vật vong linh xung quanh thích dùng chiến thuật biển người săn giết địch nhân còn có cả tên vu yêu bất tử đẳng cấp cấp 15, sức mạnh 22, thể chất không rõ trí tuệ không rõ tinh thần không rõ nhanh nhẹn không rõ tư chất bạch kim kỹ năng tử vong dao động băng xương ma pháp lỗ đen nguyệt thực băng phong trí huyết giới thiệu cường giả trong vụ yêu chủ động nhập người thi pháp mượn hắc pháp thuật cùng từ linh pháp thuật chuyển hóa chính mình thành sinh vật bất tử có được ma pháp tinh xảo thị triển năng lực trí tuệ vượt xa sinh vật vong linh bình thường trước sự hung hãn ấy lâm dạ sắc khí ầm ầm anh hiên ngang đôi mắt tóe đỏ hét một chữ giết trong màn khói đen bay phất phơ lâm dạ thì bất lực đứng thở đứng còn thầy chú thì đang lẩm bẩm nói điều gì đó rồi anh đành cười trừ một cách ngượng ngùng mà cất tiếng gọi thầy chú Lâm Dạ dơ cao cây quyền trượng trên tay mà ra lệnh, "Làm đi." Thầy chú lập tức nghe lệnh xông lệch. Dứt lời một gậy được gõ xuống mặt đất. Vu Yêu bất tử trợn mắt hoảng hốt. Hắn ta nhảy lên cùng lúc với thầy chú lao đến tấn công. Thầy chú tung chiêu Nguyệt Quang đột kích trực tiếp đánh cho Vu Yêu làm giá trị sinh mệnh hắn ta âm 1441. Nhưng một tiếng rắc vang lên Vu Yêu bị dính đòn nhưng vẫn nở nụ cười thâm hiểm, một thứ ánh sáng màu xanh bất ngờ sáng lên. Cả ngờ hắn ta tỏa ra ánh sáng màu xanh lóa mắt, khi này đám yêu tinh đang tranh nhau trèo lên từ vực sâu bọn chúng điên cuồng lao về phía trước tuy nhiên thầy chú đã liền phản ứng ông ấy tung chiêu lá chắn chú thuật đánh tinh vu yêu bất tử thông tin giải thích lá chắn chú thuật có thể phân tất cả thương ma pháp trả lại toàn bộ thương tôn ma pháp trong vòng 3 giây bị đánh cho tơi bời vu yêu mới run rẩy cổ gắng vươn tay về phía khô lâu vương mà rên rỉ kêu cứu khô lâu vương trợ giúp ta trong khi khô lâu vương đang cầm kiếm hiên ngang đứng trước ghế vua thì một bước chân tiến đến từ phía sau khô lâu vương phát giác lập tức quay đầu lâm dạ gõ nhẹ quyền trượng xuống mặt đất anh nói đối thủ của người là ta chưa đảo ngược bích hải triều sinh vong linh chi hải được tung ra một cơn sóng lớn đỏ chót tràn ngập khắp nơi cơn sóng ấy lập tức ập về phía khô lâu vương làm vũ khí cơ thể của hắn đang dần bị ăn mòn hệ thống cùng lúc thông báo khô lâu vương lâm vào trạng thái khô lăng khô lâu vương rơi vào trạng thái suy yếu giá trị sinh mệnh khô lâu vương âm chín sau đó lợi dụng sơ hở lúc vu yêu bất tử đang lơ lửng giữa không trung thầy chú bất ngờ tấn công liên tiếp thăng long chảm tam liên chảm tấn công dồn dập kết hợp chú thuật bạo tạc khiến nó nổ banh xác thế nhưng mạng của vu yêu bất tử dai vô cùng nhân lúc khói bụi mù mịt che mất tầm nhìn hắn bất ngờ xông lên sử dụng hố đen đánh lén tuy nhiên thầy chú đã nhanh chóng phản ứng lại nhảy sang bên tránh được đòn tấn công bỗng lúc này thầy chú quay đầu nhìn nhận ra điều gì đó bất thường ở phía sau lưng mình hóa ra chính vu yêu bất tử đã ở ngay đằng sau mình hắn ta cười lớn gian xảo ha 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 băng xương một khối băng lớn bắt đầu được hắn chuẩn bị tung ra không để nó đạt được mục đích của mình thầy chú lập tức chém một nhát nguyệt quang đột kích lập tức sẽ đổi vu yêu bất tử hắn ta không phụ mà căm phẫn gào lên minh vương tận cùng ta vực thẳm ta sẽ trao đổi linh hồn của ta cho ngươi cho kẻ thù ngu ngốc xuống địa ngục mãi mãi nhận thấy điều này từ xa xa lâm dạ quay người hét lớn thầy chú cô ta sẽ tự nổ tung kéo mọi người cùng chết dứt lời toàn bộ cơ thể của vu yêu nổ tung tạo thành những tảng băng trắng toát đó là băng phong chi huyết bất tử vụ yêu hiến tế linh hồn của mình làm chống toàn bộ thanh máu còn lại giải phóng một phạm vi lớn bằng hệ ma thuật gây ra thương tổn bằng hệ ma thuật lớn và gây ra hiệu ứng đóng băng khói trắng tan đi một tòa tháp băng được dựng lên bên trong đó là một bóng đen còn bên ngoài thì không một bóng người lúc này khô lâu vương bất ngờ bị thầy chú đâm một nhát từ phía sau lượng máu của hắn gần như đã cạn thầy chú cất tiếng nói mục tiêu được dọn sạch lâm dạ nghe được liền khen ngợi làm tốt lắm thầy chú còn vu yêu bất bị đóng băng cũng từ từ bị tiêu tan không một chút do dự lâm dạ ngay lập tức tung chiêu tay ách đang đến làm đất đá vỡ nát mặt đất rung lắc lần này khô lâu vương đã hoàn toàn bị tiêu diệt trước khi tan xác hắn ta vẫn căm phẫn mà nguyền rủa A à, nhân loại vô tri sự tuyệt vọng thực sự vẫn còn ở phía sau hệ thống cùng lúc báo đánh chết khô lâu vương và bất tử vu yêu đã đạt thành yêu cầu thông quan cơ bản chém giết boss bí cảnh mở cửa dịch chuyển người bây giờ có thể từ cửa dịch chuyển rời đi cũng căn cứ vào yêu cầu bí cảnh đã hoàn thành đạt được điểm thông quan tương ứng kết thúc trận chiến lâm dạ sử dụng thuật điều trị chữa thương cho thầy chú kết hợp với thuật làm sạch ngay tức thì cả người thầy chú đều lành lặn không một thương tích rồi lâm dạ trực tiếp bắn phá tế đàn hệ thông báo tử vong tế đàn đã bị phá hủy lúc sau thầy chú triệu hồi con rồng lớn đó là ám dực long đồng đội chiến hữu của hắc ám chủ kỵ khi còn sống nhưng ngày nay kỵ sĩ hắc ám hiếm khi triệu hồi nó lâm dạ liền nhảy lên lưng rồng theo sau là thầy chú anh nói rằng tế đàn ở đây cũng không còn sinh vật vong linh cùng không có bất cứ uy hiếp gì cuối cùng lại đến dọn dẹp đi tới chỗ tiếp theo trước đã dứt lời rồng lớn cất cánh bay qua lục địa chập trùng núi non rộng lớn đang di chuyển trên không lâm dạ nhíu mày bảo hai boss cuối cùng rồi. Anh dơ con cái lên quay đầu nói với thầy chú rằng, còn la nhờ người thầy chú tiết kiệm cho ta không ít thời gian lên đường đánh quái. Nghe được những lời này thầy chú tỏ ra vô cùng thích thú vui vẻ. Bất ngờ một đống mảnh băng tuyết từ bên dưới xuất hiện bắn về phía con rồng. Một con rồng khổng lồ khác xuất hiện, nó há miệng lớn định bắn năng lượng về phía con rồng mà Lâm Dạ đang cưỡi trên lưng. Liên tục bị băng nhọn bắn phá, Lâm Dạ lấy hai tay che mặt vừa hét lớn cảnh báo, thầy chú bị quân địch phát hiện rồi, cẩn thận đấy ám dực long phun khói đen đánh bay làm tiêu tán tảng băng sắc nhọn thầy chú cùng lâm dạ nhảy xuống mặt đất họ đứng trước con rồng khổng lồ hệ thống hiện thông tin tên gọi ác long tử vong cấp độ 15. sức mạnh không rõ thể chất không rõ trí lực không rõ tinh thần không rõ nhanh nhẹn không rõ tư chất kim cương kỹ năng băng xương thủ tức long y băng phong quang hoàn tuyệt đối linh độ long cháo giới thiệu sinh tiền là đại cự long vĩ đại được người sùng bái sau khi chết được vua của vương quốc vong linh của những kẻ bắt từ hồi sinh dưới sự gia trì khí tức tử vong ác long có khả năng điều khiển ma pháp hệ băng mạnh mẽ gây sát thương liên tục và hiệu quả giảm tốc còn có bóng đen của một người đó là tên gọi nữ thần tử vong sức mạnh không rõ thể chất không rõ trí lực không rõ tinh thần không rõ nhanh nhẹn không rõ tư chất kim cương kỹ năng mũi tên xương đông ma pháp câm lặng quang hoàn cường công thiên phú xạ thủ phù chủ mũi tên hắc ám hấp thụ sinh mệnh giới thiệu vốn là hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa tinh linh tộc sau khi chết được vua của những kẻ bất tử hồi sinh trở thành một xạ thủ bóng tối truyền bá cái chết. Với sự nhanh nhẹn cùng với cung tên ma pháp trong tay, có thể truyền thêm sức mạnh tử vong vào mũi tên, biến kẻ thù bị giết thành nô lệ bóng tối của mình. Thấy vậy Lâm Dạ cười nói, "Chú lão sư, cái bí cảnh một lần duy nhất này với người thì ai đáng sợ hơn, một chút cũng không để ai có cơ hội đạt được đánh giá cấp SSS." Dứt lời anh nhảy lên cao thi triển chiêu thức, dùng đảo ngược ánh sáng các vì sao từ trời xuống địa ngục, đảo ngược biên xanh biên vong linh. Những cơn sóng thần màu máu đỏ chót điên cuồng ập đến, lập tức làm cho Thanh máu nữ thần tử vong âm 1555. Thanh máu nữ thần tử vong âm 1555. Bị đánh cho mất máu nữ thần tử vong mặt đầm đìa mồ hôi, cô ta dương cung lên tức giận hét lớn, đám người hèn hạ lại dám đánh lén. Chiêu Vinh Tào thổ tức lao đến, mũi tên phóng về phía Lâm Dạ với sức mạnh kinh khủng uy áp. Nhìn thấy vậy Lâm Dạ vẫn bình tĩnh nhíu mày một cái bảo, lại còn lật ngược tình thế sao? Cái này cũng có thể coi là sự bất ngờ thật sự. Mũi tên trúng mục tiêu, tiếng nổ lớn vang lên, đất đá vang tung tóe. Trong khi nữ thần tử vong đang đắc ý cười, ha ha chỉ có thế thôi sao? Thì từ trong khói bụi vụ nổ, hai ngón tay đang nhẹ nhàng bóp nát đầu mũi tên của cô ả à bắn ra. Lâm Dạ đứng hiên ngang không một thương tích trước đòn tấn công của nữ thần tử vong, lúc này hệ thống liên tục thông báo, gặp phải công kích bằng xương giá trị sinh mệnh cộng 845, gặp phải công kích mũi tên xương đông giá trị sinh mệnh cộng 748, tốc độ di chuyển tăng mạnh, giải trừ hiệu ứng băng đông tăng mạnh sức tấn công trên diện rộng, tốc độ di chuyển trên diện rộng tăng mạnh nhìn thấy dáng vẻ này của lâm dạ cô ta đen mặt hoảng hốt hét lớn không thế nào mũi tên của ta rõ ràng đã trúng tim hắn kỹ năng bị vô hiệu hóa miễn dịch bá thế sao đợi một chút có chút kỳ lạ trước tiên người nhưng chưa kịp nói hết câu thì ác long tử vong đã há miệng lớn chuẩn bị tích tụ năng lượng cho đòn tấn công kế tiếp tiếng động lớn vang lên từ trong miệng ác long hàng loạt tảng băng lớn bắn về phía lâm dạ khi này giá trị sinh mệnh của được cộng năm trăm trước đòn tấn công hệ băng dữ dội của ác long nhưng không thể nào làm lâm dạ bị bất kỳ thương tích làm mà ngược lại giá trị sinh mệnh cộng năm bạn đã giải trừ hiệu quả băng đông trong khi nữ thần tử vong đang tập trung vào lâm dạ thì bóng ảnh của thầy chú từ trong màn khói bụi phía sau từ từ xuất hiện thầy chú lao nhanh về phía nữ thần tử vong làm cô ta giật mình làm cô ta đang dương cùng thì cũng phải quay người hướng mũi cung về phía thầy chú nhưng dù hàng loạt mũi tên được bắn ra thầy chú đều lập tức né tránh được nó vừa di chuyển nhanh về phía nữ thần tử vong thì cô ta cũng nhảy lên mà lùi cô ta nghĩ thầm tốc độ thật nhanh cô ả à đây nghiến nhất quyết không được không thể để cho người này đến gần ngay lập tức nữ thần tử vong hét lớn ra lệnh tất cả vong linh nghe mệnh lệnh của ta vong lục chi tường đám vong linh nhận lệnh điên cuồng lao về phía thầy chú nhận thấy tình huống này thầy chú vung đao đối đầu nó chém một chiêu nguyệt quang đột tử trực tiếp càn quét đám vong linh chưa đầy một khắc thầy chú đã bạo kích đâm xuyên qua người nữ thần tử vong lần tấn công này làm thanh máu của cô ả à âm chín g giờ đây còn chưa đến một nửa nhưng vẫn không chịu thua cô ta triệu hồi rất nhiều dây xích từ tay mình đó là ma pháp câm lặng cầm nói cô ta trợn mắt lên Nở nụ cười tự tin sử dụng thuật hấp thu sinh mệnh hút máu, nữ thần tử vong, thanh máu cộng 347, thanh máu cộng 256, thanh máu cộng 277. Không để nữ thần tử vong đắc ý, thầy chú nhảy lên chém một đao về phía cô ta, cô ta giơ cung đỡ chiêu mà tức giận chửi, đáng ghét, tên loài người phản bội ngu xuẩn này chỉ biết cận chiến. Rồi bất ngờ cô ta cầm theo một lá bùa trong tay lao đến ôm chặt lấy thầy chú cười thích thú quát lớn, tự vẫn đi. Lá bùa được dính vào người thầy chú đó là phù chú sử dụng sức mạnh của phù chủ để điều khiển một sinh vật sinh vật càng yếu thời gian điều khiển càng lâu tối đa có thể điều khiển trong 60 giây tối thiểu là một giây sau khi nữ thần tử vong chết hiệu quả này có thể bị phá vỡ và không thể bị giải trừ thao không chỉ lệnh tự sát đòn này làm thanh máu của thầy chú bị âm 300. thao không chỉ lệnh tự sát ra lệnh cho sinh vật bị điều khiển bằng phù chủ tự sát mỗi lần tấn công gây ra 300 điểm sát thương cho đến khi hiệu ứng phù chủ tự sát biến mất nhưng ngay lập tức phù chú bị xé toạc bởi sức mạnh của thầy chú thừa thời cô nữ thần tử vong chuẩn bị bắn mũi tên xương đông cô ta cười đắc ý nói a à, mặc dù mới một giây nhưng mà như vậy là đủ rồi mũi tên băng liên tục bắn ra chúng vào người thầy chú làm chân của nó bị đóng băng hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh âm 792. tốc độ di chuyển của kỹ sĩ hắc ám giảm mạnh trên diện rộng tốc độ tấn công của kỵ sĩ hắc ám giảm mạnh trên diện rộng sức tấn công của kỵ sĩ hắc ám giảm nhẹ trong khi cột máu của kỵ sĩ hắc ám liên tục giảm đi thì ngay cả hai tay của nó cũng bị đóng băng không thể nhúc nhích được thấy vậy lâm dạ hét lớn ra lệnh chú lão sư chuyển sang tư thế phòng thủ lập tức kỵ sĩ hắc ám triệu hồi khiên lớn màu đen do ảnh hưởng của trọng lượng tốc độ giảm mạnh nhận sát thương giảm 70%. dù đã chuyển sang phòng thủ những nữ thần tử vong vẫn nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của hắc ám kỵ sĩ cô ta di chuyển nhanh chóng dương cung lên cười nói đã ăn nhiều kỹ năng của ta như vậy chỉ cần vượt qua chiếc khiên của người ta sẽ nhận lấy cái đầu của người. một mũi tên bắn về phía hắc ám kỵ sĩ lần này cột máu của nó thực sự đã tụt giảm gần như cạn kiệt băng đá tan đi nữ thần tử vong cười hỏi ha ha hết máu rồi máu cô ả à cười đắc ý giờ giọng khiêu khích mà bảo lần này người nhất định phải chết giải quyết xong người ta sẽ đi giải quyết đồng bọn của người bất ngờ những chiếc xúc tu màu đen từ đâu xuất hiện bám đầy lên người cô ta đó là chiêu đảo ngược rõ ràng thuật giam cầm thuật khi này lâm dạ sắc khí mạnh mẽ đôi mắt ánh đỏ chết chóc anh đanh giọng cất tiếng nói ngươi vừa mới nói ai giải quyết ai dứt lời bích hải triều sinh được tung ra hắc ám kỵ sĩ đã hoàn toàn được chữa trị hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh cộng 1233, bóc giải trừ mặt tiêu cực. Đám xúc tu đen từ nghịch chuyển càng khôn liên tục quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể nữ thần tử vong làm cô ta hoảng hốt liên tục dãy ruộng. Đây đây lại là thứ gì vậy? Trong khi cả lâm dạ và hắc ám kỵ sĩ đang tập trung khi cô ta đang gào thét, sao người vẫn chưa chết? Thì ác long tự do xuất hiện từ phía sau, nó đang tụ năng lượng chuẩn bị bắn về phía lâm dạ. Khi này hắc ám kỵ sĩ đã phát hiện ra, nó khẽ quay đầu lại. Ngay lập tức một cú chém tung ra chặt đứt đầu ác long, cùng lúc hệ thống thông báo, khiên sung năng bị đánh gãy đánh bay thằng long chảm tiếp đó lâm dạ mắt lóe tia đỏ anh chĩa cây quyền trượng cùng chiêu chu tinh thần diệu ác long tử vong lập tức bị bắn cho tan xác tất cả đều đã tiêu tan khói bụi thì mù mịt hệ thống báo bạn đã đánh chết tử vong ác long khi này nữ thần tử vong đang bị trói buộc gào thét tử vong ác long các người ỉ mạnh hiếp yếu dứt lời cả cơ thể cô ta bạo phát không để cô ta đạt được ý đồ lâm dạ sử dụng phản chuyển thần khí liệu pháp thảm họa giáng lâm một cột năng lượng bắn thẳng từ mặt đất xuyên trời, hệ thống hiện lên, bạn đã giết tử vong chỉ nữ. Kết thúc trận chiến, Lâm Dạ chỉ đạo cho Hắc Ám Kỵ Sĩ rằng, "Thầy chú, thầy phụ trách bên phía tây bắc, ta phụ trách bên phía đông nam, càn quét nhanh chóng." Nhận lệnh, Hắc Ám Kỵ Sĩ lập tức càn quét chém bay tất cả đám vong linh, anh cho rằng, như vậy, quét sạch đàn tế thì sẽ kết thúc, mặc dù phó bản này đặc biệt nhưng không khó như dự đoán lúc ban đầu. Sau đó anh tung chiêu, phân chuyển bích hải triều sinh, vùng biển tử linh biển đỏ máu ập đến nhấn chìm đám vong linh. Anh nghĩ, vậy là chưa tới 10 phút đã có thể qua ải. So với yêu cầu qua ải trong vòng 2 tiếng của nhiệm vụ 4 thì dư sức. Một lúc sau tất cả đám vong linh đã được xử lý xác của bọn chúng chồng chất lên nhau ngay dưới chân Lâm Dạ. Hệ thống báo, nhắc nhở bạn đã tiêu diệt toàn bộ sinh vật tử linh tàn dư tại Tử Vong chi địa bạn đã hoàn thành yêu cầu của 4 nhiệm vụ trước. Nhận được lời nhắc này anh nhíu mày nghĩ thầm, không đúng. Thông báo vẫn hiện, nhắc nhở phân thân của Song Dục Thiên Sứ Kuro sắp giáng lâm kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt thứ năm lựa chọn vận mệnh. Trong màn đêm một tòa lâu đài to lớn trắng toát xuất hiện. Hệ thống đưa ra, lựa chọn đó nhận thần ban tặng một nhận phần thưởng của song dược thiên sứ Kuro. Đồng thời giao nộp toàn bộ thánh kiếm miệng chiếu xích diệm đã hấp thu được từ linh hồn của tử linh, sau đó rời khỏi tử linh chi điện. Lựa chọn giết thần hai giết chết phân thân hư ảnh của Kuro. Đọc những dòng thông tin này trong tâm trí Lâm Dã xuất hiện thắc mắc, có ý gì vậy? Phó bản này còn có boss khác đang ẩn náu sao? Hệ thống nói tiếp, kết quả khi lựa chọn đó nhận thần ban tặng lập tức nhận được xếp hạng cấp SSS kết quả khi lựa chọn giết thần sau khi tiêu diệt phân thân của thiên sử kuro sẽ nhận được xếp hạng hai cấp cao nếu thất bại xếp hạng sẽ bị giảm xuống cấp c đọc đến đây anh nhíu mày hỏi xếp hạng cấp hóa ra trong quan niệm của các người cấp sss không phải là xếp hạng cao nhất vừa nói anh vừa nghĩ như những cô người chuyên nghiệp s khác có biết tình báo này không là những người chuyên nghiệp cấp cao của liên minh giấu diễm và phong tỏa hay là bọn họ không hề biết đến chân tướng này không thể nào nguyên nhân thứ nhất là bọn họ không cần thiết phải phong tỏa tin tức này dẫu sao thì vốn những người có thể mở khóa điều kiện này chỉ lác đác vài người thứ hai vốn dĩ phó bản dựa vào hệ thống để tạo ra bí cảnh nếu chúng vô hình chung nảy sinh biến hóa mà con người không hay biết cũng không phải là không có khả năng thứ ba cấp bậc hai này và bản thân thiên sứ đều tồn tại chỉ là dựa vào sức mạnh của nhân loại thì vẫn không thể chạm vào giống như người xưa không thể tìm tôi về vũ trụ nghĩ đến đây hư ảnh của kuro hiện ra đó là một con quái vật với hàng trăm đôi mắt và đôi cánh lớn nó bay lửng lơ trước mặt lâm dạ bất ngờ một con mắt lớn của nó trợn lên một tiếng nổ vang lên trói tai, có sức công phá mạnh mẽ làm Lâm Dạ cũng phải chống đỡ. Hệ thống liền hiện nhắc nhở, Hắc Ám chủ kỵ đã rút khỏi chiến trường, triệu hồi bước vào thời gian hồi chiều. Trước sức mạnh kinh khủng ấy Lâm Dạ nghĩ thầm, cảm giác áp bức kinh khủng quá, đây là hiệp định xưa sao thủ lĩnh cao nhất của thiên sứ. nhưng theo như lời nhắc nhở, chắc hẳn mình không cần đối đầu với thứ này, phân thân của Kuro ở đâu? Bỗng một sợi lông tơ trắng muốt rơi xuống, đôi mắt to lớn của hư ảnh Kuro khẽ nhắm lại, một người với đôi cánh to lớn trắng muốt của thiên thần xuất hiện, đó là danh sưng song dược thiên sứ kuro phân thân hư ảnh cấp bậc không khuyến khích khiêu chiến không khuyến khích khiêu chiến sức mạnh không rõ thể chất không rõ trí lực không rõ tinh thần không rõ độ nhạy bén không rõ tư chất không rõ kỹ năng không thể hiển thị giới thiệu sơ lược thiên sứ một sinh vật hùng mạnh sinh ra tại quốc gia thần thánh đối đầu với sinh vật vong linh sở hữu năng lực thần thánh kiểm chế hơi thở tử vong anh ta cười nhẹ nhàng cất tiếng nói nhân loại người làm tốt lắm ta đại diện cho quốc gia thần thánh cảm ơn người đám sinh vật vong linh tà ác này nên yên giấc ngàn thu nơi tận dưới lòng đất dâng miệng chiếu xích diễm lên đây người có thể đi được rồi nghe được những lời này lâm dạ chỉ nhún vai vẻ mặt thắc mắc mà đáp rời đi ư đợi đã người không có phần thưởng gì cho ta sao dẫu sao thì ta đã xử gọn toàn bộ sinh vật vong linh ở nơi đây dứt lời thiên sư kuro trợn mắt tức giận hét lớn ngươi đang nghi ngờ thiên sứ anh ta triệu hồi thanh kiếm lửa bay vào tay mình anh ta quát nhân loại người nên có lòng biết ơn mau chóng rời khỏi nơi đây đừng cản trở công việc còn lại của thiên sứ về phía lâm dạ khi nhìn thấy phản ứng này của anh anh ta nghĩ thầm thật không ngờ thiên sứ ở nơi đây là sinh vật quang minh chính đại như vậy không hề đứng về phía lập trường của nhân loại thậm chí còn coi nhân loại là bia đỡ đạn cuối cùng anh nhấn vào màn hình hệ thống bấm chọn công việc còn lại lâm dạ đen mặt cười bảo nơi đây còn có việc gì cần xử lý nữa sao thưa thiên sứ đại nhân anh hiên ngang cho rằng công lao của ta dựa vào đâu mà thuộc về ngươi cùng lúc lâm dạ sẵn sàng thi triển nghi chuyển càn khôn không được như ý mình thiên sứ kuro chỉ mũi kiếm về phía anh mà lên giọng nhãi nhép thấp kém để các người cống hiến cho quốc gia thần thánh vĩ đại đã là phần thưởng hậu hĩnh cho nhân loại rồi vậy mà người còn còn có ý nghĩa hết sức tham lam ngỗ ngược với mệnh lệnh của thần dứt lời thuật cướp đoạt tung ra nhắm vào thiên sứ kuro làm anh ta giật mình vội né lâm dạ ở bên dưới khó chịu bảo cảm ngay về sau không cần nói nữa đâu ngay lập tức thiên sứ kuro hét lớn sức mạnh của thần thánh đáng một tia xét mạnh từ bầu trời đánh thẳng về phía lâm dạ nhưng anh đã nhanh chóng né được anh di chuyển tức thì. Thiên sứ Kuro triệu hồi tia sét đánh xuống mặt đất đuổi theo Lâm Dạ nhưng anh đã nhanh chóng né được. Những tia sét cứ thế dí sát anh, theo kịp tốc độ di chuyển của Lâm Dạ. Trên bầu trời thiên sứ Kuro nở nụ cười đắc ý cất tiếng nói, sơ hở hiện rõ. Rồi lao đến áp sát anh với tốc độ cực nhanh. Chỉ một chiêu miệng chiếu xích diễm đâm thẳng, mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua người Lâm Dạ. Nhưng anh đã nhanh chóng sử dụng đảo ngược càn khôn ngay trước khi kiếm đâm vào người. Anh liền nhếch miệng cười, giá trị sinh mệnh của anh đã được cộng 1678 chứng kiến phản ứng này của anh thiên sứ kuro giật mình hắn ta đen mặt nhăn nhó một cách khó hiểu hắn cảnh giác nhảy lên cao hét lớn đừng hòng dùng tà đạo để trốn tránh thần phạt dứt lời hắn dương đôi cánh lớn của mình ra tung chiêu lôi đình gọi tới một mạng lưới điện lớn bao trùm trên toàn bộ bầu trời khi này giá trị sinh mệnh của lâm dạ cộng 2647. lâm dạ nhíu mày đôi mắt lóe lên sử dụng đảo ngược chư tinh thần diệu đòn đọa thiên địa ngục trực tiếp đánh vào thiên sứ kuro trong khi lâm được nhận được bắp tăng sát thương thì thiên sứ Kuro lại bị giá trị sinh mệnh âm 1531. Hắn ta điên cuồng hét lớn, kiến sinh vật muốn chết. Hắn càng ngày càng tức giận điên cuồng gào thét, nhìn xem kết cục đối địch với thiên sứ thần thánh. Phán xét phán xét, những đường kiếm đỏ rực được hắn chém về phía trước. Anh dùng kỹ năng lá chắn của mình để chặn lại những đòn tấn công của thiên sứ Kuro. Anh nghĩ thầm, ngay từ đầu quả thật dọa người. Nhưng hiện tại cảm giác như thiên sứ này cũng không quá thông minh, chẳng lẽ bởi vì là hư ảnh mà không phải bản thể. Thấy anh vẫn nhẹ nhàng chống đỡ, không chịu một chút thương tổn nào thì thiên sứ Kuro càng không chịu được. Hắn thét lên, làm sao có thể bất kể là công kích vật lý hay mà pháp, kỹ năng tầm xa hoặc cận chiến, nhân loại ti tiện người vì sao một chút thương tích cũng không chịu, ngược lại đang không ngừng trị liệu thân thể. Dù nghe thấy hắn nói vậy nhưng Lâm Dạ vẫn mỉm cười nghĩ thầm, phàm là ai nhìn thấy ta giết boss như thế nào, cũng sẽ không hỏi câu hỏi như vậy. Về phần thiên sứ Kuro hắn vừa tấn công mạnh mẽ vừa phán đoán rằng, chẳng lẽ người có kỹ năng vô địch? Không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Sau một hồi đối đầu gay cấn, khói bụi mờ mịt vẫn là bóng dáng lâm dạ đứng thẳng lưng trên mặt đất anh đáp lại đúng vậy cho nên người chỉ có thể chém đứt một sợi tóc một cái áo khoác của ta thế thôi dứt lời lâm dạ tung chiêu đảo ngược bích hải triều sinh vong linh chi hải theo sự điều khiển của lâm dạ một con sóng lớn đỏ màu máu ập đến cuộn trào thành vòi rồng to lớn quấn chặt lấy thiên sứ kuro làm giá trị sinh mệnh của hắn âm 2352, hệ thống cũng liên tục thông báo, ảo ảnh của thiên thần hai cánh bị ảnh hưởng bởi 13 đi bắp chậm hư ảnh của thiên sứ hai cánh khó lạc tiến vào trạng thái dừng lại tấn công giảm đáng kể tấn công giảm đáng kể sau đó anh dứt khoát hạ bàn tay xuống điều khiển đảo ngược thần khí trị liệu tại ách giáng lâm ngay lập tức thiên sứ kuro bị đánh quật xuống mặt đất làm đất đá tung tóe nứt vỡ hệ thống báo ảo ảnh của thiên thần hai cánh bị ảnh hưởng bởi 13 đi buff chậm giá trị sinh mệnh âm 2077 hắn ta bị đánh cho nằm dí sát dưới mặt đất không thể nhúc nhích được tí nào lúc này cột máu của hắn đã gần như cạn kiệt hắn ta mặt mũi nhăn nhó đau đớn đây nghiến rên gì ngươi ngươi không để hắn có cơ hội lên tiếng lâm dạ liền chĩa thẳng cây quyền trượng xuống dưới đất anh lạnh lùng dùng chiêu thuật trị liệu đảo ngược thuật cướp bóc làm cho giá trị sinh mệnh của tên kia âm hai nghìn năm trăm linh năm sau đòn tấn công ấy khói bụi mù mịt tứ tung chỉ còn lại vài chiếc lông trắng của thiên sứ kuro rơi dụng nơi đấy hệ thống hiện lên cho biết đánh chết hư ảnh thiên sứ hai cánh khố lạc hoàn thành bí cảnh phó bản vùng đất chết một lần bắt đầu thanh toán phần thưởng đạt được bảo dương thông quan cấp kim cương 11. hoàn thành toàn bộ điều kiện ẩn đánh giá đạt tới cấp SSS chịu ảnh hưởng của năng lực đặc biệt nữ thần may mắn. Nhận thêm bảo dương cấp kim cương 12, phó bản bí cảnh thông quan một làn đạt được điểm thông quan cấp Omega. Phó bản bí cảnh sắp biến mất lượng lực hội tụ hiện hóa thành phần thường duy nhất dành riêng cho ngươi. Đọc đến đây Lâm Dạ thắc mắc, phần thưởng độc quyền duy nhất. Đó chính là một thanh đao sắc bén. Hệ thống nói, ngươi đã đạt được vũ khí trưởng thành chuyên biệt phẩm chất không biết thiểm linh nguyệt ẩn duy nhất. Thanh đao cộng hưởng với sức mạnh liên tục nhấp nháy ánh sáng, thông tin về cây đao hiện lên, tên trang bị thiểm linh nguyệt ẩn, loại vũ khí duy nhất vũ khí phát triển đẳng cấp rèn hiện tại cấp 1. phẩm chất trước mắt không biết yêu cầu trang bị mục sư chuyên nghiệp lâm dạ chuyên nghiệp hiệu quả trang bị sau khi trang bị tăng thêm một điểm toàn thuộc tính sở hữu năng lượng hình thái giải thoát hình thái hủy diệt nguyệt ảnh hình thái thôn phệ tiến hóa hải nguyệt chi thệ thời điểm tịch diệt khe hở nguyệt ảnh ngoài ra thanh đao ấy còn có tiến hóa thôn phệ khả năng vốn có của việc nuôi dưỡng vũ khí cùng loại của linh mục có thể cải thiện chất lượng tăng cường thuộc tính vũ khí và mở khóa các khả năng mới hình thái giải thoát biến thành lưới kiếm giải thoái mỗi thanh kiếm cung cấp năng lượng chữa lành cho mục tiêu đánh chúng không bao gồm chính bạn phục hồi máu cho đối thủ và mở ra khả năng sử dụng quyền hạn sử dụng lời thề hải nguyệt hình thái hủy diệt biến đổi thành lưới hủy diệt mỗi dạo sẽ gây sát thương vật lý nhất định và một lượng lớn sát thương ma thuật đối với mục tiêu bị bắn chúng không bao gồm chính mình mở ra quyền sử dụng thời điểm tịch diệt hình thái nguyệt ảnh trạng thái ban đầu tạo thành một lượng thương tôn vật lý nhất định cũng khôi phục lượng máu cùng tỷ lệ của bản thân mở ra quyền hạn sử dụng kẽ hở nguyệt ảnh lời thề hải nguyệt kỹ năng chủ động ngưng tụ lực lượng ánh trăng triệu hồi ra sửa huyên nguyệt trong lúc tồn tại liên tục khôi phục đồng minh phụ cận bao gồm chính mình xóa trạng thái tiêu cực tất cả đồng minh phụ cân bao gồm chính mình thời điểm hủy diệt kỹ năng chủ động ngưng tụ sức mạnh của ánh trăng phóng ra một con dao hủy diệt mới cực mạnh gây một lượng sát thương lớn cho tất cả kẻ địch trong phạm vi và tăng mọi sát thương tiếp theo khích gian nguyệt ảnh kỹ năng chủ động nhanh chóng tiến vào trạng thái bóng tối không thể khóa miễn dịch mọi tổn thương và di chuyển nhanh đến vị trí được chỉ định lưỡi dao này y có thể cứu người cũng có thể giết người thanh đao hiểm linh nguyệt ẩn nguyệt ẩn hình thái đang ở trên tay lâm dạ anh vừa chăm chú nhìn nó vừa suy nghĩ ba loại hình thái ba đại chiều gần như hoàn hảo phù hợp với tài năng thiên phú của ta điều tôi quan tâm nhất là chất lượng của nó với tư cách là vũ khí trưởng thành cũng giống như phó bản này có phải ý nghĩa nó có thể lên tới đẳng cấp cao hơn kim cương hay không tiếp đó mở dương kim cương ra đạt được 20 điểm thuộc tính tự do đạt được trang bị cấp kim cương bằng xương chi dân vòng cổ kim cương vòng có cổ long đạt được kỹ năng kim cương tốc độ công kích đại huy chương kiếm được trang bị cấp bạch kim ma thuật hạch tâm đạt được đạo cụ tinh điệp vũ kiếm đặc chế thuốc đặc hiệu quý hiếm 11. khi nhìn thấy phần thưởng ở bên trong dương này lâm dạ cho rằng vòng cổ cổ long và huy hiệu tốc độ tấn công một kiện phòng ngự hoàn mỹ cùng một quyền chiến lược thần kỹ vô địch trên chiến trường một lúc sau lâm dạ bấm vào mũi tên tiến lên được hiện lên trên màn hình thông tin của anh anh quyết định toàn bộ thêm chút trí lực các thuộc tính hiện tại gần như ở cấp độ chuyên nghiệp khoảng cấp 20. khi này trên màn hình hệ thống hiện danh tính lâm dạ Nghề nghiệp linh mục, đẳng cấp 11, sức mạnh 15-20-50, thể chất 15-20-30-30-50, trí thông minh 95-20-30-30-50, tinh thần 15-20-30-50, nhanh nhẹn 15-20-20-50, trang bị kích hoạt trang phục lộng lẫy của ma hoàng 4 bộ, dây tật phong, đá lấp lánh, nhẫn ngọc lục bảo thạch, thiểm linh nguyệt ẩn, dây chuyền cổ long, ngọc bội bạch điều, thức tỉnh thiên phú nghịch chuyển càn khôn level 2 kỹ năng đơn thể chữa lành cướp bóc kỹ năng phụ trợ minh minh thuật u cấm thuật kỹ năng quần thể liệu pháp thần khí tại ách giáng lâm chư tinh thần diệu đạo thiên địa ngục bích hải triều sinh vong linh trì hải kết thúc quá trình thăng cấp lâm dạ rời khỏi bí cảnh anh vừa bước vào cổng không gian vừa suy nghĩ nhưng đó chỉ là mục tiêu đầu tiên của mình khi trở về thế giới bên ngoài anh vẫn nghĩ thầm rằng Thưa dịp nữ thần may mắn còn có bắp hay là đi chớp đoạt một đợt phó bản cấp 10 nhì lúc này ở bụi cây gần có có một người đàn ông đầu tóc lòe xòe hắn ta nghiến răng Điều cảm cam phẫn với hai tay cầm một cây gậy mà nói, lâm dạ cuối cùng cũng đợi được anh. Về phía lâm dạ anh đã nhạy bé nhận ra điều gì đó. Anh quay lại cảnh giác hét lớn ai. Bất ngờ người đàn ông kia cầm theo một mũi giáo sắc nhọn lao về phía lâm dạ gào lên. Chết đi lâm dạ. Hôm nay nhất định là ngày chết của người. Hắn ta phát điên. Hai mắt đỏ ngầu không ngừng đâm mũi giáo vào lâm dạ. Hắn cam phẫn nói là anh hại chết tại tất cả mọi người muốn tôi chết làm tôi biến mất bởi vì ta lấy công lực của người. Người thân của ta bằng hữu của ta tất cả đều bỏ rơi ta họ bắt ta bỏ bài kiểm tra từ bỏ bằng cấp đều là nhờ ngươi ban tặng nhưng dù mũi giáo đã đâm trúng ngược lâm dạ nhưng anh lại không hề chịu bất kỳ thương tích gì anh dùng một tay giữ chặt lấy cây giáo trong tay tên kia lạnh lùng cất tiếng hỏi nói xong chưa rồi anh suy nghĩ lúc trước đã nói với những sinh viên kia không nên vì chút giận mà lãng phí thời gian bọn họ cũng hứa sẽ không nhúng tay vào vốn là muốn cho hắn một bài học để cho hắn không lấy được điểm thuộc tính kết quả bây giờ ầm ĩ muốn nghỉ học cho dù liên minh và trường học đều chú ý nhiều nhất chỉ là trừng phạt và cấm túc thôi. Sau đó mạnh mẽ giật phát cây giáo ra khỏi tay tên kia làm hắn ta bị hất ngã bay ra xa. Anh quát, hay là đầu cơ trục lợi, bôi nhọ bịa đặt. Cầm công lực của ta đây chính là người nói. bị đánh đến miệng chảy máu, tên kia cả nghiến răng cả người run lên. một làn khói đen bất ngờ phấp phới bay xung quanh người hắn. hắn ta với hai con mắt trợn ngược đỏ ngầu bất ngờ điên cuồng lao về phía trước. lâm dạ bất ngờ nhíu mày thốt lên, đây là ma khí lâm dạ nhảy sang bên cạnh tránh được cú lao đến của tào nguyện khi này anh nghĩ thầm tào nguyên này chẳng lẽ hắn ta trợn mắt đỏ ngầu tức giận nhìn về phía lâm dạ trong tâm trí của tào nguyện một bóng đen tách ra từ cơ thể hắn hiện lên mà mỉm mai đã nói từ lâu rồi người căn bản không xứng làm đối thủ của hắn ngươi chỉ là một kẻ hệ một vai phụ tầm thường bị mọi người khinh bỉ không có ai thích người cả không có ai quan tâm đến ngươi ngươi chỉ là một đống phân chó làm nền cho thiên tài nhưng nếu người không an phận làm phân chó thì sẽ bị nhiều người ghét hơn nhưng lời này càng làm hắn ta điên cuồng gào thét a a à, tôi phải giết cậu ta càng nói bóng đen trong tâm trí kia càng thúc đẩy khiêu khích tào nguyên rằng ừm rất tốt người muốn có được sức mạnh nghịch thiên thay đổi mọi thứ không nếu người muốn trở thành kẻ mạnh mẽ chi phối số phận của người khác thì hãy bước vào vòng tay của bọn ta ở thâm uyên những lời nói liên tục được người nhét vào tâm trí tào nguyên bây giờ ngươi chỉ có thể dựa nhân vào u mê đại nhân ta đây ngay lập tức tào nguyên đã thực sự bị đánh chiếm ý chí hắn ta điên cuồng dập đầu xuống đất mà gì được u mê đại nhân xin hãy ban cho ta sức mạnh của thâm uyên làn khói đen tối liên tục xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tào nguyên hắn ta đứng dậy gầm gửi nói ta không làm người nữa chứng kiến cảnh này lâm dạ mới hoang mang chỉ thẳng về phía tào nguyên hét lớn kẻ xa ngã tào nguyên anh đã bị ác quỷ thâm uyên mê hoặc rồi thế nhưng hắn ta đã hoàn toàn đánh mất cơ thể à ý chí của mình hắn ta cười lớn bảo đây chính là sức mạnh của thâm uyên sao quá mạnh cơ thể ta quá mạnh dù vậy lâm dạ vẫn cố gắng thuyết phục tào nguyên bây giờ anh từ bỏ thì vẫn kịp nếu anh tiếp tục tôi chỉ có thể giết anh. Vì quy tắc của liên minh chức nghiệp giả điều hai khi gặp phải kẻ sa ngã bị ác ma thâm uyên mê hoặc, mỗi chức nghiệp đều có thể thực hiện tự vệ chính đáng. Sử dụng mọi biện pháp tấn công để tiêu diệt đối phương ngay lập tức, tránh tổn hại thêm nhiều sinh mạng vô tội. Lâm Dạ sau đó không một chút do dự mà đứng vào tư thế tấn công. Bây giờ Tào Nguyên đang cầm một cây đao lớn được ngưng tụ từ sức mạnh bóng tối, hắn ta cười đắc ý nói: "Giết ta ngươi làm nổi không? Lâm Dạ đây là báo ứng của người." Dứt lời hắn ta xông lên vung kiếm, hoành trám kiếm khí thâm uyên bản ngay lập tức ở bên hông lâm dạ xuất hiện vết thương làm giá trị sinh mệnh của anh bị âm 312. hệ thống khi này thông báo bạn đang bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của sức mạnh thâm uyên tất cả thuộc tính đều bị giảm mạnh lượng sát thương nhận phải tăng lên bạn tạm thời mất máu liên tục thấy thế lâm dạ liền triệu hồi vũ khí anh cúi đầu đen mặt nói nếu đã vậy thì đừng trách tôi lập tức một cây đao xuất hiện được lâm dạ nắm trong tay anh lao lên sử dụng thiếm linh nguyệt an bội đao đáng tiếc anh nghĩ thầm đáng tiếc cho dù anh chọn sức mạnh thâm uyên cũng không phải là đối thủ của tôi chỉ với một cú chém mà đã làm cho Tào Nguyên sợ hãi, anh cho rằng, cùng lắm chỉ là một boss cấp 10 mà thôi. Thấy được sức mạnh của Lâm Dạ nhưng Tào Nguyên vẫn nở nụ cười nham hiểm, hắn ta bảo: "Phân tích đúng đấy, người đúng là một mục sư chỉ toàn điểm sức mạnh, vậy người chết chắc rồi." Về phía Lâm Dạ anh cười nhếch miệng nghĩ thầm, nếu đã như vậy thì không cần phải ngay lập tức sử dụng nghịch chuyển càn khôn, xung quanh chắc hẳn sẽ có sự giám sát của ác ma Thâm Uyên. Nếu đối phương phát hiện mình có kỹ năng gần như bất khả chiến bại, thì việc rút lui và báo cho các ác ma khác sẽ tạo thành cục diện bất lợi sau đó lại vung đao chém một nhát thật mạnh vào bụng Tào Nguyên. Bị chém một đường lớn ở người, máu me loang lổ, Tào Nguyên hoảng hốt sờ vết thương trên người mình rồi hét lớn. Vớ vẩn làm sao có thể điều yếu hơn rồi, một nhát dao của người mà có thể khiến ta mất nhiều máu như vậy sao? Nghe những lời này Lâm Dạ vẫn chưa đùa rằng, ừm, vẫn là cắt được chút ít. Anh tự tin thầm nghĩ, người anh em bản sao, cả lý thuyết và khả năng quan sát đều không tốt. Đến ma pháp sát thương vật lý dưới cấp 2 cũng không cảm nhận được, vẫn nên nhanh chóng dùng anh ta để dụ ác ma ra thôi nghĩ đến đây lâm dạ dứt khoát tung một đòn chí mạng chém người tào nguyên ánh mắt anh lóe anh đỏ anh quyết định giữ lại mạng cho tào nguyên thế nên anh đã xin mời ma vào bình chứa nhìn thấy lâm dạ đã dễ dàng xử lý được tào nguyên bóng đen hắc ám kia ở trên cao suy nghĩ quả nhiên tìm một kẻ hèn hạ là không đủ sao lực chiến đấu sau khi chuyển hóa vẫn kém đến vậy một kiếm sĩ với thuộc tỉnh tăng vọt mà lại không thể đánh bại một mục sự sao thôi vậy dù sao cũng chỉ là một kẻ hèn hạ sau đó bóng đen ấy liền tiến vào cơ thể tào nguyên nó đắc ý cho rằng lâm dạ Ta ăn chắc rồi." Rồi nó nghĩ, nếu Lâm Dạ chết thì tâm trạng của Hoàng thiếu Phong sẽ sụp đổ, như vậy không phải là thuận lợi cho ta xâm nhập sao? Nếu như Lâm Dạ chịu để ta sử dụng hắn, chẳng phải tiểu tử Hoàng thiếu Phong sẽ trực tiếp gia nhập mai cao đại quân của ta sao? Có điều, tôi vẫn thích kiểu thứ hai hơn." Nghĩ đến đây, bóng đen ở trong cơ thể Tào Nguyên liền cười thích thú hắn vung kiếm về phía Lâm Dạ. Anh bị chúng đòn khiến giá trị sinh mệnh bị 634. Cả Lâm Dạ và Tào Nguyên đánh nhau ác liệt, hắn ta cười hỏi, "Ngạc nhiên chứ tiếp theo mới là món chính đó." thế nhưng sau bao đòn tấn công lâm dạ vẫn không hề bị thương tích gì anh đã được đầy máu xua tan và giá trị sinh mệnh cũng được cộng thêm 634. chứng kiến cảnh này tòa nguyên ánh mắt tóe máu hắn tay nghiến tức giận vì không hiểu vì sao lại như vậy và ngay khi lưỡi đao hai người đối chọi lâm giả dạ cười hỏi ngươi không phải là tào nguyên đúng chứ thâm uyên ác ma nhận thấy thân phận đã bại lộ ác ma thâm uyên ở trong cơ thể tào nguyện điên cuồng đáo trả đáng tiếc người của liên minh chức nghiệp đã đang trên đường đến đây không có thời gian lãng phí với người người vẫn nhanh chóng đi chết đi dù hắn ta nói vậy nhưng Lâm Dạ chỉ thản nhiên gác đao lên vai, anh đứng cười hiên ngang làm ác ma Thâm Uyên bất lực cạn lời. Rồi hắn ta chỉ vào bản thân mình thương lượng nói tiếp, hoặc ngươi có thể chọn gia nhập với bọn ta. Dứt lời Lâm Dạ nở nụ cười ẩn ý nghĩ thầm, cắn câu rồi. Rồi anh nhún vai đáp, "Ô gia nhập với các ngươi, vậy các ác ma của Thâm Uyên có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Nói nghe xem." Ác ma Thâm Uyên trong cơ thể Tào Nguyên thốt lên, chẳng lẽ đây là chưa đủ sao? Càng nói sức mạnh hắc ám bên bên trong cơ thể Tào Nguyên càng tuôn trào ra chấn động trời đất. Sức mạnh hắc ám tràn ngập khắp bầu trời, Tào Nguyên vô cùng phấn khích mà gào thét ngươi thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của Thâm Uyên. Lâm Dạ cũng đáp, mạnh như vậy à? Thú vị đấy. Sau đó anh thu hồi năng lực trên tay mình, Lâm Dạ cười nhếch miệng hỏi, nói đến ác ma Thâm Uyên, ngươi biết Hoàng thiếu phong chứ? Hắn trước đây đã từ chối lời mời của đồng bọn các ngươi, còn mang các người một trận thậm tệ, đúng không? Nghe thấy tên Hoàng thiếu phong, Tào Nguyên liền điên cuồng trả lời, thu hồi năng lực, chính ta đã mời, kết quả thằng nhóc này không biết tốt xấu hắn còn dám khinh thường sức mạnh của thâm uyên nếu không phải hắn có sự tương thích với sức mạnh thâm uyên cao đến kinh ngạc ta đã sớm nghe đến đây lâm dạ tiếp tục thăm dò bảo ố nói vậy có nghĩa là cho tên ngốc này cơ hội mà hắn không biết nắm bắt nhớ đến ký ức hoàng thiếu phong hồng hách ném gối vào mặt ác ma thâm uyên anh ta chỉ thẳng vào mặt hắn ta mà hô hào ta là hoàng thiếu phong thiên tài điều này làm hắn điên cuồng vào đầu bước tóc quát quái vật bản thân ra sao mà không tự hiểu à càng nói càng làm cho tào nguyên tức đến nóng máu thấy phản ứng này của hắn ta lâm dạ nghĩ thầm ừ nhìn vậy hoàng thiếu phong đúng là không nói dối hay giấu giếm điều gì trí thông minh của ác ma này có vẻ cũng tương đương với hắn rồi anh đặt tay lên ngực mình vẻ mặt nghiêm túc đề nghị hắn có được sức mạnh thâm uyên cũng sẽ tự mình bại lộ bị liên minh truy sát thà cho ta còn hơn là cho hắn dứt lời ác ma thâm uyên trong thân xác tào nguyên lộ ra vẻ cảnh giác hắn ta ngước nhìn lâm dạ cất tiếng hỏi ố tại sao lâm dạ giải thích rằng ta hiện đã nhận được sự tin tưởng của liên minh chức nghiệp dựa vào thực lực của ta ta có thể nhanh chóng trở thành thành viên cốt lõi của liên minh rồi âm thầm làm loạn cả xã hội nhân loại hủy diệt cái thế giới chết tiệt này nghe những lời này xong tào nguyên liền hỏi tiếp ngươi muốn hủy diệt thế giới tại sao người không phải là rào rào giả được yêu thích nhất sao anh lập tức tỏ ra giận dữ bảo hừ nhân loại chỉ là một đám người giả tạo mà thôi lâm dạ nắm chặt tay mình anh cúi đầu đôi mắt lóe đỏ căm phẫn nói các chức nghiệp có thực sự bảo vệ những đồng loại yếu đuối không nếu là như vậy thì tại sao cha mẹ ta lại chết vào thời điểm đó những người có năng lực đó đã phớt lời chúng ta. Cuối cùng, chính cha mẹ ta đã chủ động dụ con quái vật đi để ta có thể sống sót, nhưng họ lại phải chịu chết thảm dưới móng vuốt. Anh thể hiện ra sự phẫn nộ tột cùng, đôi mắt anh rớm lệ. Anh cho rằng, chức nghiệp giả thì bóc lột kẻ yếu, kẻ yếu thì lại hút máu những kẻ yếu hơn. Ở đây không có công lý và công bằng, chỉ có tham lam và ích kỷ, không có ánh sáng của nhân tính, chỉ có bóng tối thống trị bởi kẻ mạnh, không có ai vô tội, tất cả mọi người đều đáng chết những lời nói này thực sự cũng đã làm cho cả tào nguyên cảm động hắn ta cũng ngân ngấn nước mắt thốt lên hay hay lắm ta đã cảm nhận được nỗi đau của ngươi dứt lời cả cơ thể hắn bắt đầu căng phồng lên những làn khói đen bất ngờ chui ra từ cơ thể hắn một cách ghê rợn khi này bản thể của ác ma thâm uyên từ từ hiện thân hắn ta thoát khỏi thân thể tào nguyên liền lao về phía lâm dạ hét lớn đến đi gia nhập gia đình thâm uyên của bọn ta ta sẽ ban cho người sức mạnh vô thượng của thâm uyên cùng nhau hủy diệt thế giới rác rưởi này vừa chạy hắn ta vừa cầm thêm một khối năng lượng hắc ám về phía lâm dạ anh mở rộng hai tay ra đôi mắt nhắm lại bộ dạng đang sắp được nhận một món quà gì đấy ngay khi ác ma thâm uyên sắp lao đến gần thì lâm dạ bất ngờ cất tiếng nói triệu hồi thanh đao danh tiếng nguyệt ẩn anh nở nụ cười nham hiểm ra lệnh kích hoạt hình thái hủy diệt dứt lời trong tay lâm dạ đã nắm chặt chuôi đao nguyệt ẩn điều này làm ác ma thâm uyên giật mình hoảng hốt hắn ta trợn mắt hét lớn ngươi ngươi đang chờ đùa ta sao lúc này đã không kịp dừng lại lâm dạ không một chút do dự chết chết ác ma thâm uyên hệ thống cùng lúc thông báo giá trị sinh mệnh của ác ma thâm uyên âm 527. Gợi ý khi thi triển tịch diệt, nhận được sức mạnh từ ánh trăng tất cả sát thương của người trong 10 giây tiếp theo sẽ được tăng 50%. Hắn ta bị chém cho phọt máu nhưng Lâm Dạ vẫn tiếp tục sông lên tung chiêu, phản chuyển chư tinh thần diệu đọa thiên địa ngục. Cú chém lần này giáng xuống làm giá trị sinh mệnh của ác ma thâm uyên bị giảm 2337, cột máu của hắn đã mất đi một nửa. Hệ thống vừa báo, thu được hiệu quả tăng sát thương, tặng lợi ích. Thế là lập tức đôi mắt của Lâm Dạ lóe ánh đỏ lạnh lùng. Anh sử dụng phản chuyển bích hải triều sinh vong linh chi hải lâm dạ tấn công dồn dập những cơn sóng máu đỏ ập đến nhấn chìm ác ma thâm uyên khiến giá trị sinh mệnh của hắn âm bốn nghìn bảy mươi bốn ác ma thâm uyên rơi vào tình trạng bị bồng lực tấn công của ác ma thâm uyên giảm mạnh bị đánh ập trong biển lớn máu đỏ ác ma thâm uyên vẫn cố vùng vẫy gào thét gặp quỷ đúng là gặp quỷ nhân loại này rốt cuộc là thế nào sao lại có thể gây ra mức sát thương cao như vậy dứt lời một đòn phân chuyển thần khí liệu pháp ta ách hàng lâm từ trên trời giáng tia xét xuống ác ma thâm uyên làm hắn đau đớn tột cùng hệ thống thông báo ác ma thâm uyên bị trừ máu trong khi lâm dạ đang đứng trên bờ thì ác ma thâm uyên vẫn cố gắng trốn chạy từ trong biển đỏ hắn nghĩ thầm chẳng trách được tên vô dụng tào nguyên nhận được sức mạnh thâm uyên cũng không thể đánh bại hắn ta đổi ai cũng không dễ lắc người ta muốn lắc người nhìn thấy hắn ta đang điên cuồng bơi đi lâm dạ cất tiếng hỏi người đã để lộ bản thể lại còn vào trạng thái chiến đấu không thể tiếp tục dựa vào ảnh ảo để di chuyển được nữa nhỉ ác ma thâm uyên không quay đầu hắn ta hét lớn trả lời ngươi đã biết khả năng của ta từ đầu rồi sao để bắt được bản thể của ta ngươi đã chủ động hy sinh và lập một cái bẫy sao đôi mắt lâm dạ tóe lên tia sắc khí anh lạnh lùng đáp đúng vậy bất ngờ hắn ta quay đầu thét ngươi tên nhân loại xảo quyệt này ta sẽ quyết chiến với ngươi chiêu thâm uyên chi thủ được tung ra móng vuốt sắc nhọn của hắn vươn dài về phía trước nhưng dù bị tấn công bất ngờ nhưng lâm dạ vẫn nhanh chóng né tránh được hệ thống báo lướt qua kỹ năng không trùng sát thương đã bị né tránh thấy vậy ác ma thâm uyên quay đầu nhìn theo chuyển động của anh hắn tức giận gào lên được lắm kỹ năng lướt của người đã sử dụng rồi một lần nữa hắn ta sử dụng thâm uyên chi trảo. móng vuốt sắc nhọn của hắn vươn dài đã chém trúng người lâm dạ khiến giá trị sinh mệnh của anh bị trừ năm trăm tám mươi bảy áp ma thâm uyên phấn khích nói ta xem người còn có thể trốn đi đâu hắn cười thích thú ha 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 chúng rồi nhưng ngay sau đó giá trị sinh mệnh của lâm dạ lại được cộng lại năm trăm tám mươi bảy anh lơ lửng trên không nói kết thúc rồi áp ma thâm uyên điều này làm hắn ta hoang mang tột độ lâm dạ lạnh lùng tung chiêu phản chuyển trị liệu thuật lựu đoạt thuật được giáng xuống một cỗ sức mạnh trực tiếp đánh cạn máu của ác ma thầm uyên lúc sau hệ thống hiện lên thông báo đã tiêu diệt ác ma thầm uyên sau đó hấp nhập đao thể xuất hiện cùng thông báo hành đao nguyệt ẩn bắt đầu hấp thụ tàn hồn của ác ma thầm uyên hấp thụ thành công nguyệt ấn được nâng cấp từ toàn thuộc tính cộng một điểm nàng lên thành toàn thuộc tính cộng 5. lâm dạ cầm hấp nhập đao thể trong tay anh chăm chú nhìn nó biểu cảm vui vẻ nghĩ thầm rõ ràng trong thực tế chiến đấu không mang lại bất kỳ giá trị kinh nghiệm não nhưng vũ khí có khả năng phát triển lại dựa vào việc tiêu diệt ác ma thâm uyên để nâng cao chất lượng sao? Là chỉ có thể dựa vào tâm hồn của ác ma thâm uyên để nâng cao, hay bất kỳ tàn hồn của sinh vật nào cũng được? Ở trên đường phố mọi người đang vô cùng hỗn loạn, họ hoảng hốt thắc mắc, vừa mới xảy ra chuyện gì, không biết nữa, hoàn toàn không nhìn rõ. Chức nghiệp giả đến chưa? Ê, sao có người ngã trên đất chưa? Đừng vội, đã báo cho chức nghiệp giả tuần thành rồi, nói là sẽ đến ngay. Giữa đường phố trong khi xác của Tào Nguyên đang chết queo ở mặt đất, thì lâm dạ đang chăm chú cầm thanh hấp nhập đao ngay trước xác ác ma thâm uyên anh suy nghĩ về việc vũ khí tăng trưởng hấp thụ tàn hồn ác ma vực thẳm để thăng cấp vẫn nên báo cáo cho liên minh còn về tên tảo nguyên này đang suy nghĩ thì bất ngờ một đoàn người áo đen mang theo vũ khí và khiên chạy về phái lâm dạ hét lớn người bên kia lập tức gỡ bỏ trang bị trên người ném vũ khí xuống đất thấy thế anh quay đầu nhìn về phía họ mà nghĩ thầm vừa định qua đó thì đã tìm tới à một người dẫn đầu đột mặc áo đen kia giơ súng lên chuẩn bị bắn anh ta hét lớn hai tay ôm đầu đứng yên tại chỗ nếu không tôi có quyền lập tức tấn công cậu dứt lời lâm dạ liền thả cây đao ra anh phối hợp theo lời đáp được hấp nhập đao nằm yên vị dưới chân lâm dạ sau đó người mặc áo đen kia bắn súng kỹ năng vi độc ma tỷ về phía lâm dạ người đó cất tiếng bảo xin lỗi quy trình chuyên nghiệp cậu sẽ không cảm thấy đau đâu lập tức lâm dạ bị tê liệt bởi chiếc xích hai tay anh lại anh quan sát những người áo đen ấy rồi nghĩ đây chính là những chức nghiệp giả duy trì an ninh cho thành phố để ngăn chặn nghi phạm bất ngờ tấn công người khác sẽ sử dụng các kỹ năng tê liệt để hạn chế nhưng may mắn là khá nhân tính không cần thiết phải xung đột với họ anh nhìn theo từng hành động của mấy người họ mà suy xét người khác kiểm tra hiện trường dấu hiệu đánh nhau cứu trợ y tế an ủi cư dân và hỏi thăm tình hình những nghiệp giả duy trì an ninh ấy cũng đã đưa tào nguyên lên giường cứu thương và bệnh viện anh cho rằng mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình quanh về phía lâm dạ bỗng có một nghiệp giả an ninh chạy đến báo cáo báo cáo người bị thương nặng hôn mê là một sinh viên nhưng trên người có sức mạnh thâm uyên nghi ngờ là bị ác ma thâm uyên dụ dỗ thành ác đọa giả người đó hoang mang tưởng trình lại còn có còn có xương khô của ác ma thâm uyên nghe tới đây đổi trưởng đội an ninh lo lắng thắc mắc ác ma thâm uyên cấp 20, toàn thân đầy vết thương do dao có vẻ như là bị chức nghiệp giả trường đạo mà chúng ta vừa kiểm soát chém chết nhưng tại sao hắn chỉ còn lại một bộ xương khô chẳng lẽ nói nhưng khi nhìn thấy đoạn video chiến đấu của lâm dạ đã chém chết ác ma thâm uyên thì ngay lập tức mấy người bọn họ giật mình hoang mang thốt lên cái này làm sao có thế chứ không phải chứ trên màn hình thông tin còn hiện ra thông tin của lâm dạ họ tên lâm dạ cấp bậc 11 thông tin danh tính chức nghiệp giả hàng đầu thành giang thành sinh viên năm ba của học viện đến lúc này bọn họ mới cảm thấy khó tin mà thét lên ác ma thâm uyên đó là do sinh viên này giết sao tôi biết cậu ta là thiên tài nhưng như vậy cũng quá mức rồi sinh viên giết ác ma thâm uyên trong lúc cả nhóm an ninh đang dối bời thì một người đi tới cất tiếng nói lâm dạ chào cậu tôi là đội trưởng đội một của đội hành động vây bắt ác ma thâm uyên thuộc liên minh chức nghiệp giả giang thành vương mã siêu dứt lời anh ta giải trừ tê liệt cho lâm dạ vương mã siêu lạnh lùng hỏi xin hỏi con ác ma thâm uyên này có phải do cậu tiêu diệt không còn về sinh viên sắp chết kia cậu ta có phải đã bị con ác ma thâm uyên dụ dỗ biến thành ác xa rồi bị câu khống chế không lâm dạ đứng trước mặt anh ta trả lời là tôi sinh viên này là tào nguyên của trường chúng tôi anh ta đã biến thành ác xa trước mặt tôi có ý định ám sát tôi nên tôi đã ra tay vương mã siêu nói tiếp nhưng cậu đã làm cách nào để bắt được ác ma thâm uyên bình thường chúng thường không xuất hiện dưới hình thức bản thể anh cười tự tin giải thích rằng tôi đoán nó luôn theo dõi những ác đọa giả tiềm năng từ xa nên mới ra tay với tảo nguyên khiến anh ta giả vờ rất quan tâm đến việc trở thành ác đọa giả nó liền hiện ra hình dạng bản thể để ban cho tôi sức mạnh nghe đến đây mấy người trong đột an ninh tỏ ra hoảng hốt đồng thanh hét lớn thế mà cũng được à vương mã siêu đen mặt anh ta toát mồ hôi hột mà nghĩ đúng vậy dùng cách này để lừa gạt ác ma thâm uyên hiểm ác xảo quyệt ngay cả những chức nghiệp giả cao cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không chắc làm được nhưng sinh viên sắp tham gia kiểm tra chức nghiệp này lại anh ta nghi ngờ bảo một mình đấu với ác đọa giả và ác ma thâm uyên bản thể mà vẫn không hề bị thương điều quan trọng nhất là lượng máu của ác đọa giả này chính xác dừng lại ở 18, trong trạng thái thương nặng sắp chết không thể chạy trốn hay phản kháng cũng sẽ không mất máu mà chết đừng nói là sinh viên ngay cả những chức nghiệp giả chính thức không cao cấp cũng không làm được điều này vậy nên mong cậu hợp tác với chúng tôi đến một chuyến ở phân bộ liên minh Cuối cùng anh ta vẫn không tin Lâm Dạ và muốn bắt giữ anh. Chính lúc này một người lên tiếng nói, nhưng cậu ấy không phải là sinh viên bình thường. "Đội trưởng, ngài không nghe qua truyền tai về Lâm Dạ sao, cậu ấy rất nổi tiếng." Vương Mã Siêu vẫn khoanh tay trước ngực, anh nhất quyết cho rằng, "Tôi cũng không phải là không lên mạng, nhưng cần xem xét tính nghiêm trọng của sự việc này. Cũng như sự an toàn của toàn bộ cư dân Giang Thành, quy trình cố định là cần thiết. Lâm Dạ, tôi cũng hy vọng cậu hiểu. Mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra chức nghiệp tiếp theo của cậu, nhưng tôi không thể châm trước cho cậu." Những lời này cất lên làm Lâm Dạ im lặng trầm tư suy nghĩ, có vẻ như phúc lợi từ nữ thần may mắn sắp bị lãng phí rồi. Nhưng dựa vào việc kiểm tra sát thương thực sự đối với U Mê vừa rồi, mình cũng có lợi thế rất lớn trong kiểm tra chức nghiệp, dữ liệu còn chưa đạt được mục tiêu, mà đầu ra đã vượt quá giới hạn rồi. Cuối cùng anh nhún vai thở dài một hơi rồi đáp, "Hiểu, tôi vô điều kiện ủng hộ các anh trong công việc chống lại ác ma Thâm Uyên." Bỗng Vương Mã Siêu có người gọi đến. Hình ảnh hiện lên, Vương Mã Siêu thắc mắc gọi lão đại, người gọi cho anh ta là người đàn ông mặt sẹo, giáng vẻ nghiêm trang xuất hiện ra lệnh, "Vương Mã Siêu, không cần phải đưa Lâm Dạ trở lại bộ phận điều tra, cũng không cần giám sát, vụ án liên quan đến ác ma Thâm Uyên này tạm hoàn. đợi cho cậu ấy hoàn thành kiểm tra chức nghiệp rồi hãy xử lý." Dù vậy Vương Mã Siêu vẫn gân cổ cãi lại, "Đây, đây là quy trình cố định mà sao có thể vi phạm được?" Anh ta đưa chiếc điện thoại về phía trước, giọng điệu nhẹ đi bảo, "Nếu thả cậu ấy ra trực tiếp, tôi sẽ bị trừng phạt ngay từ tổng bộ, đúng không?" Người đàn ông mặt sẹo kia cười nhẹ trả lời, "Sẽ không ai gây rắc rối cho cậu." đây không chỉ là ý kiến của tôi mà còn là ý kiến của hội trường tổng bộ và tất cả các bộ trưởng khác cậu biết đến thầy chú nổi tiếng chứ chính thầy ấy đã giết chết mà không bị thương và còn nhận được chứng chỉ vào tổ ẩn giấu bị lãng quên biết được điều này cả đội an ninh ai nấy đều há hốc mồm biểu cảm hoảng hốt vương mã siêu sau đó quay sang nhìn lâm dạ trong mắt anh ta anh là một người trông có vẻ vô hại rồi anh ta nghĩ thầm tôi còn tưởng rằng những tin đồn trước đây trên mạng đều là nửa thật nửa giả phóng đại chẳng lẽ cậu ấy thật sự có thiên phú thần cấp chưa từng có không cũng có thể là thiên phú chuyên biệt khắc chế kỵ sĩ bóng tối. Lâm Dạ gãi đầu rồi nhìn người đàn ông mặt sẹo hỏi: "Xin lỗi, vậy bây giờ tôi không cần phải đi điều tra nữa sao?" Ông ta trả lời: "Đương nhiên rồi, cậu chỉ cần chuẩn bị cho việc của mình là được. Nếu cần giúp đỡ, sau có thể gọi những chức nghiệp giả này, không cần ngại." Thế là Vương Mã Siêu liền hai tay đưa hấp nhập đao lại cho Lâm Dạ. Anh ta khẽ cúi đầu cất tiếng xin lỗi: "Rất xin lỗi Lâm Dạ, nhưng tôi vẫn có một chuyện muốn hỏi." Lâm Dạ nhận lấy cây đao cho phép, anh nói đi, anh ta nói, chuyện này liên quan gì đến vụ việc mà Hoàng Thiếu Phong đã báo cáo trước đó phải không? Tuy bên ngoài anh lộ ra biểu cảm buồn bã đáp, đúng vậy, ác ma Ume này chính là con ác ma đã dụ dỗ Hoàng Thiếu Phong nhưng thất bại trước đó. Bởi vì kế hoạch của hắn thất bại, nên đã lựa chọn Tào Nguyên làm mục tiêu thứ hai, nhưng trong suy nghĩ anh lại nhíu mày cảnh giác mà nghĩ, quả không hổ danh là chức nghiệp giả, đã nhanh chóng liên kết hai chuyện này lại với nhau, vậy mình cũng không cần phải giấu diếm nữa. Người đàn ông mặt sẹo nghiêm mặt nói tiếp, đúng vậy, thể chất của Hoàng Thiếu Phong sau khi được kiểm tra, quả thật là ác đọa thiên tài hiếm có trong vạn người lâm dạ kể và tôi lại dễ dàng lừa được ác ma thâm uyên trong khi hoàng thiếu phong thì lại không thể nào qua mất được nó luôn đề cập đến tôi trước mặt nó ác ma thâm uyên nghĩ rằng hoàng thiếu phong có tâm tư với tôi nên mới từ chối cám dỗ vì vậy nó ban đầu có lẽ muốn thay thế tôi để dẫn dắt hoàng thiếu phong nghe đến đây người đàn ông mặt sẹo kia cười thỏa mãn nói ha ha thật tuyệt anh hùng xuất thiếu niên không chỉ tiêu diệt được ác ma thâm uyên bắt sống ác đọa giả mà còn moi được thông tin hữu ích còn mạnh hơn mấy kẻ ăn không ngồi rồi trong hàng ngũ chức nghiệp giả cấp cao. Vậy thì bọn tôi sẽ không làm phiền tiến độ của cậu nữa." Dứt lời Lâm Dạ ôm cây kiếm nhíu mày đề nghị, "Đợi đã, tôi còn một việc muốn nói, nhưng không chắc có thể công khai được không? Có thể phiền các anh xử lý, bảo những người không liên quan lui hết được không?"